đang mang đến sự yên tâm là nhiều hơn. Và đây là trận thi đấu giữa Flash World và RQ. Trước hết thì chúng ta sẽ đến với ván thi đấu đầu tiên để xem là hai đội tuyển này sẽ mang đến gì cho chúng ta ở trong trận chung kết nhánh thua này. Flash World sẽ là bên xanh, còn RQ sẽ là bên đỏ. Cả hai đội tuyển khi đến với trận thi đấu này thì họ cũng đã phải trải qua khá nhiều những khó khăn. Với Flash World thì họ suýt để thua trước Serious đại diện của Việt Nam, và họ tung ra những bài đánh counter cũng như là sự bắt bài rất tốt. Sau đó họ để thua trước Team Flash với một thế trận là hủy diệt hoàn toàn. Và ngày hôm nay họ cũng đã có được những cái kinh nghiệm của mình khi biết rằng RQ cũng đã vượt qua những trận thi đấu rất khó khăn, tận dụng những khó khăn của RQ để họ có được những màn ban pick có lợi dành cho mình. Đầu tiên là Irelia, Kha'Zix, hai chất tướng trong bể tướng đi rừng đến từ vị trí của Char. Và Flash World đang đi đúng với ý đồ cấm và chọn của mình khi khóa chặt vào người chơi đi rừng của đối phương. Khóa chặt vào ngòi nổ tấn công của RQ là cách làm chính xác của Flash World ở trong khâu cấm và chọn này. Và lực cấm thứ ba của Flash World lại tương đối bất ngờ, đó vào con Galio. Chúng ta còn nhớ là trận thi đấu giữa RQ cùng với Flash World trước đây, trận BO5 cũng chính trong vòng playoff của WCS Final, thì Flash World với quân bài Galio này đã giành được cả 3 ván thắng nằm trong tay của Asen. Còn RQ họ cấm Senna, cấm Camille cùng với Karma. Như vậy là bể tướng đi rừng dành cho Chaz thì vẫn còn đó là Fiora, vẫn còn Riven để cho anh chàng này có thể sử dụng. Đặc biệt là có bài Senna. Khi Senna bị nằm trên bảng cấm ở thời điểm hiện tại thì ít nhất là RQ đã phong tỏa được một chất tướng mà các đội tuyển bên phía màu xanh thường rất hay chọn. Đặc biệt là họ tự tin lựa chọn ở những lựa chọn đầu tiên. Khi đã bị cấm đi thì Flash World ngay lập tức lấy vào cho mình một con bài cũng hay thường xuyên nằm trên bảng cấm. Đó là JC. JC đã có dành cho bên phía Flash World, có thể nằm trong tay của Roof ở khu vực đường giữa hoặc trong tay của Isera ở khu vực đường trên. Và nếu như bất ngờ hơn thì họ hoàn toàn có thể đem Jay đi rừng nằm trong tay của Cookie nữa. Trong khi đó thì RQ đối sách của họ đưa ra đó là con Zeke của Locking ngay lập tức được khóa vào. Ngày hôm qua thì Team Flash sau ván thi đấu đầu tiên để thua có sự góp mặt của con Zeke này nằm tay của Locking thì tất cả những ván thi đấu sau đó Team Flash sẽ cấm đi quân bài này. Và đó là những ván thi đấu mà Team Flash đã chiến thắng trước Flash World. Và RQ rõ ràng là đã xem trận thi đấu ngày hôm qua của Team Flash. Họ biết là con Zeke của Locking mạnh như thế nào. RQ quyết định là tước đi quân bài này và thêm vào đó là một con Rakan. Con Rakan này hoàn toàn có thể là con Rakan đi được giữa nằm trong tay của Helios. Hoặc con Rakan này nếu nằm trong tay của Exocen vị trí hỗ trợ thì cũng là rất tốt. Chúng ta sẽ cùng chờ xem sự lựa chọn của RQ là gì. Nhưng nếu như đánh Rakan khu vực được giữa thì có lẽ là RQ sẽ cần thêm một con Morgana nữa. Với một đội tuyển muốn đánh theo dạng chậm rãi và đánh theo dạng mid game đến cuối game nhiều như phía Flashbop thì sẽ chả có gì tuyệt vời hơn khi họ có Zac ở trong đội hình. Vì họ đã có được một con bài JC đảm bảo lượng sát thương ra đầu trận dấu rồi. Thêm Gragas nữa, Flashbop đang đi đúng với những ý đồ chiến thuật và cấm chọn mà chúng ta thường thấy và phong cách chơi của đội tuyển này. Và có lẽ những lượt lựa chọn tiếp theo thì họ sẽ tiếp tục bổ sung những sát thương ra đầu trận đấu và thêm cả sự hỗ trợ bảo kê dành cho Zac ở giai đoạn cuối nữa. Shen là một lựa chọn mà hoàn toàn có thể nghĩ đến ở thời điểm này. Nếu như đẩy Gragas đi hỗ trợ và để JC ở khu vực đứng giữa thì Shen có thể được lựa chọn để giúp cho giai đoạn late game Zac sẽ có được nhiều tiền đề để gõ vào đội hình của RQ nhiều hơn. Chính xác là như thế. Còn bên phía RQ, lựa chọn thứ ba của họ đó là con Garen. Như vậy là họ vẫn chưa chọn vội quân bài đi rừng dành cho Chaz. Một sự lựa chọn tương đối là phiêu lưu đến từ bên phía của RQ, bởi vì trong phase cấm thứ hai rất có thể là Flash World sẽ tiếp tục đánh vào bể tướng đi rừng của Chaz. Thời điểm này thì vẫn còn Fiora, vẫn còn Riven là những chất tướng bắp bổ mà Chaz có thể chơi cực kỳ tốt. Nhưng trước hết sẽ là cấm đi Olaf đến từ vị trí của Flash World trước đã. Và với việc có Garen thì tôi nghĩ rằng Flash World hoàn toàn có thể nghĩ đến con bài Shen ở trong lượt tiếp theo của mình. Tại vì ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy kèo đối đầu giữa Shen và Garen. Đây là hai chất tướng khi đi đối đầu với nhau thì thực sự là khó để một vị tướng có thể dứt điểm vị tướng còn lại. Về mặt đẩy đường thì có lẽ Garen chỉ đẩy hơi nhanh hơn Shen một chút mà thôi. Vì vậy liệu rồi và đã có cấm Shen đến từ bên phía của RQ. Họ bắt bài cũng là rất tốt khi biết đối phương có Zac. Thì họ phong tỏa khá nhiều những chất tướng có thể bảo kê cho những tình huống lao vào của Zac. Thứ nhất là Galio đã bị tự cấm đến từ Flash World. Senna cũng đã bị cấm với hắc ám soi dọi để có thể tạo lượng giáp dành cho Zac. Và Shen cũng đã bị cấm đi. Và tiếp theo sẽ là lựa chọn đi rừng ở thời điểm hiện tại sẽ là hợp lý. Và giấu con bài sát thương chủ lực cuối cùng của mình ở lựa chọn cuối cùng. Đối phương đã lộ Zac rồi, bây giờ lựa chọn một con rừng counter Zac sẽ là hợp lý hơn. Riven là hoàn toàn chất tướng mà có thể nghĩ tới. Và đúng là như vậy. Riven đã là sự lựa chọn đi rừng dành cho Chaz. Và đây là một sự lựa chọn hợp lý. Nhớ lại trận thi đấu trước đó của RQ và Flash World thì hai ván thi đấu mà Chaz người ta phải cầm những chất tướng Skellige, đó là Zac, đó là Graves, thì đó là hai trận thi đấu
hai ván thi đấu mà RQ để thua. Và RQ chắc chắn họ sẽ không muốn phạm phải sai lầm đó nữa. Họ sẽ ưu tiên chọn những chất tướng có khả năng băm bổ, khả năng giao tranh từ sớm. Dành cho Jazz và Riven là sự lựa chọn khả dĩ nhất ở thời điểm này mà Jazz có thể chơi tốt. Nhìn vào bốn sự lựa chọn đầu tiên của bên phía RQ, đây là đội hình tấn công rất mạnh. Raka lao lên, Riven lao lên, Garen cũng là câu chuyện tương tự. Còn Zik từ phía sau hoàn toàn có thể đáp những cú siêu bom địa ngục và những cú bom nảy của mình để hỗ trợ cho khả năng lao lên đến từ ba quân bài này. Morgana được lựa chọn dành cho Flatwolf. Và lựa chọn cuối cùng họ bắt buộc phải lộ sớm hơn so bên phía đối phương. Khá cân nhắc về lượt lựa chọn này. Với đó là Morgana thì cái khiên đền cũng sẽ là một trong những phép bổ trợ, một trong những chiêu thức giúp hỗ trợ đắc lực dành cho Zac ở trong những tình huống càn vào. Nhưng có một điểm, đó là ngày hôm qua ở trong tất cả những ván đấu của mình, Flatwolf thường mất cái trụ đường giữa khá sớm. Flatwolf đánh ở khu vực giữa với một đội hình thường không phải là quá mạnh so bên phía đối phương, mà họ thường sẽ đánh khá nhiều ra hơn những phần cánh với những bộ đội hình như thế này. Thì khi đó ngày hôm qua team Flat cũng đã vận dụng rất tốt cái lối đánh của bên phía Flatwolf, là họ chỉ đẩy thẳng đường giữa mà thôi. Thường phút thứ 5 là Flatwolf sẽ bay cái trụ giữa của mình. Khi mất cái trụ đường giữa thì việc đánh ra cánh cũng là vô cùng khó khăn, vì cứ đánh ở cánh là sẽ bị bắt lẻ. Và đúng là như vậy, RQ đang cosplay team Flat trong ngày thi đấu hôm qua với Lucian trong đội hình của mình. Lucian ở trong đội hình để đánh cực mạnh ở khu vực đường giữa. Đúng là như thế, Lucian có thể sẽ nằm trong tay của Helios, và như vậy Rakan sẽ nằm trong tay của Exocen. Trước đó thì tôi nghĩ là cái quyết định con Lucian này ở lượt cuối cũng phần nhiều đến từ việc là Flashwap họ lấy đi quân bài Morgana dành cho Locking ở khu vực đường rồng. Đó là một lượt vừa chọn vừa cấm rất hay đến từ vị trí của Flashwap. Morgana là quân bài có thể búp khiên đen bổ trợ rất tốt cho Zac, đồng thời cũng là tước đi quân bài Morgana có thể kết hợp tốt với con Rakan ở trong đội hình của RQ. RQ xoay bài cũng là rất nhanh, nhưng mà Exocen sẽ cầm Rakan hỗ trợ, còn Helios sẽ cầm Lucian đường giữa. Và chúng ta thấy một lần nữa cặp đường rừng và đường giữa của RQ ở trong vài thi đấu này lại là một cặp có thể giao tranh đầu game rất mạnh. Đây tiếp tục là một ván đấu mà tôi suy nghĩ rằng bên phía RQ có thể tận dụng được tốt những sai lầm của Flatwolf trong ngày thi đấu hôm qua để chuyển hóa nó thành một chiến thắng ngày hôm nay của mình. Đặc biệt là với bộ đánh như thế này. Tiếp tục là một bộ đánh mà người chơi đi rừng và người chơi đường giữa có thể phối hợp một cách rất tốt với nhau về cả mặt sát thương cũng như là về mặt phối hợp nữa. Thì khi đó đường giữa của Flatwolf tiếp tục sẽ là một kèo đấu mà họ sẽ hơi lép vế so bên phía đối phương. Đó sẽ là một trong những cái điều kiện tiên quyết để cho phía RQ tránh cái thế đánh cánh của bên phía Flatwolf. Và họ đang làm rất tốt với cái bộ đánh này. Rakan mở giao tranh, sau đó bay về bọc lót cho những người đồng đội của mình. Rồi họ có cả Riven mở giao tranh, họ có một lớp cứng chống chịu cứng cực kỳ cứng cáp, đó là bên phía của Garen và một Lucian phía sau thoải mái bắn. Nhưng quan trọng là kỹ năng của Helios có thực sự là ngang với Coyote trong ngày thi đấu hôm qua hay không. Ngày qua Coyote đã có được double quad RQ của mình trong ngày thi đấu hôm qua. Đúng vậy, quad RQ tính rất sớm để giúp cho con Lucian trong tay của Coyote rất san sao. Và Anta Snowball được đối thủ từ đầu ván thi đấu cho đến cuối ván thi đấu. Nhưng ngày hôm nay thì Helios đối thủ của anh ta ở khu vực đường giữa, đó sẽ là một con Jace và Bruce. Anh ta đã chứng tỏ sự tự tin của mình. Thấy ba người của RQ xuất hiện ở đây, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh quay lại trả một cú chỉ thiên. Nhưng xét về cái thế dọn lính thì chắc chắn là ba người của RQ sẽ dọn lính nhanh hơn Bruce. Và họ đang di chuyển cùng nhau xuống nửa dưới của bản đồ. Chính xác, đang di chuyển cùng nhau và chia những lượng kinh nghiệm, qua đó tạo được thế đẩy lính vượt trội. Nhưng đây cũng là một bước di chuyển mặc dù là sau, nhưng Brook cũng có được những cái lợi thế của mình khi lấy được một hạt soi sáng của đối phương và phát hiện được hướng đi rừng cũng như thời gian farm bãi bùa đỏ đến từ vị trí của Cha. Cha không farm bãi, Cha chỉ farm hai bãi ở cánh trên mà thôi, và đây sẽ là tiền đề để anh ta tiến ra khu vực đường giữa kiểm soát khu vực đường dưới. Một tình huống qua bóng tối chính xác và đang gồm sát thương, và chiếu Esosen bị găm thiêu đốt lên đầu, thêm một vùng đất chết nữa, chưa đủ sát thương, nhưng Esosen cũng đã phải sử dụng những hạt hồi phục ở trong tình huống này, hoặc thậm chí là phải biến về. Sát thương cấu rỉa rất khó chịu đến từ cặp đôi Morgana cùng với Ragaz ở trong đội hình của Flashwap. Rõ ràng là cặp đôi đi đường rồng này là cặp đôi sẽ có thể đè đường được ở giai đoạn đầu trận, khi mà đối phương chỉ là Rakan cùng với Zeke mà thôi. Sát thương của Zeke ở giai đoạn đầu trận cũng chưa phải là quá nhiều, và Zeke cũng sẽ ưu tiên với việc dọn lính hơn. Còn Rakan thì chắc chắn cũng sẽ phải rất cẩn trọng nhìn tình huống lao lên của mình. Qua đã khu vực đường giữa có va chạm và đây xuất hiện hoành tráng trúng vào người của Bruce. Bruce đang gặp rất nhiều nguy hiểm, anh ta đang trả sát thương, anh ta đang lùi về, có Esen bao bọc cho anh ta. Và Bruce an toàn ở trong ván đấu này. Khá khó hiểu trong tình huống vừa rồi, tại sao Esen không dám sử dụng cú lăn bụng của mình để giữ chân Esen, mặc dù Esen ở ngưỡng máu kia. Nếu như bị giữ chân thì việc Zac nhảy vào và có chiến công đầu sẽ là vô cùng dễ dàng, thậm chí Zac còn nguyên tốc biến. Thực sự là một tình huống đánh khá thiếu tự tin đến từ vị trí của Esen sau một tình huống di chuyển ra khu vực đường giữa. Điều duy nhất anh ta làm được chỉ là che chắn lượng sát thương để cho Bruce có thể lui về một cách an toàn mà thôi. Đây là tình huống cướp rừng đến từ vị trí của Chaz. Anh ta đang đánh rất sâu vào phần bộ xanh của đối phương. Nhưng bây giờ thì Isera bắt đầu tiến vào và Chaz bắt buộc phải lùi. Trước đó thì cái tình huống mà Isera giữ cú lăn bụng của mình, đó là cách mà Flashwap thường hay làm. Trong giai đoạn đầu
họ sẽ hướng đến việc là đánh một cách an toàn nhất có thể để cho Cookie không phải nằm xuống bất kỳ một bài hạ gục nào. Họ tránh những tình huống đánh một cách quá phiêu lưu. Và đó là cái cách mà FlashWorld đã chiến đấu trước Team Flash ngày thi đấu hôm qua. Và có lẽ là họ tiếp tục sử dụng cái chiến thuật đó trong ngày thi đấu hôm nay trước RNQ. Nếu đánh như thế, thực ra thì đó là một cái tình huống mà cơ hội khá lớn để cho bên phía FlashWorld có thể vươn lên dẫn trước về mặt điểm hạ gục. Vì vậy, đặc biệt là Cookie trong tình huống đó sẽ là người được hưởng lợi nếu như thế, với thế đứng kiểu như vậy. Cho nên nếu như họ không nắm bắt được cơ hội của mình mà họ đánh theo một cách quá bài vở và sách giáo khoa thì có lẽ FlashWorld đang tự thụt lùi với cái phong cách đánh như thế này. Nhưng không sao, cơ hội và vẫn là cần đến từ cả hai bên. Và Brook vẫn đang có thế đẩy lính ở khu vực đường giữa. Đã bắt đầu swap lane đến từ những người chơi đường giữa với những người chơi đi đường cánh rồi. Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi xem có sự đột biến nào hay không. Từ nãy đến giờ thì chắc Santa mới chỉ có một pha thi đấu chủ động, đó là pha chủ động vào cúp mùa xanh của đối phương. Nhưng lúc đó thì anh ta tương đối đơn độc, không có sự hỗ trợ những người đồng đội. Do đó anh ta cũng chưa thể gây được bất kỳ áp lực nào lên phần rừng của Cookie đang trấn giữ. Khu vực đường dưới thì rõ ràng là với cặp đôi Morgana cùng với Gragas này, tốc độ đẩy lính của họ là rất nhanh. Helios chỉ có một mình ở đây để có thể phòng thủ. Anh ta sẽ tương đối vất vả để có thể dọn dẹp đợt lính này. Đây là đợt lính có xe. Helios vẫn có thành trừng. Chắc chắn là Helios vẫn sẽ giữ cú thành trừng này của mình đến khi mục tiêu lớn xuất hiện. Quan trọng là cặp đôi đường rồng của FlashWorld chưa đổi ra đường cánh để cho Roof. Với việc vẫn còn hai người ở nửa dưới bản đồ như thế này thì có lẽ bên phía của FlashWorld đang muốn nhắm tới những con rồng nhiều hơn. Đó là dự đoán của tôi. Hãy cùng chờ xem lượt biến về này Roof sẽ di chuyển ra đâu. Và Zack trong tay của Cookie đang có hướng di chuyển lên hướng con sứ giả. Thì thực ra là với một đội hình đánh sớm thì bên phía FlashWorld nếu như đổi được mục tiêu với đối phương, họ nên ưu tiên những con rồng. Và khi có được những con rồng giai đoạn cuối thì sẽ thực sự là hợp lý với đội hình đánh lết như thế này. Và Zack đã có mặt tại đây, quét được một con mắt của đối phương và tiếp tục kích hoạt con sứ giả ra, trong khi đội hình của AQ chủ động dọn lính nhanh khu vực đường giữa, sau đó mới di chuyển sau. Wow, tôi đã nghĩ là FlashWorld sẽ quan sát đối phương, sau đó sẽ chủ động đổi mục tiêu so với đối thủ. Nhưng Cookie mới là người khởi động con sứ giả khai nước. Chaz bị thùng lụ nổ, nhưng anh ta vẫn cũng có thể tiếp cận và ăn con sứ giả khai nước. Nhưng Bruce vẫn xuất sắc trừng phạt con sứ giả khai nước này. Giao tranh nổ ra hỗn loạn, siêu bom địa ngục được quăng vào. Morgana của Locking là người có được first blood. Anh ta quá yếu máu, như Sera đang bơi với thần cá sấu của mình. Anh ta chuẩn bị tiếp cận vào được vị trí của Exocen. Exocen đang bỏ chạy, chỉ còn với thôi thôi. Và đó là vũ điệu cá sấu. Isa kết thúc được Exocen, nhưng Helios cũng đã lấy được một mài hạ gục của Exocen. Một bước di chuyển mà AQ lộ rõ sự tính toán của mình là chậm trễ đến như thế nào so với bên phía FlashWorld. FlashWorld ăn thành công sứ giả, sau đó là tổ chức giao tranh quá là chậm đến từ bên phía của AQ. Hai thành viên của FlashWorld băng trụ đối phương. Isela sắp phải bỏ bài hào của mình. Tốc biến quá ngừng diễn ra, chắc không có tốc biến trong tình huống này. Isela băng trụ lấy được bài hào của đối phương và quay về thành công. Helios sẽ trong bài thi đấu đó, anh ta quá muốn ở lại để có thể dọn dẹp đợt lính này. Và đặc biệt là anh ta thấy sự hỗ trợ của Chat từ phía sau. Và thêm một điều nữa là anh ta thấy Isara không còn thần cá sấu, dẫn đến sự chủ quan của anh chàng này. Và anh ta bị hạ gục bởi Isara cùng với sự hỗ trợ của một người nữa của FlashWorld. Bốn mài hạ gục dành cho FlashWorld. Và đây là con rồng đang được kiểm soát bởi Cookie. Cookie trừng phạt tiếp tục thành công con rồng này. Quả bóng tối lần này không chính xác, nhưng cũng đủ để giải tỏa áp lực để giúp cho Cookie có thể lùi về. Cookie rất bình tĩnh trong tình huống vừa rồi. Con rồng ở ngưỡng máu là đủ để trừng phạt. Và anh ta cũng biết rằng đối phương không có người chơi đi rừng ở đây. Vì vậy anh ta sẽ dướn lại một chút. Hai thành viên chủ động đứng qua phía bên kia hàng rồng để tạo tiền đề cho Cookie nhảy vào và thoát về một cách an toàn. Những bước di chuyển macro và kiểm soát mục tiêu ở trên bản đồ ở thời điểm hiện tại, FlashWorld vẫn đang hơn cơ hoàn toàn so với bên phía của AQ. Đây là điều mà chúng ta đã nói ở bản phân tích. Đó là AQ đánh không đủ nhanh để khiến cho FlashWorld phải gặp những bất lợi về mặt di chuyển. FlashWorld đang di chuyển mà không có gặp bất kỳ một sự ngăn cản nào. Vì vậy họ cứ thế từng bước và lấy được những lợi thế ở trong đội hình của mình mà thôi. Hoặc thậm chí là trong những tình huống đó họ còn lấy được thêm cả điểm hạ gục của đối phương nữa. AQ đang thực sự là lép vế ở trong kèo đối đầu này. Chính xác là như thế. Nếu như AQ họ muốn thắng thì chắc chắn cái tiết tấu trận thi đấu của họ sẽ phải đẩy nhanh hơn rất nhiều ở giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên thì Chaz cùng với Helios sẽ không làm bất cứ được điều gì. Helios chỉ đơn giản là phòng thủ. Hai. Và đây là lăn bụng trúng hai người, thùng rượu nổ tiếp tục được trúng hai người. Bruce đã bắt đầu dùng đam với chỉ thiên của mình. Exocen đu về với điều nhảy tiếp viện. Và các thành viên của AQ an toàn ở trong pha này, rất may mắn dành cho họ một pha thi đấu rất chủ động đến từ vị trí của Essence sau khi nhận ra là đội hình của FlashWorld ở thời điểm hiện tại đã đủ sức mạnh để có thể giao tranh với đối thủ rồi. Đại diện của Philippines luôn di chuyển chậm một nhịp từ việc phòng thủ cho đến việc tấn công. Họ đang chờ đối phương, không chính xác hơn là họ không thực sự đoán biết được đối phương muốn làm gì và để thế trận nghiêng hoàn toàn vào sự kiểm soát của FlashWorld. Muốn làm gì thì làm. Và đường trên thì sao? Đang gặp nguy hiểm, đó là Helios và khu vực đường dưới. Một tình huống bắn cầu sấm. Vừa rồi hình như không qua cổng giáp tốc thì phải, cho nên lượng sát thương không phải là quá lớn. Devil Jay vẫn còn lượng máu để có thể phải sống sót.
thì vô giây sống sót. Tuy nhiên chỉ một pha thả sứ giả khe nứt thôi, Flashwood có thể đem về được cho mình một trụ rưỡi. Quá lời dành cho Flashwood, và đặc biệt là trụ đầu là dành cho họ nữa. Sứ giả đầu, rồng đầu, trụ đầu đều dành cho Flashwood. Kể cả màn hạ gục chiến công đầu cũng nằm trong tay của Locking. Tất cả những thứ tốt nhất đang dành cho Flashwood trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì RQ, chúng ta dường như là không nhận ra đại diện của Philippines ở trong ngày thi đấu hôm qua trước Buriram nữa. Họ đang đánh một trận thi đấu rất chậm, mặc dù là cặp đường rừng và đường giữa của họ hoàn toàn có thể giao tranh tốt vào giai đoạn đầu trận. Có lẽ có một điểm khác biệt trong ngày thi đấu hôm nay, đó là người chơi đi rừng của RQ sử dụng một chất tướng mà cần sự thận trọng hơn một chút. So với Fiora thì có thể tự tung tự tác trong đội hình của đối phương. Nhưng với Lucian, bạn làm điều đó là đồng nghĩa việc bạn sẽ lên bảng điểm số. Chỉ có một mình Cha có quyền tự tin nhảy múa trong đội hình của đối phương mà thôi. Đây, chúng ta đang nhìn thấy những sự lúng túng ở trong khả năng phòng ngự. Cha lướt 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 quanh bụi cỏ, và Cha để làm gì nếu như ba chiêu thức đó để lại để chặn đợt lính vừa rồi thì đã là dọn lính thành công. Và Brook chỉ việc đưa lính lấy vào và lấy trụ một cách rất đơn giản mà thôi trước mắt của hai thành viên AQ. Khó, anh ta sợ là anh ta sử dụng tam bộ kiếm và anh dùng nước lên để dọn lính thì ngay lập tức sẽ dính một cú lăn bụng từ vị trí của Aizen. Chaz đang đánh tương đối rén trong ván thi đấu này. Sinh lý thi đấu mà chúng ta không thường thấy khi mà chúng ta được chứng kiến người chơi đi đường của RQ thi đấu. Và đây là pha trình đầu trong bụi đến từ vị trí của Aizen. Hất tung được vào vị trí của Cookie. Cookie có phản công và anh ta vẫn còn nửa máu. Những người đồng đội của anh ta đến lại tốc biến rất đẹp đến từ vị trí của Aizen. Thông đủ nổ một người về, đó là một pháo thần tốc được bọc lên đến từ vị trí của Exocen. Exocen đang nỗ lực để có thể thoát đi. Sierra đang bắt đầu bơi, bởi vì bên kia Chat bị kiệt sức, anh ta cũng đang phải bỏ chạy. Đội hình của RQ hoàn toàn thua ở trong pha này và bị lùa bởi Flashwood, và đây sẽ là con sứ giả khe nước thứ hai dành cho bầy sói chớp. Mặc dù là một người chủ động đứng rình ở đây là điều vừa dày, Isera bọc sau không có điều gì xảy ra hết. Con sứ giả thứ hai tiếp tục thuộc về Flashwood. RQ đang tuột mất trận thi đấu đầu tiên của mình. Mặc dù là một người đứng chủ động rình ở trong bụi và có được một cú hất tung rất đơn giản lên đối phương, và cũng đã có những cú ném bom đến từ bên phía của Bucky. Nhưng có điều là Esosen cũng như là Bucky đang không biết mình phải làm gì trong tình huống đó. Nếu như đó là tình huống câu spell đối phương thì họ lên lui về luôn. Còn nếu như đó là một tình huống muốn giết đối phương thì họ phải dồn tất cả mọi thứ vào đầu của đối phương, từ chiêu cuối đến cả cú kiệt sức của Bucky, thậm chí cả chiêu cuối của Bucky luôn. Nhưng họ làm mỗi thứ rất nửa chừng. Đây là Aizen vẫn rất tự tin với những cú lăn bụng của mình, sấy sát thương vào vị trí của Aizen không si nhê cho lắm. Esera bắt đầu lướt lên như một con quái vật vậy, và Esosen phải ao giao tranh trong tình huống này. Đây sẽ là thế lấy rồng đơn giản dành cho mình với Flapwurf. Để một giây còn lượng máu khá đủ đầy, đang lấy thông tin ra những người đồng đội, nhưng Cha với một nửa lượng máu thì cũng sẽ không dám ngó mặt ra đây nữa. RQ đang đánh tương đối là rời rạc ở trong trận thi đấu này. Có vẻ các thành viên của họ không tin vào, và để Devoce anh ta đang tương đối đơn độc. Anh ta tốc biến chắc đi, chắn có trói hồn được sử dụng, và Devoce không thể sống được trong pha này. Anh ta mất luôn cả tốc biến. Có lẽ hôm ngày hôm qua RQ mãi chuẩn bị cho trận thi đấu với Buriram nên họ không xem Team Flat đánh với Flapwurf như thế nào. Ngày hôm nay kiểu thầy làm một kiểu, trò làm một kiểu khác, không nghe lời. Thế cho nên họ đang gặp khá nhiều những gọi là sự thua thiệt, và không có rút ra, không cảm thấy quá nhiều sự rút kinh nghiệm đến từ bên phía RQ sau trận thua Flapwurf trong ngày thi đấu hôm qua. Còn với Flapwurf thì có lẽ với trận thua vừa rồi thì họ cũng đã rút được cho mình những bài học để ngày hôm nay họ đang đánh một cách rất gắn kết, cũng như là có thể kiểm soát hoàn toàn rồi so với bên phía đối phương. Một tình huống bọc sau đến từ Esera thả sứ giả ra. Maki đang là người gặp nguy hiểm, khoa bóng tối vẫn khá tệ đến từ bên phía của Locking, và Maki được lựa chọn bị làm choáng và sử dụng cái gói thuốc nổ để thoát về. Một tình huống sử dụng chiêu cuối khiêu khích được rất nhiều người, sau đó là siêu bom nghiệm đục chúa lấy thành công đến từ bên phía Flapwurf. Isen đang rất thấp máu nhưng không có sát thương để hạ gục anh ta. Ở đây là lướt ngược trở lại đến từ bên phía của Cha, nhưng anh ta không dám vào nhịp hai. Cha quay ngược trở lại cố gắng gây sát thương với chị Esera. Locking đang có một tình huống bảo kê, và người có màn hạ gục là Cookie. Một tình huống làm choáng vào vị trí của Devil Ray. Devil Ray cố gắng bỏ chạy, thuẫn cũng đã được bật và khá rời rạc đến từ RQ để cho Esosen phải nằm lại. Rất rời rạc, đó là đội hình giao tranh của RQ. Người này vào, người kia lại không vào theo. Đây là Charles trình đập ở trong cái bụi này làm choáng và người của Isera với kinh lực. Isera lướt đi với cắt và sắc. Isera không còn thần cá sấu, nhưng Charles cũng không còn gì để có thể truy đuổi vị trí của Isera cả. Bây giờ mà hồi cắt là chơi tiếp à? Không, Devil Ray ở phía sau rồi sẽ hơi nguy hiểm một chút. Có lẽ Charles nên Devil Ray nên bình tĩnh một tí. Pha đấy dụ kèo là ok, tại vì Isera đang rất muốn quay lại để thi đấu rồi, thậm chí là lướt lên truy đuổi. 2-1 mà còn rén đến như thế này, có lẽ là bên Devil Ray đã phát hiện một điều gì đó ở phía sau. Người đó mang tên là Aizen. Tam bộ kiếm chăng? Devil Ray tiếp tục tiến lên. Đó là cầm lặng vào người của Isera. Isera chịu phải rồi. Nhưng không, đó là Aizen từ phía sau lăn bụng trúng vào người của Chaz. Chaz là người mới phải nằm ở trong pha này. Đó là 7-7. Isera mới là người bet kèo ở trong pha này để cho Aizen đến. Và đó là hai mà gục tiếp theo dành cho Flashwood. Aizen có sự tỉnh táo và tính quái hơn rất nhiều so với Devil Ray. Nếu như nhịp trước đó Devil Ray làm được như Aizen thì có lẽ Isera cũng đã phải làm lại sớm hơn. Nhưng không, người lừa cao hơn, người ta cao tay hơn, đấy là các chàng trai đến từ bên phía của Flapwurf. Và họ có được hai mạng hạ gục, 9-1 về điểm hạ gục quá hủy diệt và 10.000 tiền giãn cách.
Flapwood đang có được một thế trận lên rất sớm. Những thành viên của họ đã có được lượng trang bị rất sớm ở thời điểm hiện tại để đè bẹp đối phương. Rồi, và chúng ta cùng xem lại pha thi đấu này. Ai mà gục rất hay dành cho Flapwood. Đến từ một pha mà Isera làm rất tốt để cho Essen đến kịp thời. Và bây giờ thì người thoải mái nhất ở trong đội hình Flapwood chắc chắn là Cookie. Anh ta được hưởng lợi rất nhiều từ những pha thi đấu tỏa sáng của Isera cũng như của Bruce và của cả Isen nữa. Bây giờ thì Cookie đang rất thoải mái. Trước đó anh ta cướp đi bùa xanh của đối phương. Bây giờ anh ta tiến thẳng vào bãi sỏi của đối phương đang định ăn sỏi. Đây là cái trụ. Cái trụ này chỉ còn ít máu mà thôi. Divoce đang nỗ lực để có thể dọn lên. Bruce bắn trụ rất nhanh. Bruce bị hất tung. Bruce có thể quay về được bộ phát thần tốc được bật lên. Isen không gây được tác dụng gì cả. Đội giao tranh qua kia bị chia hai ở trong pha này. Họ không thủ được trụ cũng không có được bất kỳ mà hạ gục nào. Những cái người mở giao tranh thì dồn sát thương ở bên cánh phải, còn những người có sát thương thì lại đánh ở bên cánh trái. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng AQ đang không thực sự có khả năng giao tiếp tốt với nhau ở trong những tình huống vừa rồi. BV AQ có lẽ nên follow sát thương và nhịp đánh so với Esosen. Vì Esosen là người mở giao tranh ở trong trận thi đấu này. Ngoài Esosen ra có lẽ chỉ còn Cha với cú tốc biến của mình mà thôi. Nhưng nếu không có tốc biến thì người duy nhất cần follow đó là Esosen. Nhưng Helios ngày hôm nay đang không thực sự, tức là anh ta đang đứng theo với Cha nhiều quá và không thực sự kết hợp tốt với người chơi hỗ trợ của mình. Trong khi đó Esosen với con Gragas thì vẫn đang là quá áp lực. Anh ta cứ mỗi khi có chiêu cuối, mỗi khi có tốc biến thì luôn đứng ở trên rất cao và dường như là mời gọi đội hình của bên phía đối phương đang tấn công ở vị trí của mình vậy. Ở khu vực đứng giữa hay sao? Rook đang tấn công ba thành viên đối phương. Ở đây là 2-1. Cha mất đồng hồ gương động, locking chờ sẵn với một cú khóa bóng tối chính xác và có điểm hạ gục. Cha muốn tiến ra đây có thể tranh chấp con cua này với Cookie. Đó là quyết định hoàn toàn sai lầm đến từ người chơi đi đường này. Và anh ta mất mà hạ gục của mình, đồng nghĩa với việc là rồng 3 hoàn toàn dễ dàng thuộc về cho bên phía của Flashworm. Và thậm chí là sau con rồng 3 này, Flashworm hoàn toàn có thể hướng đến con Baron, tiếp tục ép giao tranh so với RQ. Khi mà Chas đến 22 giây nữa thì anh ta mới hồi sinh. Và Chas nên nhớ là ngòi nổ tấn công quan trọng nhất ở trong đội hình của RQ. Thì mất đi Chas, có lẽ là RQ còn không dám tiến ra đây để có thể nhìn mặt con Baron nữa cơ. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy những góc đứng của Essen. Với những góc đứng như này chắc chắn Elliot nằm thùng rượu nổ. Không sao, Esosen là người bị giữ dần với khóa bóng tối, không thể lướt về được với những người đồng đội với bước nhảy tiếp viện. Ở đây là Devil Jay, mặc dù là Garen nhưng Flapwood không ngán ngại một chút nào với cái bị thịt này. Và lính tiến vào siêu bom địa ngục vẫn còn một con xe để họ có thể tấn công trụ. Các thành viên AQ bắt đầu phản công với 4 thành viên sấy thanh trình ra chỉ để dọn lính mà thôi. Đây là Lucian thua kém 10 điểm, 10 bậc so với Coyote ngày qua. Đó là lý do vì sao mà đến thời điểm AQ vẫn thua thiệt so với Flapwood lớn đến như vậy. Hai chiêu cuối thanh trừng và siêu bom địa ngục chỉ để dọn dẹp đi đợt lính này. Như vậy thì RQ đang mất đi hai chiêu cuối rất quan trọng để có thể gây sát thương ở trong giao tranh. Bây giờ là thời điểm mà Flashwap có thể liên tục ép giao tranh so với RQ. Một nghịch lý thật sự là trẻ ngoe. Khi mà nhìn vào lối chơi của cả hai đội thì RQ đáng lẽ mới phải là đội tuyển nên làm điều đó ở trong bảng thi đấu đầu tiên này. Nhưng ở thời điểm này, xét về lượng tiền đi, đó là 11.000 tiền giãn cách dành cho Flashwap. Họ có được cả 3 bùa lợi rồng. Và có thể nói là ván thi đấu này gần như là 96,69% khả năng chiến thắng đã nằm trong tay của bầy sói chớp rồi. Bây giờ chỉ cần Cookie anh ta không phạm sai lầm, anh ta thành công trừng phạt của Baron, thì đó sẽ là lúc mà Flashwood có thể lấy đi những đường siêu cấp của RQ và chấm dứt đi ván thi đấu này. Chính xác. Có lẽ tâm lý trong một trận thi đấu lớn vẫn là chưa đủ dành cho bên phía của RQ. Ngày hôm nay họ đang mất định hướng hoàn toàn và họ đang chịu một áp lực vô hình khiến cho họ không thực sự là chính họ. Đặc biệt là Chad với con bài Revenge thuận tay của mình. Và anh ta đang bị dồn sát thương, bị dồn CC, bị dồn rất nhiều chiêu thức và tốc biến thoát ngược trở đi. Đây là Eosusen sử dụng chiêu cuối chỉ khiêu khích được hai người. Tiếp tục là hất tung hai người, nhưng đó hai thành viên vô cùng cứng cáp lăn bụng hất tung ba người tốt đến từ bên phía của Essen. Và đang có rất nhiều thành viên yếu máu ở đây, cầu sống cả bớt tốc thêm cả vùng đất chết. Có mạng hạ gục của đối phương, đây là vòng sau đến từ Esira với con bài Rayton của mình. Và anh ta bị găm kiệt sức, quyết định sẽ là lùi về để lấy trụ. Và chắc chắn là họ sẽ có được trụ mà thôi. Trong khi đó thì Maki bây giờ thì mất siêu bom địa ngục rồi. Bây giờ ta chỉ còn bom nảy cũng như là bãi mìn của mình để có thể phòng thủ. Trước đó thì Bruce sẽ có thể lấy đi con bùa đỏ này. Và Flashwap đang ăn Baron. Họ tiếp tục muốn ép đánh so với RQ. RQ thời điểm này Chas đã ở trên bài đếm số. Maki không còn siêu bom địa ngục, Helios thì vẫn còn thanh trừng. Nhưng Exocene cũng đã mất đi bộ pháp thần tốc. Không có gì giúp cho RQ có thể ngăn cản được Flashwap ăn đi con Baron này cả. Và Cookie hoàn toàn thoải mái. Baron thuộc về cho Flashwap. Và đây sẽ là cơ hội để cho họ lấy được những điều siêu cấp, thậm chí là chấm dứt luôn cả vài thi đấu này khi mà đội hình của RQ bây giờ là quá yếu rồi. Chính xác, điều mà RQ duy nhất làm được trong trận thi đấu này là lấy được một mạng hạ gục người chơi hỗ trợ của đối phương. Còn lại tất cả mọi thứ đang nằm trong túi của đội hình Flapwolf, từ trụ cho đến rồng cho đến những mục tiêu lớn, thậm chí là cả hai con sứ giả, không có bất kỳ một điều gì dành cho bên phía của RQ cả. Và Ma Isera với con bài Rayton đã có giáp thiên thần thì ở thời điểm hiện tại anh ta tự tin cân 3 ở thời điểm này, tạo ra thế đẩy lẻ rất khó chịu dành cho bên phía Flapwolf. Và cánh còn lại sẽ ép ở cánh dưới
F14 nhưng là hai lane khác nhau chứ không lấy tiền đề là khu vực đứng giữa. Chúng ta đang nhìn thấy cái mưu mô muốn lấy đường lính siêu cấp là rất hay đến từ phía Flatwolf. Flatwolf đang chơi đội hình 1-3-1, đội hình rất cơ bản và rất đơn giản thôi. Khi bạn có Baron và bạn đang ở thế ép so với đối phương thì đội hình này là đội hình mà bạn có thể tối ưu hóa cái lợi thế đến từ cô Baron này. Và đó là Maki đã phải nhảy về với gói chất nổ của mình. Lính đang được điều rất tốt đều vào từ cả ba đường đến từ vị trí của Flashwood. Họ đang bào đi cái trụ siêu cấp ở khu vực đường rộng, chắc chắn là họ sẽ có nó. Trong khi đó thì trụ đường giữa cũng đang dần mất đi và ba đường siêu cấp đang bị Flashwood lấy đi cùng một lúc. Ui, quá đơn giản. AQ hình như đang đánh mất chính mình trong ngày hôm nay rồi. Devil Jay cố gắng lướt ra để dọn những con lính có được cường hóa của siêu cấp, nhưng bên phía Flashwood không tập trung đến người lắm mà họ đang cố gắng lấy ba đường của đối phương. 1-3-1 lấy đường rất gọn gàng, cấu máu rất đau vào Helios. Và khả năng dọn dẹp lính đến từ bên phía AQ nó cứ thế nào. Trong khi đó là thùng rượu nổ rất hay, siêu bom người cục trả ngược ra. Đang có một thành viên thấp máu đó Isera, nhưng không sao, Isera có giáp tinh thần. Thậm chí Isera chưa bất giáp tinh thần, tra lướt ra làm choáng được ba người. Sau đó là Killing Spree dành cho Cookie. Ở kia là Brook tấn công được vào vị trí của Helios. Và chiến thắng 1-0 dành cho bên phía Flatwolf. Chiến thắng 1-0 không thể dễ dàng hơn dành cho bầy sói chớp. Chúng ta không hề thấy một AQ gây sức ép nhiều như là RQ của ngày hôm qua ở đâu nữa. Trong vài thi đấu thứ nhất này chúng ta thấy Flashwolf tấn công từ đầu cho đến cuối, thậm chí là mục tiêu đầu tiên Flashwolf mới là đội tuyển chủ động lựa chọn mục tiêu. Họ lựa chọn con sứ giả cái nước, họ ép cho RQ ra giao tranh và RQ thất bại ở trong pha giao tranh đầu trận đó. Và nên nhớ là giai đoạn đầu trận là giai đoạn mà RQ họ tự tin nhất, còn Flashwolf thì giai đoạn giữa và cuối trận đó mới là sân khấu của họ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy một Flashwolf hoàn toàn khác. Còn đối với RQ thì đó là một đội tuyển do Eason anh ta không được chơi hai vị tướng này, những hai vị tướng mà khiến cho anh ta quá là thuận tay như vậy và khiến cho anh ta phải mang ra con tướng thứ ba, đó chính là con Rakan. Khi đó thì nghĩ rằng là nếu như xét về Rakan cũng hai vị tướng kia, tôi nghĩ rằng là Rakan thì bên phía của đối thủ họ vẫn sẽ có một phần nào đó dễ khắc chế hơn so với Garrett hay là Galio. Đồng ý, thậm chí là trong phái thi đấu đầu tiên thì Flashwolf mới là đội chủ động cấm đi con Galio, tức là đồng nghĩa với việc là Eason người ta tự hạn chế là cái bệ tướng của mình. Nhưng RQ có vẻ như họ vẫn chưa dành sự chú ý nhiều lắm cho người chơi hỗ trợ Flashwolf. Họ không có bất kỳ động thái nào muốn tranh chấp con Ragas của người chơi này cả, và khiến cho Eason có được quân bài thuận tay thứ hai, thậm chí có thể là thuận tay nhất dành cho anh ta nữa cơ. Và RQ là đội thua ở trong ván thi đấu đầu tiên, nhưng ở ván thi đấu thứ hai này họ quyết định vẫn ở bên phía đội đỏ. Có lẽ là họ cũng đã xem những trận thi đấu của Flashwolf, họ rút ra một điều là tỷ lệ thắng khi Flashwolf bên đội đỏ là rất cao và họ muốn chiếm lấy bên này. Nhưng đồng nghĩa với việc Flashwolf bên phía bên xanh thì họ sẽ có quyền được chọn trước vào pick của họ. Đây, ván thi đầu tiên thì lực cấm cuối cùng của Okio họ cắm vào con Senna. Và ở ván thi đấu này thì bên phía Okio họ thay đổi lực cấm, họ cắm vào con dây được thể hiện quá là tốt đến từ Brute ở trong ván thi đầu tiên. Và khi mà Senna được hở ra thì không có lý do gì mà bất cứ một đội tuyển nào bên phía đội xanh thì họ lại không lựa chọn trước cả. Chỉ vấn đề ở đây là Okio họ có muốn hạn chế đi là những vị tướng có thể kết hợp tốt với Senna ở khu vực dưới hay không. Đây, Raudat đã được lấy đi đến từ bên phía của Okio, tước đi. Đó là một vị tướng mà Eason chơi rất tốt. Bên cạnh đó, Galio cũng chính là vị tướng mà Flamengo họ đã cấm đi. Như vậy thì để có thể kết hợp với Senna khu vực đường dưới thời điểm hiện tại, Nasus chỉ còn Nasus mà thôi. Nasus và RQ, ván thi đấu này họ lấy đi cả một cặp của Flashwolf luôn, cặp đường rồng của họ. Và thấy Morgana xuất hiện ở trong đội hình của RQ thì rất nhiều khả năng là trong ván thi đấu này Helios anh ta một lần nữa sẽ cầm ra con Rakan sốc điện ở khu vực đường giữa của mình. Trước đó thì chúng ta chờ đợi những lựa chọn của Flashwolf là gì. Trước hết thì sẽ là con Nasus dành cho Eason ở khu vực đường dưới trước đã. Bởi nếu như không chọn ở trong phase này, phase cấm thứ hai, RQ sẽ cấm ngay đi quân bài này. Và như vậy Flashwolf không còn quân bài nào có thể kết hợp tốt với Senna nữa. Sự lựa chọn thứ ba của Flashwolf sẽ là gì? Có lẽ sẽ là quân bài đi rừng dành cho Cookie. Đúng là như vậy, Jax vẫn là quân bài rất tính nằm trong tay Cookie. Tỷ lệ thắng đang là 50%. Ngày hôm qua thì chính trong trận thi đấu với Team Flash thì Cookie khi mà anh ta được cầm lấy quân bài Jax này, đó cũng là ván thắng của Flashwolf trước Team Flash. Và một lần nữa anh ta cầm lấy quân bài này, có vẻ như là quân bài thuận tay nhất dành cho Cookie rồi. Và có vẻ như chúng ta nghĩ rằng là khi mà Morgana đã được lựa chọn cùng với đó là Ryrath thì đây sẽ là một cặp đôi sẽ đi ở khu vực đường dưới đúng không? Và điều đó sẽ khiến cho Helios anh ta sẽ có thể mang ra con Rakan sốc điện ở khu vực đường giữa. Nhưng Oki họ nói không, họ biết cho mình đó là con Fira trước cái đã. Fira này ngày đó hôm qua chúng ta đã thấy là Helios anh ta đã sử dụng ở khu vực đường giữa rồi. Nhưng mà đó là việc là Irelia đã được xuất hiện từ trước đó, cho nên chúng ta mới đoán được đó là Irelia đường giữa. Trong khi đó thì ở ván thi đấu này Irelia, xin lỗi các bạn, Fira được lựa chọn việc chọn thứ ba và vẫn chưa biết là liệu rằng Helios hay là Cha sẽ sử dụng vị tướng này. Đúng thế, RQ hoàn toàn vẫn có thể xoay bài được.
vẫn có thể để cho Fiora luân chuyển vào rừng và có một con Raka sốc điện ở vị trí đường giữa nằm trong tay của Helios. Nhưng nếu như là như vậy thì đội hình của RQ sẽ tương đối là dư thừa và sát thương phép thuật. Tôi nghĩ là trong ván thi đấu này họ sẽ vẫn để Fiora nằm trong tay của Helios đi đường giữa. Chas ở khu vực đường rừng, anh ta vẫn còn đó con Revenge của mình, chất tướng có khả năng lao lên mạnh và có khả năng kết hợp rất tốt với lại con Fiora này. Và RQ sẽ yên tâm về bệ tử đi đường của Chas trong ván này. Flash Warp trong phase cấm thứ hai, như thường lệ họ cấm đi Olaf để hạn chế bớt đi bệ tướng đi rừng của Chas. Và đặc biệt đây cũng là vị tướng mà Team Flash với Jisoo đã gieo sầu cho họ trong ngày thi đấu hôm qua. Và hai lực cấm của RQ cấm vào Cookie cùng với đó là con Sinh. Đây là hai lực cấm vô cùng là hợp lý mà thôi, bởi vì nếu như trong một đội hình mà có Senna thì chắc chắn là vị tướng ở khu vực đường giữa sẽ là một vị tướng có khả năng thay thế Senna ở trong cái giai đoạn đầu đến giữa về nguồn sát thương. Cookie, Lucian là hai vị tướng mà chúng ta có thể nói tới ở trong ván thi đấu này, nhưng mà Cookie bị cấm đi và Lucian nếu như được lựa chọn vào sẽ khiến cho bên phía của Flapwop họ cũng được nha, vẫn có thể chơi Lucian được, nằm trong tay của đó là Brut. Và liệu rằng là Brut anh ta có mang con Lucian ra hay không, đây vẫn sẽ là một vị tướng xa thủ ở khu vực đường giữa mà bên phía robot họ sẽ cần phải nghĩ tới. Như thế trước đó thì RQ lấy đi con Sen, như vậy thì RQ đã nhắm rất nhiều vào việc lấy đi những bài đánh mạnh ở trong đội hình của Flash Warp. Ở trong ván này họ tước đi con Sen của Isera và họ tước đi cặp đôi đường rồng mà chính Locking của Vision đã sử dụng ở trong vài thi đấu thứ nhất, là con Morgana cùng với Gragas. Nhưng mà cái đội hình này chúng ta có Sen hỗ trợ, chúng ta có Morgana hỗ trợ, chúng ta có Ragas hỗ trợ. Bây giờ chắc chắn là RQ sẽ cần một chất tướng có khả năng tấn công mạnh và gây sát thương cực kỳ mạnh. Thời điểm này Revenge cũng không bị cấm ly và có lẽ Revenge sẽ là sự lựa chọn hợp lý dành cho Chas ở khu vực đi rừng. Nhưng trước hết chúng ta đến với sự lựa chọn cuối cùng của Flash Warp đã. Bây giờ là hãy xem là bên phía của Isera anh ta sẽ quyết định là lựa chọn kèo thi đấu này để đi với xem phía bên kia đây. Garen vẫn còn, Darius vẫn còn và sự lựa chọn của Isera đó sẽ là con bài Raren. Còn nếu nhắc một tí là ngày hôm qua là Divozai anh ta cũng đã sử dụng Sen để đối đầu với Raren một lần rồi. Và đó là một kèo thi đấu mà Sen trong tay của Divozai anh ta quá là thoải mái để chơi đi, bởi vì Raren là một vị tướng mà không thể nào mà gây áp lực vào người của Sen cả. Và đó sẽ khiến cho vị tướng này có khả năng tăng tiến sức mạnh vô cùng đồng đều từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối với cái chiêu cuối nhất thống của mình. Với một đường giáp áo dày thì đó sẽ khiến cho bên phía của kêu những vị tướng gây sát thương của họ sẽ tự tin hơn trong những tình huống băng lên. Và lựa chọn cuối cùng của RQ đó là Akshan. Akshan như vậy sẽ là ở khu vực đường giữa nên cho đó là Helios. Akshan sẽ là con bài đường giữa của RQ trong vài thi đấu này, trái với dự đoán của tất cả chúng ta. Như vậy thì Chas anh ta sẽ cầm Fiora vào rừng, chứ không phải là Revenge ở trong vài thi đấu này. Đội hình mà RQ có lẽ như họ đang hướng đến việc là họ hy sinh sát thương ở trong giao tranh mà họ đầu tư vào sát thương lấy trụ từ tầm xa với việc là họ pick vào con bài Akshan này. Không sao cả, Akshan vẫn có thể tiếp cận mục tiêu rất nhanh với chiêu anh hùng đu dây của mình. Điểm yếu của con bài này để tiếp cận mục tiêu đó có lẽ chỉ đến từ vấn đề về mặt địa hình mà thôi. Tức là con Akshan này trong những địa hình quá hẹp thì sẽ không thể tiếp cận mục tiêu cách quá nhanh với anh hùng đu dây được. Nhưng trong những địa hình nó tương đối thoải mái và có nhiều chỗ đu bám, ví dụ như khu vực đường giữa chẳng hạn, thì Akshan là con bài có khả năng đánh rất tốt với chiêu 3 đó của mình và kết hợp rất tốt với lại con Fiora đi rừng của Chas nữa. Và nếu như Akshan gây được đủ sát thương, cấu rỉa đủ và Bruce bên phía bên kia thì nó sẽ là tiền đề để cho Chas có thể tiến ra và lấy đi cái màn hai gục đi đường giữa của đối phương từ sớm. Như vậy thì một lần nữa là đội hình của RQ họ sẽ đặt hết toàn bộ cái niềm hy vọng của mình vào đó là Chas, người chơi đi rừng của họ, với một con Fiora đây sẽ là người, tôi nghĩ rằng sẽ là người gánh cái nguồn sát thương chính. Bên cạnh đó là Helios, một ngòi nổ khác của RQ khi mà có cho mình đó là con Sen hỗ trợ để một người chói bị chói lại, đó chính là Isin lên bảng đếm số ngay lập tức và chiến công đầu đặt có dành cho Bucky. Đây chính là RQ mà tôi muốn thấy, một RQ đánh rất chủ động và đánh rất cổ bảo, một pha di chuyển với 5 người rất quyết đoán và rất đột biến từ vị trí của RQ đã có được mà gục chiến công đầu. Và Chas bây giờ quay trở ngược lại khu vực đi rừng của mình. Sau những gì mà họ đã có lợi thế thì ngay lập tức 1.000 tiền giãn cách là dành cho RQ ở thời điểm này. Và người có được cái mạng đó cũng chính là Mucky ở khu vực đường dưới. Và khi Mucky có được cho mình chiến công đầu, khi mà anh ta trong lần biến về đầu tiên thì anh ta sẽ mang ra cho mình rất là nhiều những cái món theo thiên hướng sức mạnh phép thuật. Và điều đó sẽ khiến cho cái khả năng đẩy đường của Mucky cùng với Esocet ở khu vực đường dưới là sẽ nhỉnh hơn hẳn so với Isin cùng với Locking ở phía bên kia. Thế nhưng nhìn vào giai đoạn đi đường đầu này đi thì Isin cùng với Locking vẫn đang thể hiện khá là tốt và ép lui Esocet cùng với Mucky phải đứng ở sau vườn trụ của mình và không thể nào hết được kinh nghiệm đến từ lính. Khá bất ngờ, cặp đôi Morgana cùng với Gragas, một cặp đôi đi đường rất mạnh,
Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Maki cùng với Exocen mới là hai người đang phải ôm trụ. Và locking của Exocen đang chứng tỏ được sự tự tin. Mà trong khi đó khu vực đứng giữa thì câu chuyện cũng là tương tự. Bruce đang là người có kèo là hơn so với Helios trong những pha trao đổi chiêu thức của mình. Và anh ta đang là người được di chuyển trước. Cookie cùng với Bruce đang có mặt ở đây. Đây là pha di chuyển 4 người của Flashwolf. Họ chủ động đánh thẳng vào cánh dưới của đối phương. Nhưng Chaz cũng đang có mặt ở đây. Đây là pha 4 đánh 3 băng trụ đến từ vị trí của Cookie. Anh ta phản công làm choáng được hai người. Và đó là một bài hạ gục của Flashwolf nằm trong tay của Cookie. Và sau đó họ còn rút về an toàn khi mà Helios bây giờ mới đến với giao tranh. Lấy 4 đánh 3 thì thật sự là hơi khó một tí. Mặc dù ra anh ta cũng đã rất là nhạy trong tình huống vừa rồi. Anh ta đã đứng ở phía đằng sau Maki cùng với Exocen, nhưng anh ta vẫn không ra kịp khi mà hiệu ứng khống chế đến từ cái phản đòn của Cookie cùng với lượng sát thương khá là nhiều đến từ cả Bruce, Locking và Exocen nữa đã khiến cho Maki anh ta phải lên bảng điểm số ngay lập tức. Mặc dù Maki cũng đã sử dụng ulti mình là cái kiệt sức. Như vậy là sau pha di chuyển 5 người chớp nhoáng qua kiều đầu trận thì có vẻ như Flashwolf họ không bị chốc một chút xíu nào cả. Ngay lập tức là trả đòn. Flashwolf chúng ta hiếm thấy những pha đánh sớm như vậy của họ. Và trong pha đánh sớm này, Flashwolf thành công. Và mạng hạ gục đặc biệt lại nằm trong tay người cần xanh nhất ở trong đội hình của Flashwolf, đó là con Zax của Cookie. Chính xác là như vậy, Zax của Cookie có được chiến công đầu và lượng tiền ở thời hiện tại của anh ta là đang nhỉnh một tí so với Cha ở phía bên kia. Thế nhưng thì là cấp độ của Cookie anh ta vẫn không thể nào bằng được với Cha. Khi mà Cha đã có cấp độ 5 rồi, Cookie thì mới chỉ cấp độ 4 mà thôi. Và khả năng cao là anh ta sẽ có cho mình nó một vòng rừng cả hai cuồng khi mà Cha. Mặc dù anh ta không nằm xuống trong tình huống vừa rồi, anh ta cũng không di chuyển lên khu vực đường trên, mà anh ta dành toàn bộ thời gian của mình để ly clear lốt 3 bãi quái gừng ở khu vực xanh. Ở thời điểm này thì những người chơi Fiora đi rừng thường có thiên hướng là vào sau so với giao tranh. Thay vì việc là cố đấm ăn xôi lao vào trước như là ngày trước, thì Just anh ta làm đúng điều đó. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã thấy Cookie anh ta chơi con Fiora này khu vực đi rừng. Và Cookie anh ta cũng chơi theo đúng cái kiểu đó. Anh ta đợi những người đồng đội của mình trong giai đoạn đi đường của mình có thể làm mềm đối phương. Sau đó anh ta mới tiến ra và anh ta mới bắt đầu giao tranh. Còn nếu như đồng đội của ta làm không đủ tốt thì anh ta chỉ đơn giản là cứ farm và farm như thế này thôi. Và Chaz anh ta cũng đang làm như vậy. Ở trong ván thi đấu này thì Flashwolf vẫn đang có được quyền chủ động của mình. Tất cả các khu vực đường của họ chúng ta thấy đều đang là có những kèo thi đấu là tự tin hơn so với đối phương. Nói mà như thế thì bên phía của Kiều họ cũng sẽ không quá là thua thiệt ở trong những trận đấu tranh, bởi vì đội hình của họ có rất là nhiều vị tướng có thể ép được giao tranh. Có thể đó là Sen với những cú vô ảnh bộ kết hợp tốc biến sẽ là những cái khóa bóng tối, hay thậm chí là những tình huống độc biến đến từ lăng bụng kết hợp tốc biến đến từ Exocen nữa. Trong khi đó thì Flapwood, đội hình của họ thì không có bất cứ một vị tướng nào giúp cho họ có khả năng mở giao tranh cả. Chính vì vậy trong những tình huống đánh 5 năm thì bên phía Flapwood sẽ là đội tuyển bị thụ động hơn trong những tình huống mà bên phía của Kiều họ ép đánh. Đồng ý. Và đây là đổi mục tiêu đến từ cả hai bên. Flashwolf sẽ kiểm soát những con rồng đất này. Trong khi đó, sứ giả khe nước ở nơi trên của bản đồ cũng đang được ăn rất nhanh bởi đội hình của RQ. Chaz sẽ nắm giữ con sứ giả khe nước này. Anh ta tiến lên đường trên hay không? Câu trả lời là không. Chaz đánh rất an toàn ở trong ván thi đấu này. Anh ta ăn xong sứ giả khe nước không tiến lên đường trên để có thể thả. Mặc dù lúc đó thì chắc chắn là đội hình của RQ cũng đã biết thông tin là gần như toàn bộ đội hình của Flashwolf đang ở nửa dưới để có thể ăn rồng rồi. Có vẻ như nếu như mà họ tiến lên khu vực đường trên thì cái khả năng mà lấy được chủ đầu tiên trên tại bản đồ đến từ bên phía của RQ với con sứ giả khi nó cũng sẽ tương đối là khó khăn. Khi mà Isira là một con Garen theo lên cho mình là cái búa tiến công, anh ta sẽ rất là trâu đánh nhau ở khu vực dưới. 2 đánh 3 có nhất thống đến từ đó là đi vùi xây rồi, nhất thống đến và Chaz đang bắt đầu chém. Anh ta bị kiệt sức và đang buộc được bắn chính xác. Exocen lăn bụng trúng được một người, đó là Locking đã bắt buộc phải mất đi tốc biến của mình. Bảo hộ linh hồn được sử dụng và hắc ám soi rọi cũng được sử dụng từ phía xa. Đội hình của Flashwolf vẫn đang đánh rất chi chạc ở trong pha này. Sứ giả khe nước bây giờ mới được thả, ràng buộc được bắn không trói lại được ai. Đội hình nào kiểu tiếp tục lăn bụng chính xác đến từ vị trí của Exocen. Một người khác bên phía Flashwolf đã mất đi tốc biến, đó là Bruce. Bruce đã phải lên bài đêm số mà cuộc là dành cho Maki. Đây là pha băng trụ có trói hồn được sử dụng. Ràng buộc cũng đã được sử dụng đến lần thứ 3 đến từ vị trí của Locking rồi. Locking đang có thể bắn và đó là Isin đang tăng cho anh ta. Trụ thì đã mất đi, nhưng thế đánh ngược đang là có dành cho Flashwolf. Đó, Exocen đang bị lão hòa, Isin đang đuổi theo. Nhưng bây giờ không còn thế để có thể đuổi theo nữa khi mà Locking cùng với Isin đã thiệt hại tương đối nhiều lượng máu và tài nguyên giao tranh của họ cũng không còn. Băng trụ 4 đánh 3 và bên phía của RQ họ chỉ để lấy một mình, đó là mạng của Cha mà thôi. Trong khi đó thì bên phía của Flashwolf họ mất đi mạng của Cookie, cùng với đó là cả Bruce. Và bên cạnh đó thì bên phía RQ họ cũng đã kịp thời có được cho mình là cái trụ một đầu tiên trên toàn bản đồ, với việc mà họ thả được cho mình trong con sứ giả khi nước ở khu vực đường rồng đó. Và sau khi
mà một pha băng chủ thành công đến từ đại diện của Philippines, thì Devil Jay cùng với Ra đã lên cho mình đó là cái búa liều sát thần rồi, và búa liều sát thần đã được lên. Đây sẽ là món trang bị khá tốt để trong những tình huống mà bào và máu của Ishira hay thậm chí là cả Isin nữa, thì đây là hai vị tướng duy nhất có khả năng chống chịu đến từ bên phía Flapbook. Sao là như thế, Exocen ở đây anh ta bị lão hóa đến từ vị trí của Isin, ta đang lết. Nhưng Exocen anh ta khá trâu, thời điểm này anh ta đã có thú tượng thạch giáp và đang hướng lên cho mình cái giáp liệt sĩ. Trước mắt thì anh ta cũng đã có được cái giáp nhỏ 900 tiền của cái giáp liệt sĩ rồi, và cái khả năng chống chịu sát thương của Exocen sẽ là ổn trong thời điểm này. Trong khi đó thì Flashwolf đang lấy trụ và nửa trên của bản đồ với ba người, tốc độ gõ trụ của Bruce và của Cookie và có sự hỗ trợ của Bruce sẽ chắc chắn sẽ là rất nhanh thôi. Rất đơn giản đúng không? Họ lấy trụ một cách rất là đơn giản, không có bất cứ ai của OQ có mặt ở đó để phòng thủ cả. Như vậy thì chúng ta đã thấy trong một phút vừa rồi thì khả năng di chuyển macro đến từ Flopwop là đang tốt hơn hẳn so với đó là AQ. Với một pha di chuyển ba người đơn giản, bên phía của Flopwop họ đã cân bằng lại được tỷ số về trụ một điều dành cho bên phía của cả hai đội. Thế nhưng bên phía của Flopwop thì họ vẫn đang lãi hơn một tí về một con lồng đất mà họ đã kiểm soát được. Đây sẽ là con lồng đất mà bổ sung cho họ một cái lượng giáp ảo đủ tốt dành cho cái dàn trước cực kỳ cứng cáp như là Isira và Isin. Đúng thế, con rồng đất này sẽ giúp cho họ không bị sốc sát thương một cách quá nhanh. Nhưng đội hình của RQ ở trong vài thi đấu này là đội hình cấu rỉa rất mạnh, với Morgana cùng với Ragas và thậm chí là Helios có thể cấu rỉa tầm xa nữa. Bruce đang gặp nguy hiểm, anh ta né được cú lăn bụng này nhưng ta kẹt lại vòng vây ba người của bên phía đối phương. Bruce bây giờ đã phải lên vài điểm số. Maki cũng đang đến, Maki có thể sẽ bị kẹt lại. Essen lão hóa anh ta, Maki có kiên đèn, Maki đang lết, Maki mất đi tốc biến bên phía bên này. Cookie đến phản công làm choáng để Exocen, Exocen tốc biến đi và đó là Cookie tốc biến đuổi theo. Cookie vẫn chưa gõ chết nữa Exocen, Chas đang bắt đầu quay lại nhưng anh ta vẫn chưa có thể chém. Không gõ chết được Exocen bởi vì Exocen đã có được cái chiêu cuối đến từ Devil Jay nhất thống, giúp cho Exocen ta có một cái lập giáp vô cùng là dày đến lên đến tận nửa thanh máu. Vì đó là lý do vì sao có Cookie ta mặc dù đã đầu tư luôn cả tốc biến nhưng cũng không thể nào có được mạng người chơi hỗ trợ của OQ cả. Và khi mà Sen không còn nhất thống thì sẽ không thể nào mà Sen có thể tiếp tục đẩy ở khu vực đường trên nữa, khiến cho Devil Jay ta buộc phải di chuyển xuống với những đồng đội của mình để có một cái pha giao tranh 5-5. Rồi, đây là pha giao tranh ở hàng rồng, đó là ràng buộc, đó là pha bóng tối chính xác kết hợp với vùng đất chết. Giao tranh đang được lộ ra, Helios đã mất đi tốc biến, Helios đang bị out giao tranh. Divoze quăng ra bảo hồn linh hồn vào trong góc hẹp, trói hồn có đường sử dụng bởi Bucky, không gây được sát thương khi mà Isera cũng đã tốc biến đi. Đội hình của RQ sẽ lùi lại một nhịp ở trong vòng này, Exocen không còn quá nhiều máu. Exocen bây giờ không có thủ đủ nổ, khả năng đánh của RQ ở thời điểm này đang là tương đối thấp, khi mà toàn bộ chiêu cuối ở trên các thành viên của họ là chưa có. Trong khi đó thì Cookie vẫn có cho mình đó là cái sức mạnh bậc thầy của mình. Bên phía bên này thì Divoze, anh ta đang muốn làm một điều gì đó, ngay lập tức đã phải lướt đi với vô ảnh bộ của mình. Và đội hình của RQ đang thấp máu, nhưng họ vẫn muốn đánh, Helios vẫn đang muốn cấu rỉa. Nhưng đó là cái suối nguồn sinh mệnh đến từ vị trí của Essen. Bây giờ thùng đường đổ hồi lại và hất văng tất cả thành viên của Flashwolf ra khỏi hàng rồng. Rồng vẫn chưa được ăn, giao tranh dài hơi vẫn đang tiếp tục được diễn ra. Pha bóng tối chính xác vào người của Essen, nhưng Maki đang gặp nguy hiểm, Maki không còn mana nữa, Maki không thể lết về được. Flashwolf bảo bọc cho nhau, cự ly đội hình của họ trong pha giao tranh này là cực kỳ tốt. Chas đang bị tấn công, Divoze cũng là như vậy, hai người này đang thấp máu. Essen quăng ra một cú lửa linh hồn nhưng chưa lấy được mạng của Divoze cũng như là Chas, nhưng cũng sẽ ép cho hai người này phải lui. Như vậy thì Flashwolf sẽ có thể lấy được cái trụ ở khu vực đường chữa này. Và thậm chí là nếu như họ muốn, họ sẽ có luôn cho mình đó là con sứ giả khe nước nếu như có kỳ anh ta quyết tâm. Nhưng mà họ nói không, họ sẽ biến về và mua cho mình đó là những món trang bị. Sau một pha giao tranh họ thắng lợi vô cùng là nhiều hơi. Lý do để khiến cho Flopwop họ thắng trong giao tranh đó là bởi vì sao? Họ có những vị tướng có khả năng hồi phục. Trong khi đó thì đội hình của khi họ không có bất cứ vị tướng nào như vậy cả. Nếu như có là chỉ đến từ một mình Exocen mà thôi. Tiếp tục đánh nhau, Isera lao vào và Exocen đang đứng ở đây để chống chịu sát thương. Ràng buộc lần này là không chính xác, lửa tâm linh cũng là không trúng, nhưng chừng đó là đủ để cho đội hình của Flashwolf lùa toàn bộ các thành viên của RQ ra khỏi hàng sứ giả khe nước. RQ đang tìm một đường khác để vào sứ giả khe nước và đó là Chas cướp được con sứ giả khe nước. Giao tranh tiếp tục là nổ ra, phản đòn đã được sử dụng, Chas đang lướt đi và trói hồn cũng đã được bật lên từ vị trí Maki. Maki vẫn còn sống, Maki bị câm lặng, Maki đang bị truy đuổi và tiếp tục là bài hơi gục dành cho Flashwolf. Cookie thấp máu, anh ta đã thoát đi được. Bên phía bên này Exocen cùng với Devil Jay cũng đang thấp máu, Devil Jay đang bị câm lặng nhưng anh ta vẫn có thể lui về được với sự bảo trợ của Exocen. Và bên phía của OQ họ vẫn còn 4 người, cũng như là việc mà cha anh ta đã cướp được con sứ giả Kenuk
từ trong tay của có kỳ sử giả khi nó được thả ở khu vực đường giữa. Với cú hút này thì khả năng cao là sẽ có luôn được cho mình đó chủ một khu vực đường giữa vẫn chưa có, khi mà sự phòng thủ đến từ bên phía của Flashbox đen vẫn đang là quá dữ dội. Isira vẫn còn ở đây, Cookie vẫn còn ở đây, tốc biến đến từ đó. Liverjay vụ ảnh bộ không trúng vào người của ai cả, bảo hồn linh hồn đã được bực và người nằm xuống đó chính là Liverjay. Đánh ba ở đây thì chắc chắn bên phía của Flashbox họ sẽ không sợ khi mà lượng máu của OQ là đang khá là thấp. Wow, Isira của Vision đang tiến lên đây, pha bóng tối trả ngược lại không trúng vào người của Vision cùng với Isira, và có lẽ là giao tranh đến đây là kết thúc. Những pha giao tranh đến từ cả hai bên từ nãy đến giờ chúng ta thấy là cực kỳ dài hơi, khi mà cả hai bên đều sở hữu cho mình những chấp tướng còn quay ở trong giao tranh là cực kỳ tốt. Đối với Flashwolf thì đó là Garen cùng với Nasus, còn đối với RQ thì đó là Shen cùng với Rakdos. Chính xác là như vậy, và với việc một đợt lính khá to ở khu vực đường dưới đã giúp cho bên phía của Flashwolf họ đã có được cho mình là cái trụ thứ ba của RQ, và đó cũng là cái trụ cuối cùng còn lại ở trong dàn trụ ngoài của RQ mà họ còn sót lại. Và khu vực đường trên thì đang là di chuyển cả 4 người lên. Isira cũng đã có mặt ở tại đây. Isen Lokin cũng tương tự là như vậy. Cookie thì anh ta vừa mới biến về. Với việc mà thấy 3 người cũng lắp ở khu vực đường trên thì bên phía của Kiều họ buộc phải lui về. Họ không muốn tấn công với trụ này nữa. Và Isira anh ta cũng rất tỉnh ở trong pha này. Khi thấy Kiều có tín hiệu muốn tấn công vào cái trụ này của họ, Isira ngay lập tức tiến pha bụi, chiếm lấy thế chủ động và làm câm lặng Chas, khiến cho cái thế tấn công của RQ coi như là không còn. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này. Pha giao tranh rất hỗn loạn. Lockin người ta đã cố gắng bỏ chạy, không thể bỏ chạy được. Và đặc biệt là Cookie ở trong pha này, anh ta gây được rất nhiều sát thương và anh ta vẫn còn sống. Và cái đội hình của RQ ở trong ván này, khi mà chúng ta nhìn vào xét trang bị của họ, chỉ có Devil Chay cùng với Chas là có búa rìu sát thần. Và đồng nghĩa với việc là RQ họ sẽ phải cần Chas nếu như muốn thắng giao tranh. Và đây là thùng lửa nổ vào vị trí của Ethan. Ethan sử dụng chiêu cuối của mình, đòn trừng phạt được xảy ra từ xa. Ethan không thể sống được mặc dù đã bật lên chiêu cuối. Quá nhiều hưởng khống chế đến từ bên phía của RQ được dồn vào người của đó là Ethan, lăn bụng khóa bóng tối, vô ảnh bộ đủ thứ đã khiến cho Ethan anh ta buộc phải lên bảng điểm số, mặc dù cũng đã bật cho mình đó là chiêu cuối. Thế nhưng Ethan anh ta biết được rằng trong tình huống đó anh ta sẽ không thể nào mà chạy được, cho nên anh ta vẫn đang giữ lại hai phép bổ trợ vô cùng là quan trọng để có thể đánh tiếp ở cái con lồng nước này. Balon cũng đã được xuất hiện, một con mắt đã được cắm lại từ trước đó đến từ bên phía của Locking rồi. Như vậy thì Flashbox họ vẫn sẽ có đầy đủ lượng thông tin ở khu vực hang Balon này. Đồng ý, và họ cũng sẽ có đầy đủ người của mình khi mà con rồng xuất hiện ở trên bản đồ. Cái mạng hạ gục mất đi này của Ethan cũng không gây quá nhiều thiệt hại dành cho Flashbox. Ethan bây giờ đã có mặt ở trên bản đồ. Chas đang đi kiểm soát tầm nhìn đánh cái hoa soi sáng này. Và đội hình của RQ đang tổ chức kiểm soát ở khu vực gần hang con rồng. Isera cùng với Locking cùng với Cookie đang tiến vào đây lẫn vào màn sương. Isera đang đi đầu làm câm lặng được Exocet. Devosei vẫn đang núp ở trong cái bụi này. Có kiếm hồn, lửa tâm linh được quăng ra, rồng đang được ăn bởi đó là Chas. Nhưng đội hình của Flashwolf họ đang có 5 người stick ở đây và khiến cho đội hình giao tranh của RQ bị chia hai. RQ nhận thấy thế bất lợi của mình, họ ngay lập tức lùi lại một nhịp. Sẽ cần phải nhận định lại một điều là bên phía đội hình của Flashbox là đội hình có khả năng hồi phục dành cho tất cả mọi thành viên, đến từ đó là Locking, đến từ đó là cái xuống nguồn sinh mệnh của Ethan. Một người đang bị giữ chân lại đó, đến từ bên phía của đó là khiêu đó chính là cha anh ta có nhất thống đến từ Devil Say. Cha anh ta vẫn có thể lui về với đó là một chấm máu. Giao tranh được nổ ra, thùng buồn đầu hất văng được 4 người đến từ bên phía của đó Ethan. Đó là áo sơ gọi được tung ra, lực gấp khá là nhiều dành cho những đồng đội của mình chơi hồn, khá là nhiều người đến từ Bucky anh ta đã phải nằm xuống rồi. Và bên phía của Flashbox vẫn còn đang vô cùng cứng cáp với khả năng hồi phục đến từ Locking. Rất tốt đội hình của Flashwolf, mà chúng ta có thể thấy họ giữ cự ly giao tranh đội hình là tuyệt vời đến mức nào. Và những chiêu thức mà Flashwolf tung ra là cực kỳ hợp lý. Cú hắc ám soi rọi đó của Locking là quá tuyệt vời, giúp cho đội hình của Flashwolf có được một lượng giáp và giúp cho họ có thể giao tranh cách chi chạc hơn. Tuy nhiên chúng ta xem lại pha giao tranh này, lỗi đến từ Chas của RQ. Anh ta quá quyết liệt truy đuổi với Bruce bên phía bên kia, khiến cho anh ta bị cấu máu từ phía sau và anh ta out giao tranh từ rất là sớm. Như vậy đội hình của RQ bị thiếu đi nguồn sát thương đến từ Chas. Nguồn sát thương rất quan trọng, nguồn sát thương có búa rìu sát thần đến từ vị trí của Chas. Và Passwop ở trong pha thi đấu này họ có 5 người, trong khi đó thì với Chas đã out giao tranh, RQ chỉ còn 4 mà thôi. Devosei sau đó mặc dù đã dùng cả nhất thống của mình để có thể giữ mạng sống cho Bucky, nhưng chừng đó là không đủ. Maki tiếp tục phải nằm xuống lần thứ 4 ở trong ván thi đấu này. Có vẻ như ván thi đấu mà Maki anh ta sẽ cần phải làm khá là nhiều với con Morgana này, so với việc mà một con Zeke ở ván thi đầu tiên chỉ cần đứng ở từ phía xa và giữ vị trí để ném cho mình đó là những trái bom nảy cùng với đó là 7 min. Thế nhưng với một con Morgana thì lại không như vậy.
Morgana thì anh ta cần phải đi vào giữa đội hình của Flopbot để bật cho mình là chiêu cuối, giữ chân lại càng nhiều người càng tốt. Và đó cũng chính là vì sao mà Maki vừa rồi anh ta phải nằm xuống khá là nhanh khi đã đứng giữa đội hình của Flopbot. Exocet tí nữa thì bị bắt, anh ta có thể lùi về được với lăng bụng của mình. Tuy nhiên thì thế kiểm soát ở nửa trên bản đồ của thời điểm hiện tại đang hoàn toàn thuộc về cho bên phía Flashwap. Thời điểm này thì con Baron là mục tiêu duy nhất còn lại ở trên bản đồ, và chắc chắn là Flashwap họ sẽ tổ chức kiểm soát con Baron này. Một con mắt được cắm vào hang Baron, một con mắt được cắm vào cái bụi cỏ này, đang là kiểm soát tầm nhìn rất chặt chẽ. Trong khi đó thì có solo của vừa được giữa Cookie và Devojay. Devojay có bảo hộ linh hồn, Devojay rất trâu, và Cookie không thể dễ dàng hạ gục được một con Sen ở trong tình huống thi đấu này được. Anh ta sẽ phải lùi thôi. Nhưng mà cũng phải nói lại là cái nguồn sức mạnh đến từ Cookie ở tình huống vừa rồi là cũng đang tương đối là ổn. Một mình anh ta đã có thể ép lui được Devojay, thì điều đó đã khiến là lý do vì sao bên phía của Flopbot họ sẽ vô cùng là tự tin trong việc mà để Cookie anh ta đẩy lẻ ở khu vực đường dưới, dẫu cho Devojay anh ta đã có cái Kiên Thái Dương, cũng đã có luôn cho mình là cái búa tiến công nữa. Như vậy thì đang có hai búa tiến công được lên đến từ bên phía của OQ. Devojay là một và Helios là hai. Trong khi đó ở hướng ngược lại, Flopbot họ chỉ có một cái búa tiến công đến từ Isira mà thôi. RQ họ đang đánh tương đối là nhùng trong vài thi đấu này. Nếu như RQ mà tôi biết thì khoan đã, để Exocet anh ta bị làm câm lặng, anh ta bị lão hóa. Với Exocet anh ta là người hỗ trợ, anh ta vẫn có thể lết về được. Nếu như RQ mà tôi biết á, thì cái pha mà họ thấy Cookie lộ sai ở khu vực rừng rộng vừa ép Baron, tôi nghĩ là họ ép Baron luôn. Bởi vì nhìn vào bộ trang bị của Flashwap không có bất kỳ người nào lên gì dịch chuyển cả. Nhưng đây là thế kiểm soát gần ngang Baron đến từ vị trí của Flashwap, có cả sự có mặt của Cookie nữa. Như vậy là họ có 5 người. Devojay đang để lẻ ở khu vực đường rộng, nhưng Devojay có thể đến với giao tranh bất cứ lúc nào với nhất thống của mình. Hình như là ở trong khu vực hang Baron không có bất cứ một con mắt nào đến từ bên phía của RQ cả. Điều đó là khiến cho bên phía của RQ họ đang vô cùng là rén trong những tình huống mà diễn ra để có thể kiểm soát vào khu vực hang Baron này. Và khi mà Flashwap họ lui thì mới là một khoảng trống được mở ra để cho Isoce người ta cắm lại một con mắt. Và có vẻ như cái thế trận này nó vẫn sẽ được tiếp diễn cho đến khi con lòng lửa ngàn tuổi này nó được hồi sinh. Đúng là như thế, bởi vì trong đội hình của Flashwap không có dịch chuyển. Như vậy thì Devojay chắc chắn sẽ có thể liên đẩy như đợt lính ở một cánh để gây áp lực, để khiến cho đội hình của Flashwap bị phân tâm và khiến cho RQ có nhiều khoảng trống hơn để có thể chơi ở trong phần rừng của mình. Trong cái thế trận như thế này thì Flashwap có lẽ họ nên đầu tư một dây dịch chuyển. Ít nhất là một dây dịch chuyển đến từ vị trí của Isera. Isera là người duy nhất ở trong đội hình của Flashwap lên búa tiến công, và ta là người có thể đi kèo lại với lại con Sen bên phía bên kia. Bây giờ thì Isera đang bị khóa lại trong khoa bán tối, bị thêm một vùng đất chết nữa. Isera rất trâu ở thời điểm này rồi. Đây là một con Garen có búa tiến công, có rêu đen và cả móng vuốt Serac rồi. Ta cũng đã có khả năng hồi máu đến từ cái gươm đồ tể của mình. Tôi nghĩ Pháp Lốp ở thời điểm hiện tại thì họ sẽ cần phải nhanh chóng. Nhưng mà một người bị đang bắn dữ dội đến từ bên phía của đó là Wood, chính là Isocet. Isocet đã mất đi cho mình đó là phép hỗ trợ tốc biến. Pháp Lốp họ sẽ cần phải làm nhanh khi mà Devil Say anh ta đã tiếp cận được đến cái trụ thứ hai khu vực đường trên rồi. Rồi, đòn trừng phạt xảy ra và Isocet đang là người che. Isera của Isocet đang kiểm soát toàn bộ cái con đường hẹp này, và Cookie đang bắt đầu lao vào tốc biến lên làm choáng. Đó được hai người, đó là Maki. Maki anh ta chuẩn bị kẹt lại hay chẳng không? Đó chính là Chastak, ta phải lên bàn điểm số. Maki sử dụng trói ồn của mình, sử dụng luôn cả đồng hồ cát để câu giờ. Đội hình của Kiều đang phải lùi về trụ. Trong khi đó thì Flashwap thời điểm này mất đi Essen, nhưng Locking vẫn đang có thể bắn của mình. Những Cookie đang thấp máu, họ đang phải bỏ chạy. Có thể Locking cũng đã phải tốc biến sang bên kia. Devojay vẫn đang có mặt trên. Và Devojay đã bị tấn công bởi đó là Cookie lao vào lần hai. Và Cookie có được màn hạ gục của Devojay. Đường chơi một đường trên đợt lính đang khá là to, và nó đã được phòng thủ bởi Blood cùng với đó là Isera. Sau khi phòng thủ xong thì hai người chơi này quyết định là biến về và mua cho mình đó là hai cái đôi giày dịch chuyển có thể endgame ở trong pha thi đấu này. Một người hồi sinh sớm nhất từ bên phía của RQ đó chính là Isera. Sau 10 giây nữa, có vẻ như là 10 giây là đã quá đủ để cho Flopwap họ vươn lên với tỷ số đó là 2-0 ở trong kèo thi đấu BO7 này. Rồi, nhà chính chưa nổ nhưng màn hình chiến thắng đã có dành cho Flopwap. Bây giờ thì nhà chính mới nổ và chiến thắng 2-0 dành cho Flashwap. Helios tại sao trong pha thi đấu cuối cùng đó anh ta lại non nớt đến vậy? Nên nhớ Helios là người cuối cùng còn sống ở trong đội hình của RQ, thì chắc chắn là nếu như anh ta muốn phòng thủ với cái sức ép hai người của bên phía đội hình của Flashwap thì anh ta nên bỏ cái trụ đó, anh ta nên lùi lại cái trụ siêu cấp của mình để Exocet hồi sinh, đúng không? Đúng là như thế, để cho Exocet hồi sinh thì cái lực lượng phòng thủ của RQ nó sẽ mạnh hơn một chút xíu, và cái thế phòng thủ của Helios nó sẽ được tốt hơn, và anh ta là một con Akshan.
anh ta nên giữ mạng của mình càng lâu càng tốt. Biết đâu ở trong khi trụ siêu cấp của mình Exocen kết hợp với anh ta có thể hạ gục được một người của bên phía Flashwap thì họ sẽ có thể hồi sinh đường khác, đặc biệt là khu vực rừng. Khu vực rừng là một khu vực mà bạn dồn tài nguyên được, bởi vì bạn có rất nhiều thời điểm trống ở trên bản đồ và bạn farm được, tích lũy tài nguyên và bạn gánh team được. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy meta hiện giờ là những vị tướng carry đi rừng rất nhiều, như Zac chẳng hạn được nổi lên, Fiora chẳng hạn được nổi lên ở vị trí rừng, hoặc thậm chí là như AQ đi thì họ có một con bài tủ của mình là Irelia. Nhưng rất tiếc trong cặp đấu ngày hôm nay Flashwap luôn luôn autoban. Còn Irelia, họ biết rằng là cha là một người chơi Irelia gần như là tốt nhất ở châu Á hiện tại. Bên phía AQ họ cấm đi Camille cùng với lại Zac. Bây giờ bắt buộc cấm Zac rồi, cảm giác đánh không nổi nữa. Kiểu như mình thả Zac ra xong mình cấm những vị tướng hỗ trợ Zac cũng luôn. Thôi bây giờ mình cấm Zac luôn đi. Cấm Zac luôn, cấm Zac luôn là đỡ tốn những cái lực chọn và những cái lực ban dành cho những con tướng hỗ trợ Zac. Cả hai bên cấm rất là giống nhau nha. Tức là cả hai bên đều có những người chơi đi rừng carry team rất mạnh và họ đang nhắm vào khu vực rừng rất nhiều. Bốn vị tướng đi rừng khác nhau đã bị cấm đi. Nếu như tính luôn con Camille thì đó có thể là năm con tướng đi rừng khác nhau đã bị cấm đi. Và Flapwap tiếp tục được chọn trước với con dây của mình. Ở trận trước đó thì chúng ta đã thấy dây đường giữa của Rus đánh tốt như thế nào. Anh ta có một giai đoạn đi đường rất hoàn hảo và giai đoạn Valen ta gây được rất là nhiều sát thương. Đến với AQ họ sẽ đổi được gì? Karma vẫn đang còn để họ có thể đổi lấy. Nếu như họ không lấy, tôi chắc chắn luôn là Flapwap họ sẽ lấy con Karma này. Lấy Karma lấy luôn Garrett cũng được luôn. Okay. Bởi vì có thể đẩy con dây này lên khu đường chơi nằm trong tay của Isira vẫn là quá ổn áp. Và bên phía của OQ khi mà Senna không bị cấm, dây được bên phía Flapwap họ lựa chọn thì bên phía OQ họ quyết định sẽ lấy cho mình đó con bài Senna, tước đi một vị tướng mà Lucky anh ta đang chơi vô cùng là tốt. Không được rồi. Cả hai ván thi đấu đầu tiên, thế nhưng Garrett vẫn có, tại sao không lấy Garrett nhờ mà lại lấy con Seth? Không được đổi trí hoa ơi, Seth cùng với lại Senna tù hơi tù. Đây là một cái lượt cấm chọn mà tôi đang cảm giác là cái nhịp độ cấm chọn Flapwap đang là người làm chủ nó chứ không phải AQ. AQ đang để hở ra quá rồi. Nhiều vị tướng mạnh ở trong meta dành cho đối phương, họ có được cho mình là Seth, nhưng Seth không phải là vị tướng mà chúng ta ưu tiên ở thời điểm này của meta nữa rồi. Bên phía bên kia Flapwap vừa có Zig vừa có Zay, ôi cặp đôi cứu rỉa tới chết bên phía của Flapwap đã được hình thành. Và bây giờ họ chỉ còn thiếu những con tướng CC và những con tướng chống chịu nữa mà thôi. Trong khi đó AQ họ bổ sung sức mạnh của mình bằng cách chọn Z à. Z được lựa chọn rất sớm, có vẻ như là sau khi mà họ thấy con Z được khóa vào thì con Z được lựa chọn đến từ Helios là một cái tín hiệu được gửi ngay đến Locking luôn. Là bạn hãy cố gắng chú ý vị trí của mình ở trong ván thế này, nếu như không muốn tôi khiến cho bạn phải bốc hơi ngay lập tức lên bảng điểm số. Và Rarat vẫn không được lấy từ bên phía của Flapwap. Và một điều nữa là với việc mà Igeria bị cấm, Kha'Zix bị cấm, Zac, Olaf cũng đã bị cấm. Đây là điều những vị tướng mà China chơi tốt. Flapwap họ lấy luôn con bài Revenge. Như vậy thì bể tướng của Zac thì hiện tại có một câu hỏi được đặt ra là còn những vị tướng nào? Khá là khó để cho cha chọn tướng đi rừng vào thời điểm này. Nếu như họ hằng lắm thì con Xin Dao là còn có thể chơi được. Tôi nhớ anh ta cũng chơi chân Ray rồi phải. Ray nữa à? Ray cũng là một sự lựa chọn có thể chọn được vào lúc này. Họ cũng có thể có một nguồn sát thương từ tầm xa khác. Khi mà đội hình của họ bây giờ sát thương theo thời gian nó đang chưa phải là quá tốt. Đây là sát thương một nhịp thôi. Với Z, với cả Senna và cả đó là Seth nữa thì đều là những con gây sát thương một nhịp khá là tốt. Chúng ta đang thấy Flapwap họ biết cách cấm chọn tốt đến mức nào. Họ đã chọn trước Revenge rồi. Họ tiếp tục cấm rừng là xong, họ cấm đi Lee Sin. Bên phía bên kia thì sao? Chúng ta đang thấy là Alistar cùng với Rakan là những vị tướng cần phải cấm của Isen. Nhưng mà tôi nghĩ là còn Ragaz đúng không? Ragaz vẫn còn. Bây giờ OQ họ lấy. Lấy Ragaz được không? Ragaz cùng được. Với lại Senna là ok nhất. Đúng, đó là cái trường hợp ok nhất vào lúc này dành cho RQ. Trước khi nào không lấy thì mới là kỳ thôi. Bây giờ lấy Ragaz đi xong rồi đẩy con Seth này lên khu đường trên là quá hợp lý cho đội hình của họ rồi đúng không? Bây giờ là họ lấy hay không thôi. Đúng, quá đơn giản. Phải lấy thôi. Không lấy thì thôi. Ragaz giết rồi. Thì có mà tự không tự thua à. Không lượt cuối bên phía Flapwap họ cấm luôn Xin Dao đó, họ cấm luôn Xin Dao. Và bây giờ thì hơi khó một chút dành cho cha nha để chọn tướng đi rừng. Flapwap tiếp tục đang dẫn trước về nhịp cấm và chọn. Họ chắc là có lẽ hơi quan ngại một chút về vấn đề là có Ragaz ở khu vực dưới mà thôi. Nhưng Isen tôi nghĩ rằng anh ta hoàn toàn có thể đánh Thresh được nha. Đánh Thresh à? Ừ, ở trong cái trường hợp xấu nhất thì con Thresh vẫn là một cái con có thể. Tôi vẫn nhớ Isen anh ta có một con Leona nữa phải. Leona anh ta cũng có thể chơi Leona. Rom luôn cho nó chắc cú. Rom luôn trong một cái bối cảnh mà quá là nhiều những vị tướng lao vào đây từ bên phía của kiểu Seth, Z và thậm chí là cả Ragaz nữa. Cũng khá là thì hay. Thì con Rom đang một sự lựa chọn vô cùng là hợp lý ở thời điểm tại để có thể cover triệt để cho con Zig trong tay của Locking. Ok, như thế này cũng là tạm được.
Chỉ có một cái điều không được hay lắm ở cặp bộ đôi này ở khu vực đường rồng, đó là khả năng tích trữ nội tại của Brom khi mà chơi cặp với Zeke nó hơi chậm. Bạn đánh thường nó hơi chậm rồi bạn kích được nội tại của Brom. Trong khi đó hướng ngược lại, RQ chọn cho mình Akali đội hình hai sát thủ, rất nhiều sát thương với đội hình đến từ RQ. Vậy là Rarash đi rừng à. Ui, bây giờ nếu như mà Flop của họ đổ con dây để xuống đường rồng tôi mới thích nè. Nó thực sự là một cái đội hình mà tôi nghĩ rằng nó hoàn thiện hơn so với việc để con Zeke này đi chung với LeBron. Nhưng mà có lẽ học sinh vẫn sẽ giữ nguyên đội hình như thế này mà thôi. Một đội hình mà cái khả năng cover rất tốt với Sen cùng với Brom. Khả năng can lướt với đội hình bên phía bên kia cũng rất hiệu quả với Riven. Và Zay sẽ là sát thương cố rỉa từ xa chung với Zeke. Đội hình này thì tôi nghĩ rằng khoảng thời gian ban đầu nó không thực sự là quá áp đảo về mặt sát thương khi giao tranh tổng mà thôi. Chứ còn đánh về lay đội hình này rất khó chịu. Đặc biệt là ở trong những tình huống mà họ đã dẫn trước rồi, thì những pha cú rỉa máu từ xa của Zeke và Zay sẽ làm cho đội hình khá là mỏng cơm của AQ gặp rất nhiều vấn đề. Mặc dù nói đội hình của AQ là một đội hình hai sát thủ, một cái áp lực sẽ vô cùng là lớn dành cho những vị tướng yếu máu như The Blood, như đó là Locking. Thế nhưng nó sẽ đòi hỏi là AQ họ sẽ phải chơi một cách rất là tinh tế với hai vị tướng sát thủ này. Sẽ cần phải có những tình huống mà bọc từ hai bên cánh đủ tốt này. Và điều kiện để họ làm được điều đó thì đó là những cái trụ ở dàn chủ ngoài nó phải được bóc đi từ sớm đến từ bên phía của RQ. Một cái nhưng rất lớn, họ có 4 con tướng tay ngắn và 1 con Senna. Làm sao để phá trụ nhanh bây giờ? Vậy như thế thì câu hỏi đặt ra là trong ván thiếu này họ sẽ rất là cần hai con sứ giả. Nhưng mà khi mà hai con sứ giả đấy đã lấy đi thì có đơn giản để cho Flopbox họ có hai con rồng đúng không? Và với một cái đội hình mà đánh về cuối mạnh như Flopbox như thế này, hai con rồng để đổi lấy hai con sứ giả quá lời. Rồi, chúng ta bước đến ván thiếu thứ 3 trong cặp đối đầu BO7 đến từ Flopbox và RQ. Flopwood hạt giống số 1 của khu vực Đài Bắc Trung Hoa, RQ hạt giống số 1 của khu vực Philippines sẽ chạm mặt nhau ở một ván đấu bản lề. Nếu như gỡ được một ván này, tôi nghĩ là cánh cửa để RQ có thể tiếp tục có những ván thắng tiếp theo nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Bởi vì họ đang chơi một cái chiến thuật được ăn cả ngã về không, một chiến thuật hai sát thủ rất mạo hiểm. Và nếu như họ thắng bằng chiến thuật mạo hiểm này, tâm lý thi đấu của họ sẽ được cởi mở ra rất nhiều. Và một điểm nữa là cha với việc một ván thi đấu mà anh ta bị nhắm đến rất là nhiều, xấu vị tướng, 7 vị tướng đi rừng ra gác đi rừng à? Đúng rồi, 7 vị tướng đi rừng đã bị tước đi đến từ bên phía của cả hai đội. 2 bị cấm đến từ RQ, 4 bị cấm và 1 bị lấy đi đến từ Flopwop. Thì thời điểm hiện tại thì liệu rằng con ra rác trong tay của cha nó có thực sự là thuận tay dành cho anh ta hay không? Đúng vậy. Bởi vì chúng ta vẫn hay nhìn vào cha là một người chơi cánh tim, ra rác thì là một vị tướng không thể nào cánh tim không được. Không, ngay kể cả là một người chơi ra gác hay như tôi cũng không thể nào gánh tiền được con ra gác này. Nhưng tỷ lệ thắng 70% rồi các bạn. Tôi chơi rất rất nhiều ra gác, tôi rất là thích con tướng này. Và tôi có một yêu cầu rất cao với những người sử dụng ra gác với những cái thùng vụ nổ cũng như những cái lăn bụng. Hy vọng là cha, một người chơi kỹ năng tay mà chúng ta luôn đánh giá là cực kỳ to, sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nên những pha tấn công của khu vực đường giữa cả hai bên, số lượng máu trả lại từ cặp đôi của Flapwood cũng là rất nhiều ở đường giữa. Chúng ta thấy Rus bắn vào người của Helos. Nhưng mà thật ra khi bạn đặt khoảng cái gì thế này, tốc biến lên à, tốc biến kinh lực nhưng mà nó trượt. Ừ, tại vì cha cũng đã tốc biến rồi. Ừ, tốc biến rồi. Chứ với việc mà cha ta đã tốc biến thì đó sẽ khiến cho cu trên sẽ khá là dễ dàng để cho kỳ anh ta có thể kiểm soát được. Nhưng thì mà cha anh ta cũng sẽ không quá là thua thiệt ở trong vòng lượt đầu tiên. Bởi vì nhìn vào thế lính ở khu vực đường dưới đi, Mackey cùng với Ezen vẫn đang làm khá là tốt với cái bộ đôi này, vẫn đang là người ép lính và cha anh ta sẽ có rất là nhiều khoảng trống để ăn cho mình con cua khu vực đường dưới. Nhưng cha anh ta vẫn quyết định là sẽ dừng lại một nhịp ở bãi sói. Rồi, như vậy là cả hai cua đều đang được Flapwop họ chiếm giữ hết. Điều này điều rất là bình thường thôi, bởi vì bạn nào đánh Ragaz thì cũng biết rằng là cái khả năng tranh chấp mục tiêu ban đầu của Ragaz không phải là quá tốt. Và bạn chỉ có thể có một vòng rừng 6 bại ở cái meta hiện tại là đã an toàn rồi. Bên phía bên kia, con cua thì cũng đã được ăn xong, lăn bụng vào và dấu ấn tự thần. Chiến công đầu dành cho AQ rất dễ khi mà Flopwop đã rất cố gắng giữ lại cả hai con cua dành cho đội mình. Bằng một cách nào đó thì Helios anh ta là người nhảy năm trước. Và vừa rồi thì boost tình huống đó thì ta mới cấp độ 4 và ép cho anh ta buộc phải tóc biến đi. Và nhận thấy điều đó thì bên phía của kiểu họ quá là đơn giản với việc Mackey cùng với Ocean đi lên, Helios anh ta đi xuống và cha anh ta đi từ rừng ra. Không có bất cứ một cái đường nào để cho Brut để chạy nữa và anh ta buộc phải lên bảng đếm số. Và cái mạng đó lại nằm trong tay người chơi nguy hiểm nhất từ RQ, Helios. Helios Z, một con tướng rất nhiều cái áp lực ở khoảng thời gian ban đầu nếu như bạn có được đồ nhanh. Và bây giờ là một cái bước khởi đầu trong mơ dành cho anh ta với cái chiến công đầu vừa rồi. Thực ra việc anh ta nhảy năm nó cũng khá là đơn giản thôi, bởi vì anh ta ở lại đường lâu hơn một tẹo so với Rus. Rus thì đi ra trước để ăn con cua cùng với đồng đội của mình.
Nhưng mà cái điều mà tôi thắc mắc là tại sao Flashbot họ bỏ một mình Rus lại. Tất cả mọi người chạy về đường từ rất sớm, thậm chí có những người biến về luôn, và bỏ mặc đồng đội như vậy, đó là một sai lầm đến từ Flashbot. Bây giờ một trong hai sát thủ đã mạnh, thường là đội hình hai sát thủ mạnh như thế này họ sẽ triển khai 1-3-1 rất sớm. Ta thấy là Z được đẩy xuống dưới ngay lập tức khi mà anh ta đã bắt đầu có lợi thế. Bây giờ chỉ cần một giây phút Rus anh ta lơ là thôi, và dấu ấn tử thần của Helios được hồi lại không ngần ngại gì hết. Helios hoàn toàn có thể bay thẳng vào người của Rus để thử xem là mình có đủ sát thương giết đối phương hay không. Đồng ý. Và thậm chí là tôi nghĩ là Rus anh ta vẫn sẽ có thể chống chịu được một tí, bởi vì kiệt sức trên người anh ta vẫn còn. Và một món trang bị mà anh ta lên đầu tiên sẽ là cái búa tiến công, cung cấp cho anh ta một cái lượng máu cũng như một lượng giáp tốt để có thể chống chọi trước cái những cái combo đến từ bên phía của Helios. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là kèo thi đấu của đường dưới, Rus anh ta sẽ chịu thua thiệt một tí, cứ để cho Helios là người đẩy đường trước, và sẽ cần có những cái luồng thông tin cho những loại của mình là Z là người di chuyển trước là được. Rồi, như vậy là con cua và những con mắt ở xung quanh khu vực nửa dưới bản đồ đang được Flapwolf kiểm soát rất kỹ nha. Họ cắm mắt ra và bắt đầu ăn cua. Nhưng RQ rõ ràng là người đang có được sức mạnh nhỉnh hơn ở khoảng thời điểm cấp 5, như đã nói ngay từ trước đó rồi. Đội hình của RQ, đội hình lên cấp 5 xong thì họ đánh không hề sợ so Flapwolf. Những chiêu cuối rất mạnh từ Z, Akali, Senna và Seth đều có thể giúp cho họ không phải giao tranh tổng tuyệt vời nếu như họ làm đúng tất cả mọi thứ. Khu vực dưới sao ta đang thấy dấu ấn tử thần hình như bắt đầu được bật kiệt sức rồi. Như vậy chỉ là đổi thiêu đốt với kiệt sức mà thôi. Nó đổi như thế này là Helios ta rất lời nha. Khoan, một siêu bom địa ngục được tung ra, máu rồng còn khoảng 1/3. Những cú rỉa máu khá chất lượng đến từ Locking ở đằng xa, nhưng sẽ bị trói chân lại. Đó là Isen. Isen tung ra bằng địa chấn của mình, một chiêu cuối rất đẹp đến từ Ragat, nó đẩy thẳng đối phương vào tầm tay của Helios. Helios có được một điểm hòa gục, anh ta quay lại, anh ta đánh với người Cookie. Cookie phải chém gió rất mạnh. Isera tới với nhân khổng của anh ta, hạ cúc được Z của trong tay Helios và đang cố gắng bỏ chạy. Một cân ba ở bên phía bên kia, trong khi đó Divo đang cố gắng vùng vẫy trước mặt Rus, và cả hai đều đang cực kỳ thấp máu. Ragat của cha đã dứt điểm được thành công của chơi đường Baron của đối phương, và kể cả là con rồng nữa. Một đội ba quá lời dành cho bên phía của RQ, có vẻ như đây là ván thi đấu, một ván thi đấu có một cái tín hiệu vô cùng là tốt dành cho đại diện đến từ bên phía của đó là Philippines. Như chúng ta đã nói, đây là một ván thi đấu bản lề. Rất họ thắng, tâm lý cực cao. Còn nếu như RQ họ thắng thì sẽ là một ván thi đấu mà sốc lại tinh thần của họ, chúng ta được xem lại. Rất đẹp, chiêu cuối thực sự rất đẹp, đẩy thẳng đối phương rất tấp máu về phía Helios. Chỉ cần tung một combo hết sức đơn giản của mình, cả hai người chơi rừng ta để thấy đều có kỹ năng vô cùng cao. Có kia thì có một pha kinh lực và chém gió ba người cũng vô cùng đẹp mắt. Nhưng đây là con sứ giả, 1000 máu từ sứ giả bắt đầu bị kéo ngược trở lại. 200 máu trừng phạt thành công đến từ Koki. Họ bắt đầu ép đánh, RQ đang muốn đánh, Set lao lên, pha lăng của ba người rất đẹp mắt đến từ Ragat Kucha. Và ta đang chứng tỏ cái bể tướng của mình là vô tận. Chính xác là như vậy. 7 vị tướng đi lên đã bị cái này, nhưng mà khoan đã, một tình huống bọc qua từ phía sau. Đến từ đó là Helios, Rus anh ta lên bảng điểm số, Super bị ngục được tung ra, quay giật ngực bóng trở lại. Đến từ đó là Helios để gây áp lực vào người của Locking. Thế nhưng thì không lại quá đẹp, không phải quá đẹp, băng địa chấn tung ra giữ chân mặt kỳ lại và tạm thời bay qua kêu rút lui. Nhưng họ đã lấy được quá nhiều thứ ở trong cái pha giao tranh vừa rồi với sự xuất sắc đến từ cha. Lăng bụng tóc biến ba người, còn gì đẹp hơn nữa. Đến từ đó người chưa đi đường của Hoàng có thấy một cái deja vu đúng không? Với những trận đấu của thấy một cái deja vu nhỏ nhỏ ở đây đúng không? 4.600 tiền đã bắt đầu những khoảng cách tương đối đến từ hai người chơi đi rừng rồi. Và đặc biệt là con Z này đã bắt đầu cảm giác là không ai có thể đi đường lại nó nữa cả. 4-1-1 và hơn bên phía bên kia gần 2.000 tiền chênh lệch. Helios cần có một người để đi cặp với anh ta, thực sự là có chúng chịu thì mới có thể sống sót được trước một chuỗi combo của con Z này. Và khi mà Z đã có cho mình đó là thương phục hận Syrinda thì thôi, một mình ta có thể cân hài rất dễ. Đồng ý. Đây để lao rất khó áp chịu. Đó, bắt buộc phải hai người đi chung. Đây có kỳ. Có kỳ anh ta đã lùa được bi bộ đằng sau, và đây sẽ một tình huống mà 2-1 và hệ lớn anh ta vẫn rất tỉnh, giật bóng được ngược trở về. Ui, thông tin đã có đến từ bên phía của RQ, và liệu rằng RQ họ sẽ làm gì ở phần nửa còn lại của bản đồ đây? Chưa làm gì được cả. Khu vực dưới thì thả sứ giả để đổi lấy một trụ, nhưng đường trên RQ cũng lấy lại cái trụ của mình khá lớn, khá nhanh. Nhưng mà là trụ đầu dành cho Flapwolf khi họ có sứ giả, điều này thì bình thường mà thôi. Bên phía ở đây Rus đang đánh với người Helios. Helios sử dụng tốc biến của mình để bỏ chạy. Vẫn có hai người để gây áp lực ở khu vực đường dưới và đang khiến cho Helios hơi bị khó khăn một chút. Đội hình của RQ xuống hơi chậm, nhưng không sao.
ít nhất thì bên phía của Akil họ cũng đã có thể lấy được một cái chỗ khu vực đường chơi dành cho bên phía đội tuyển của mình. Đánh nhau là đang đến từ Devil Jay cùng với Isidra, có vẻ như mất máu nhiều hơn. Đó chính là Devil Jay. Bởi vì bạn mua giáp lửa xong bạn đứng ở trong bóng khói, bạn cứ thiệt cả mọi người của Akali rồi. Akali có đánh bằng mấy đi nữa cũng chả thế nào đau được cả. Đây là một lối chơi rất khó chịu. Tôi có cảm giác rằng á là trước đây những tuyển thủ chuyên nghiệp ở trong bộ môn tốc chiến này chưa biết được phải lên đồ và phải đánh như thế nào với con sen này cho đúng. Họ chưa khai thác được tiềm năng của vị tướng này. Nhưng càng đánh sâu một cái giải đấu quốc tế như là WCS Final thì các đội bắt đầu tìm ra cách vận hành con sen một cách chuẩn chỉ nhất. Đó chính là kết hợp nó với một con tướng đi đường thật mạnh, và cả hai sẽ tạo ra một cặp song sát để đẩy đường vô cùng hiệu quả. Một người khống chế, một người sát thương, và nó gần như là cái bộ đôi hoàn hảo đi chung với nhau. Đang cố gắng kiểm soát cho mình đó là con cua kỳ cục ở đây đến từ bộ 3 của Flapwolf. Ăn rất nhanh và sủi cùng rất nhanh, nhưng mà anh ta nói không, tốc biến xong thú trưởng giữ chân lại một người rồi. Băng đi chân cũng được tung ra. Mất nguyên một chiêu thức khống chế quan trọng đến từ Eason. Liệu rằng AQ có đủ tự tin để bước vào hang rồng vào lúc này hay không? Z của họ, Helios, rất mừng khi nhìn thấy cái băng địa chấn đó bị mất đi. Mất đi băng địa chấn là cái lúc mà anh ta cần để... Một Lockin! Lao thẳng một người Lockin bị kiệt sức lao ngược trở ra. Bên phía bên kia sao? Những thành viên đến từ AQ đang giữ vị trí khá tốt. Một pha kéo lại đối phương rất hay. Bế đi, hai người cực kỳ đẹp mặt đến từ Z. Divoji đang ở sâu trong đội hình bên phía bên kia bắt đầu quẩy với cái bọc khói của mình. Anh ta chặt được một người. Còn Helios vẫn đang rất khó chịu với con Z của anh ta nhắm vào Rus cùng với Isra. Isra không thể làm được gì hơn cả. Locking cùng với Eason đều đã bốc hơi trong tình huống này. Nhưng DVG vẫn chưa muốn dừng lại. Anh ta nhìn thấy Isra, anh ta muốn đánh tiếp. Tung ra phi tiêu của mình hụt. DVG lúc này có vẻ như hơi tự tin quá rồi. Và đứng trong vòng khói anh ta vẫn phải nằm. Có vẻ như Locking anh ta chạy được một con Z, nhưng không thể nào mà chạy được con Akali còn lại đến từ đó là DVG cả. Vừa rồi thì DVG anh ta đã luồn lách rất là tốt để có thể hạ gục được Locking. Trong một cái bối cảnh mà Helios anh ta là bóc đi hai phép bổ trợ của con Z này từ trước đó. Ba mạng đã lấy đến từ bên phía của AQ và họ chỉ bỏ lại một cái mạng của Devil Jay trong một tình huống mà anh ta hơi tự tin thái quá. Nhưng ít nhất thì bên phía của AQ thì họ cũng đã kiểm soát được cho mình đó là con rồng lửa nha. Một con rồng được quá ok dành cho một đội hình hai sát thủ như thế này mà còn xanh nữa. Tôi nghĩ là chọn mục tiêu như thế này cũng là khá tốt đấy. Hồi nãy chúng ta đã nói đến cái việc là đội hình bốn tay ngắn này của họ lấy trụ sẽ hơi kém và họ sẽ cần sứ giả. Nhưng thật ra là những cái bước triển khai cũng như pha combat tốt từ nãy giờ đã giúp cho AQ có đến hai cái trụ rồi. Chính họ hoàn toàn có thể khoan đã một pha múa Akali không trượt bất kỳ một chiêu nào của Devil Jay và khiến cho Rus bay màu ngay lập tức. Một thông điệp được gửi ra rất rõ ràng dành cho Rus là không chỉ anh mới biết đánh đúng Akali rồi. Tôi cũng vậy, Devil Jay cũng vậy. Và vừa rồi thì đó là con sứ giả khe nứt thứ hai thả ở khu vực đường giữa, nhưng nó cũng không kịp giúp cho Flamboop họ có được cái chủ khu vực đường giữa đó. Và nó phải cần thêm một khoảng thời gian nữa thì mới có thể lấy đi đến từ bên phía của đó là Flapwop. Và thế trận ở thời điểm hiện tại, khi mà cái hai cái trụ ở hai bên cánh đã được lấy đi thì đó sẽ một cái thế trận kiểm soát 1-3-1 đến từ bên phía của OQ quá là dễ dàng để vận hành. Đây, 1-3-1, hai sát thủ rất mạnh. Một người 3-1-1, một người 5-1-3 trong mơ. Đây là những cái diễn biến trong mơ dành cho AQ sau 10 phút thi đấu. Nhưng câu hỏi tiếp theo mà chúng ta đặt ra là khả năng endgame của họ tốt đến mức nào? Bởi vì đội hình này chúng ta đều biết là đánh về lay không thực sự và là quá tốt. Bởi vì những con tướng chống chịu từ bên phía bên kia sẽ bắt đầu scale lay và nó sẽ bắt đầu có thể sống sót được qua những cái chuỗi combo đến từ Akali cũng như là Z. Chúng ta có thể kể tên đây là Revenge cùng với lại Sen bên phía bên kia. Và lúc đó thì đội hình của AQ sẽ yếu dần. Nhưng khoan, một băng địa chấn của tung ra, Esusen đang bị giữ chân là anh ta kéo được hai người tung ngược trở lại một cái cuồng thủ quyền. Chưa thực sự là quá mạnh, đồng hồ cát đã được ẩn. Một tốc biến cũng đã được sử dụng để thoát khỏi chiêu cuối thùng lũ nổ của cha. Và Locking anh ta quá khó chơi trong ván thi đấu này. Chỉ một tình huống do anh ta được cắt vào người của anh ta thôi. Mất đi cho mình đó là cái đồng hồ ngân động. Và cũng phải mất đi cả tốc biến nếu như không muốn bị một cái thùng lũ nổ của cha anh ta hất văng được ngược về. Như vậy thì tính ra thì bên phía của kêu họ vẫn lời cho tưởng rồi. Họ chỉ mất đi đâu đó là hai cái chiêu cuối, một cái thiêu đốt đến từ Helios để đổi lấy quá là nhiều thứ đến từ bên phía của Flapwolf. Cái kiệt sức của Brute, tốc biến cùng với đó là cả đồng hồ ngân động của Locking nữa. Nhưng bây giờ họ vẫn chưa lấy được một cái mục tiêu mà tôi nghĩ rằng họ đang vô cùng thèm muốn để có thể gia tăng nhịp độ của ván thi đấu này hơn nữa. Đó chính là cái trụ đường giữa này, nơi mà Locking vẫn còn đang trấn giữ con Zeke của anh ta, liên tục quăng những trái mìn của mình ra và xóa sổ lính. Rất khó để có khoảng trống dành cho AQ tiến vào và đánh vào trụ phía kia. Người duy nhất có đủ sải tay đó là Maki. Nhưng Maki bị dính quá nhiều chiêu thức không cố liền máu từ xa như thế này đây. Siêu bom đâu vậy? Siêu bom dọn lính à? Không, cái đoạn đâu có lính đâu.
không biết ở trước tay chắc tay. Là muốn ném Sibom vô bất kỳ nhưng mà hơi tay hơi nhanh xíu, tay hơi nhanh, tay nhanh hơn não, lưỡi nhanh hơn đầu, đó chính là Xuân Vũ. Bây giờ bây giờ sẽ quay đôi khi tôi hay nhớ người em ở Hà Nội của tôi lắm. Quay trở lại khu vực đường giữa thì chúng ta đang nhìn thấy Esosen cùng với là Cha ở đây. Hai góc này là hai góc rất là khó chịu với hai con tướng mở vô tranh nha, và chỉ cần một nhịp không để ý của Locking thôi, anh ta sẽ bị ném về phía các hành viên còn lại của RQ. Và Locking là phải chọn vị trí rất sâu về phía phần sân của mình. Khoan đã, một người chơi đang bị Helios chạm vào người, đó là Isera. Cái này như vậy cũng là tốt mà thôi, vì Isera là người duy nhất có đủ khả năng sống sót sau cái chuỗi combo của Helios rồi. Vừa rồi thì Isera anh ta cũng cả nhẹ nhẹ cái dấp lửa, cái khiên thái dương của mình đã khiến cho Helios là mất đi cho mình đâu đó khoảng tầm 200 máu. Và nếu như Helios để muốn có thể đi một một với Isera một cách nó mạnh mẽ hơn thì tôi nghĩ rằng là phải sẽ cần thêm đó là cái thương phục thằng Serida nữa, thì khi đó thì con Z này mới thực sự là gây áp lực lên người của Isera. Còn chứ nếu như vậy thì Isera anh ta vẫn khá thoải mái trong tình huống mà chúng ta lấy vào thôi. Hello thiêu đốt luôn rồi, hello thiêu đốt rồi, bởi vì anh ta muốn kéo tôi ra, tôi nói hồi sơ thì không phải. Anh ta solo kill Isera, đó là một pha thi đấu rất tự tin đến từ người chơi đứng giữa bên phía RQ. Họ bắt đầu tỉnh giấc, túc biến lên và kéo Locking về, bế đối phương thẳng vào trong trụ, băng địa chơi tung ra. Hồi sau là Sosen sẽ phải nằm ở trong pha thi đấu này, nhưng anh ta cũng câu được rất nhiều thời gian của Flapwop là những người đồng đội của mình ăn rồng. Ở thời điểm này chắc chắn là máu rồng không còn quá nhiều nữa và con rồng sẽ được giữ lại dành cho RQ. 3 rồng dành cho RQ và Helios đang đánh như là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp mình vậy. Bên phía bên kia dạo Demon's Jay cũng như vậy, Demon's Jay cũng đã một con pha ảo thuật của riêng mình để khiến cho Locking bay màu hoàn toàn. Một người thì câu chiều, đó chính là Sen, người khác là làm nhiệm vụ dứt điểm, đó chính là Demon's Jay. Lần này thì bị hất vào ngược lại, đó chính là Locking, nhưng mà lao tới với đó là cái nấp sau ta của Isen đã khiến cho cả hai người phải bị ràng buộc lại. Sát thương cũng đã được sử dụng đến từ đó là Isera, nhưng không có sát thương được bồi vào nữa đến từ bên phía của Pháp Quốc. Đúng vậy, bởi vì Cha tung ra một cái thùng rượu của mình để làm chậm đối phương, không cho đối phương truy đuổi đi vụ gì. Rất hay. Từ nãy giờ các thành viên của bên phía RQ đang thi đấu phối hợp với nhau vô cùng tuyệt vời. Maki thì đang vẫn rất khó chịu với con Senna của mình liên tục bắn và cú rỉa vào cái trụ này, chỉ còn 400 máu mà thôi. Và khi mà cái trụ này nằm xuống thì cái thế trận áp đảo ở cả hai cánh từ bên phía của RQ nó sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Có vẻ như cái giai đoạn cắm chọn nhắm thẳng hoàn toàn vào đó là Cha không thực sự là có tác dụng nữa rồi. Khi mà các bạn dành, khi mà Robot dành quá là nhiều được cắm vào Cha, nó hở là quá là nhiều những con tướng mạnh dành cho hai người chơi còn lại đối từ bên phía của Akil, chính là Demon's Jay với con Akali và con Z trong tay của đó là Helios, truyền nhân của Tân Tân, đó chính là Cha. Akil Cha đi rừng, không có Ragaz nữa, đi rừng lên mũ thần giống tôi như thế này. Rất là tâm đắc với cách lên đồ của anh ta nha, một cách lên đồ nó rất là trực diện luôn. Khoan đã, Isera đang ở đây, dấu ấn tư thần được bật lên, ba phi tiêu chụp vào người, nhưng anh ta là một con sen gần chết chứ không đùa nữa nha, nó vẫn là gần chết với một combo của Z. Thử đào một chút xíu và con tướng trâu nhất bên phía bên kia như thế nào. Đây là khoảng thời điểm mà hiện là anh ta có 4 món rồi nha. Thương phục hận Serida đã có, tam hợp kiếm, tam hợp kiếm cũng đã được lên, thì bây giờ không có cửa đến từ bên phía bất cứ một thành viên nào đến từ Flapwop có thể đi một một được với Helios cả. Không, không có ai cả. Câu trả lời là zero. Và thậm chí các bạn thấy tốc độ hồi chiều Helios nó nhanh đến mức nào. Tiếp tục có một cái chiêu cuối nữa sau cái tình huống chắc là cách khoảng 20 giây trước đó thôi. Là ta đã hồi xong chiêu cuối rồi, đường giữa gây đủ áp lực và lấy được một trụ. Từ lúc này Esosen nằm xuống, tôi nghĩ là cuộc viên mãn mà thôi, bởi vì anh ta cũng chả cần làm gì cả, anh ta bế được một người và ta vẫn chưa nằm. Trong khi đó thì những người đồng đội của ta lại càng lướt vào hàng sau của đối phương rất tốt, máu không còn quá nhiều, chém gió vẫn không thể nào hạ gục được Esosen. Trong khi đó thì Helios vòng một phía sau lưng và đã khiến cho Rus một lần nữa xám màn hình. Quá là khó cho đó là đại diện đến từ bên phía của đó chúng mình. Nhưng mà khoan đã, Helios anh ta đây muốn làm một cái điều gì vậy? Bị vô ảnh bộ kiểu khích lại đến từ đó là Isera. Nhưng bóng một chiếc lại, sử dụng chiêu cứu của mình, đó là Lucky vẫn có thể lui về được. Phi tiêu một cái nữa, này anh ta đã làm được, anh ta tiện Lucky lên bảng điểm số thêm một lần nữa. Trong khi đó phần còn lại của RQ họ có được con Baron Helios. What the đúng rồi, đó cầu rơi mà tôi vừa mới nghĩ ra luôn anh Tân à. Nó quá kinh với con Z của anh ta. Anh ta biến bóng hai lần nhìn rất ảo luôn. Và thậm chí là Flavio cũng đã bị chóng mặt ở trong pha biến bóng vừa rồi của Helios. Câu rất nhiều thời gian cho RQ đã ăn được con Baron này. 11.000 tiền với đội hình hai sát thủ đến từ RQ.
một con Zed không thể ngăn cản đến từ Helios. Cấm ngay, phải cấm ngay thôi, không thể nào mà để cho bên phía của Helios anh ta có được con Zed này bất cứ một lần nào nữa. Và đây là con Zed mà họ lựa chọn ngay ở trong cái lượt lựa chọn thứ 3, trong cái frame 1. Như vậy thì họ rất là tự tin trong cái việc mà đặt vào đó là niềm hy vọng của mình và người chơi đường giữa của mình. Đúng của vậy. Họ Helios. Chính xác, và họ đặt niềm tin rất đúng người. Helios cùng với là Divoji đang lên tiếng, không còn là cha nữa. Cha không còn phải là người gánh tất cả mọi thứ dành cho RQ. Và bây giờ hai người chơi đường đơn của họ mới là thực sự là những nhân tố tỏa sáng rực rỡ trong vảng thi đấu này. Họ cũng muốn chứng minh một điều rằng đội hình của họ cũng vô cùng đồng đều, không khác gì so với Flapwood cả. Và chúng ta đang thấy bù lợi Baron họ được được ứng dụng ở cả ba đường, ở cả hai đường cánh. Thực sự là một con hỗ trợ như Exocet. Tôi nghĩ rằng lúc này anh ta cũng chả ngại để mà đánh nhau trực diện với Sen của Isira đâu. Bởi vì anh ta đấm sát thương chuẩn mà. Anh ta chả ngại khoan lại đường giữa, hình như anh ta đang đấm một ai đó. Đó chính là Isen. Isen đã bị cấu điểm máu. Dọn lính vẫn là được đến từ Locking với con Zeke của anh ta. Con Zeke của anh ta cũng 3 đồ. Nhìn vào đồ của Exocet đi. Đây là một con set được farm. Đúng vậy. Điều đen, búa rìu sắc thường và thậm rất chí châu. Là cả luôn cho mình đó là giáp hồi giáp đây thân đi vòng ra sau lưng đấm một người thử xem nào, đó là Isen. Và Isen anh ta cũng mất tương đối nhiều máu sau pha combo cơ bản ở từ đối phương chủ đường giữa thứ hai đã không còn. Và đường trên cũng tương tự như vậy, và đường dưới rất cùng nhịp với nhau, ba đường lính đẩy vào cùng một lúc. Bùa lại Baron nó không có trên người của Helios và những thành viên kẹt ô bắt đầu quay ra, bắt đầu hơi chóng mặt rồi đây. Chiêu cuối tung ra và ép cho Isira mất cả lá chắn lên tốc biển. Isira quá sợ rồi, anh ta dù là Sen nhưng rất cảm thấy rất mong manh và yếu đuối trước một con Zed bên phía bên kia. Chứ sao nữa, làm sao mà có thể đánh được với một con Zed lại một lần nữa, rất là bị hào đến từ đó là Helios khó chịu, rất hơi chóng mặt rồi đấy. Thực sự là như thế này thì không biết ai có thể cản được Helios vào lúc này nữa cả. Trong khi đó Isen, anh ta đang cố gắng tìm kiếm tầm nhìn cho đồng đội của mình. Nhưng ta đang bị giữ chân lại bởi bốn người bên phía bên kia. Divoji không muốn dừng lại, anh ta tiếp tục băng lên. Rus không phải là vấn đề. Một combo với chiêu cuối của con Akali này, Rus chắc chắn sẽ bay màu. Nhưng có vẻ như Divoji đang muốn tìm kiếm một mục tiêu thơm ngon hơn. Đó chính là Locking. Và đồng đội của anh ta thì đang quay ngược trở lại hang rồng ngàn tuổi, ăn rồng với chỉ hai người mà thôi. Dừng không ai dám ra cả, bởi vì ra họ sẽ mất tất cả mọi cái trụ của mình. Helios đang vẫn rất khó chịu ở đây. Đúng chính xác như vậy, và Helios anh ta vẫn còn đâu đó khoảng 70% lượng máu, anh ta đã biến về. Về mua dịch chuyển, anh ta về và anh ta sẽ mua dịch chuyển trong lúc nếu như... Đây. Mua dịch chuyển luôn rồi. Locking! Đã làm như vậy, Locking! Trong khi đó bên phía bên kia. Locking! Đây là lượt tới. Sao? Cuối của trò chơi này bắt đầu xuất hiện một mạng rất đơn giản mà thôi. Double kill không thể nào dễ hơn cả. Trong khi đó, thì rồng ngàn tuổi đang được ăn. Quét sạch dành cho RQ. Tỷ số đã được rút ngắn lại xuống còn đó là 1-2 dành cho đại diện đến từ bên phía của Philippines RQ. Một ván thi đấu mà họ có một cái đội hình, một ăn cả ngã về thông, đó chính là hạ sát thủ, và họ đã làm được. Đúng là với như vậy. Một con Zed được sanh khá là sớm, con Zed trong tay của Helix có được chiến công đầu ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Và điều đó là khiến cho con Zed trong tay Helix quá là áp lực vào người của đó là Locky. Snowball hoàn hảo, đây là một ván đấu mà RQ đã snowball hoàn hảo với cái đội hình đánh early và mid game của mình. Rất đáng khen cho họ. Trong khi đó, chúng ta nhìn ra được một vấn đề dành cho Flapwop. Đó là cấm đi giặc thì bên phía Flapwop gần như là yếu đi hẳn 30%. Năm mươi phần trăm. Quá đơn giản như trong phía của kiểu có vẻ như họ đã tìm ra được cái lối cấm chọn mới của mình, cứ nhắm thẳng vào Zack trong tay của đó là Flapwop trong tay hai của... bên cấm rừng liên tục. Okay. Nhưng mà ai có bể tướng lớn hơn thì chúng ta cũng đều đã biết cha với cha. Con tướng Ragaz của mình đánh vẫn rất kinh. Và với việc mà bạn cấm đi nhiều vị tướng của nhắm vào một người nhiều đến như vậy á thì nó sẽ hở, hoàn toàn có thể chơi lại cái đội hình đó. Không vấn đề gì cả nếu như Flapwop vẫn cố chấp chọn một đội hình có nhiều sát thương về lay giống như ván thi đấu vừa rồi. Thì chính xác là với cái thế trận như thế này là đang là thế trận mà tôi khá hy vọng là họ đã sẽ được xảy ra, tại vì team Flat sẽ là người được chứng kiến rất nhiều những điều hay trong trận thi đấu này. Hôm nay team Flat đã biết rằng AQ có hai con sát thủ và cái cách đánh gọi là cò quay đội hình tập trung của họ là cực kỳ tốt. Rồi Flapwop thì chúng ta cũng đã biết rằng họ có những cái đội hình tập trung với nhau đánh bảo kê với giai đoạn late và giai đoạn mid cũng cực kỳ tốt. Team Flat đang được hưởng lợi khá nhiều. Và Olaf Zakermil là chất tướng của AQ bị cấm đi giống hoàn toàn như ván đấu trước. Flapwop tiếp tục phải cấm đi con bài Z. Những ván đấu trước thì Flapwop đã cấm con bài Z này khá là nhiều. Và chỉ hở ra một ván thôi, AQ đã có con bài này để mang về chiến thắng dành cho họ. Rồi, như vậy Flapwop nhìn ra vấn đề, họ ngay lập tức cấm đi con Z của Helios. Họ không muốn cái con quái thú này nó quay trở lại đội hình đối phương nữa. Nhưng
cấm như thế này, lỗ dày, Akio ngay lập tức đón nhận con tướng rất mạnh về đội hình của mình, cộng với đó là Galio. Lúc cấm vào chọn nó bắt đầu khởi đầu khá tốt dành cho Akio. Trong khi đó Flapwop thì sao? Senna và Nasus một lần nữa được chọn dành cho cặp đôi đường rồng hay không? Quan trọng là cái ván đấu trước chúng ta có nhìn thấy rằng Chad anh ta đã có một cái phong cách thi đấu khác hoàn toàn với những gì mà Akio từng thử hiện. Tức là anh ta là một người thi đấu thầm lặng hơn rất là nhiều và chủ yếu kiểm soát những mục tiêu lớn. Và hai thành viên Helios và DJ mới thực sự là người gánh team ở trong trận thi đấu vừa rồi. Vì Flapwop đang phong tỏa khá nhiều vào chất tướng đi rừng của Chad, cho nên để cho DJ cũng như là Helios gọi là gánh kèo ở trong trận thi đấu này là hoàn toàn hợp lý. Nhưng bây giờ Flapwop họ còn triệt để hơn nữa. Ở trong ván trước họ cấm 2 con, bên phía RQ cấm 3 con, chọn trước 1 con. Nhưng Flapwop bây giờ chọn đến tận 2 con đi rừng của đối phương nữa. Tức là tổng cộng hiện tại chúng ta đang khiến Flapwop đang có 4 cái lượt cấm dành cho Cha, kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Và bây giờ bên phía RQ sẽ có con gì? À không, anh ta cầm dây đi rừng được nha. Anh ta sẽ cầm dây đi rừng ở trong ván thi đấu này. Và Lux cùng với Galio sẽ là cặp đôi đường rồng của RQ. Và với con bài Lux thì có lẽ RQ cũng sẽ đổi bài ở trong trận thi đấu này. Sẽ khá khó để có thể đánh lại được một bộ đánh mà hai sát thủ cấu rỉa đội hình đối phương giống như ván đấu trước. Và đây sẽ tiếp tục là lúc mà họ sẽ phải tung ra những bài đánh của mình. Đây là một kèo thi đấu BO7, các đội sẽ phải dùng tất cả những gì mình có để níu giữ cơ hội đi tiếp. Nhưng Flapwop có vẻ như họ là một đội tuyển có khả năng rút kinh nghiệm cũng như khả năng đọc vị đối phương một cách cực kỳ nhanh. Và Akali cũng đã bị cấm đi. Hai chất tướng sát thủ làm khó ở trong ván đấu trước và ván đấu này sẽ không còn được xuất hiện nữa. Họ hiểu được rằng là nếu như muốn đánh một cái đội hình kéo lầy thì những con tướng sát thủ nó tạo ra quá nhiều áp lực khoảng thời gian ban đầu và nó sẽ không cho Senna có đất để chơi. Akali bị cấm đi, bên phía kia cấm đi thêm Corki nữa. Đội hình hai xạ thủ của Flapwop cũng đã bị hạn chế bằng những lượt cấm của RQ. Lúc này lượt cấm cuối cùng của Flapwop sẽ là gì đây? Đường trên của RQ vẫn đang chưa có bất kỳ một lượt cấm nào cả. Liệu là họ có muốn hạn chế đi đôi phần với một lượt cấm Camille hay không? Tôi nghĩ là với RQ đang có thì một con Camille cũng rất là hay dành cho đội hình của họ. Camille đã bị cấm ở lượt đầu tiên. Tôi đang có cảm giác như khi cấm vào cả Lucian cũng như là Corki thì bên phía RQ đang muốn... Thực sự đây là một trận thi đấu họ đang rất muốn đánh vào cái đường rồng đến từ vị trí của Senna. Đang rất muốn đánh vào đường rồng. Ván đấu đầu tiên bên phía RQ khi ở bên phần sân màu đỏ họ bắt buộc phải cấm Senna. Nhưng đây là ván đấu khi cho Senna cho đối phương thì RQ sẽ phải đánh triệt để vào cánh rồng này. Có Lux, có Galio, sải tay vào tầm hoạt động. Lee Sin không phải là một chất tướng mà chat hôm qua đánh hay lắm. Lee Sin không phải là chất tướng mà anh ta đánh hay lắm. Điều khá bất ngờ với một người chơi kỹ năng tốt như Cha là con Lee Sin anh ta lại không phải là con tướng mà anh ta đánh nhuần nhuyễn nhất. Nhưng tôi hy vọng là trong ván thi đấu này khi mà đang có một tinh thần thi đấu rất tốt thì RQ có thể vận dụng được những chất tướng đánh sớm, đánh early của mình một cách triệt để hơn. Còn Flapwop thì sao? Họ vẫn đang trung thành với cách chơi của mình, một cái đội hình mà khá là quen mắt của họ rồi. Với Ragaz cùng với Senna, bây giờ sẽ là thêm cả Sinh đường giữa nữa. Ôi, Đài Bắc Trung Hoa style đây rồi. Chính họ xác. Đang đánh một đội hình rất Đài Bắc Trung Hoa, một bài đánh tủ của Flapwop. Rất nhiều đấu sĩ, bốn đấu sĩ. Cực kỳ lết. Cực kỳ trâu và dường như là một cỗ xe tăng bất khả chiến bại dành cho bên phía Flapwop. Như vậy là chúng ta đánh không sai đúng không? Chính xác. Ngay lập tức khi mà một thế khó thì Flapwop đem ra cái đội hình mà họ thích đánh nhất. Là đội hình 4 con đấu sĩ, rất nhiều khả năng chống chịu và một con Senna đứng sau để có thể bứt giáp và hỗ trợ đồng đội bằng những chiêu thức của mình hồi máu liên tục. RQ chọn vị tướng cuối cùng của mình ở khu vực đường Baron đó sẽ là Rekton. Rekton thực ra là một cái kiểu thua so với Dyrus một chút. Nhưng quan trọng, đây là một cái cánh mà Rekton chỉ cần đánh thủ hòa với Darius. Còn việc mà chúng ta dự đoán rằng đánh ở cánh rồng vẫn đang là đúng. Vì họ sẽ tập trung khá nhiều về tốc độ tăng tiến sức mạnh của Senna trong đội hình này. Và thực ra với đội hình này, với Lee Sin thì tôi nghĩ rằng thêm cả Lux và Galio, việc đánh vào cánh rồng cũng không phải là quá khó khăn dành với RQ. Họ cần làm tốt điều này. Vì nếu như đoạn đầu trận đấu mà họ để cho Flapwop có một cái khả năng tăng tiến sức mạnh của các quá an toàn thì đoạn cuối chắc chắn là Flapwop sẽ giành chiến thắng. Chính xác, một giai đoạn về cuối với những chiếc tướng trâu đến như thế này, đặc biệt là con Sinh và con Revenge, thì mọi chuyện sẽ hơi tệ dành cho cái đội hình cố rìa máu từ xa của RQ. Đội hình ép giao tranh của bên phía RQ nó không phải là quá tốt, họ không có những chiêu thức mà thực sự là mở giao tranh nó đủ đẹp. Trong khi đó thì bên phía bên kia Flapwop có rất nhiều con tướng để có thể mở giao tranh cho họ. Ragaz, Revenge, Darius đều có thể mở giao tranh dành cho họ được. Đội hình phải nói là nếu như trận này mà RQ thắng thì tôi nghĩ Flapwop sẽ bắt đầu vô cùng lo lắng. Chính xác, nhưng tôi vẫn đang nhìn thấy Aeson,
anh ta vẫn đang đắp cái mền của mình. Đây là một chàng trai mà thường xuyên đắp mền ở trong xuyên suốt những trận thi đấu. Có lẽ là ngày thi đấu hôm qua đến ván đấu thứ tư anh ta mới bỏ mền ra thôi. Tại vì hơi nóng. Còn ngày hôm nay sức nóng vẫn đang chưa thực sự phá vào gáy của anh chàng này. Hơi ngợp, hôm qua thì hơi ngợp, bỏ ra cho nó thoải mái hơn, thoáng mát. À không, bỏ rồi. Bỏ rồi ạ, bỏ mền rồi. Đã bắt đầu bỏ mền đến từ Isera rồi. Vậy thì đây sẽ là một trận thi đấu có lẽ là khó khăn dành cho bên phía của AQ. Theo cái thống kê cá nhân của tôi thì khi bỏ mền bên phía Fatwood có được tỷ lệ thắng cao hơn. Ồ, khi bỏ mền thì Eason sẽ giúp cho đồng đội của mình đánh hay hơn à. Chính xác, một cái thống kê nó rất là hay ho đến từ vị trí của Hồng Phai. Ta cùng đến với những diễn biến ở trong ván thi đấu này. Ra đường giữa nhưng Renekton của DWJ không giúp đồng đội của mình đẩy cái quay lính này. Mà ngược trở lại thì Isera mới là người làm chuyện đó. Có lẽ một điểm mà tôi đang cảm thấy đến từ đội hình này là do đầu trận đấu khả năng dọn lính của họ không phải là quá nhanh. Họ bắt buộc phải stick chung với nhau, còn nếu như chia ra 1-1 kèo đường đơn thì cả Sinh cũng như là Darius sẽ thứ nhất là từ hòa đến thua với đối phương mà thôi. Bên phía của AQ có thể tận dụng điều này để luôn được có thế lính đẩy lính trước, sau đó là tận dụng thế di chuyển đường dưới. Cái gì đây, con Renekton của DWJ đang bị bắt. Và đường dưới thì cũng có đánh nhau, chúng ta đang đánh nhau ở hai cánh. DWJ có lẽ khó thoát về, Bucky tạm thời an toàn, chiến công đầu dành cho Flapwolf. Nhưng biến lên đó là Lee Sin của Chark, tung sóng âm hụt, tôi tin là hụt, nhưng không hụt. Và hai mạng hạ gục được đổi được cho cả hai bên. Không hề hụt một chút xíu nào cả, trà tay rất to và vô cùng bình tĩnh. Anh ta canh chỉnh ngắm nghĩa cái sóng âm của mình vô cùng kỹ lưỡng trước khi tung ra nó, để đảm bảo rằng cái mạng mà người đồng đội của mình bỏ lại nó sẽ không phí hoài. Và tôi tin là hụt nhưng đó là điều tin tưởng sai lầm. Nếu như đó hụt thì nó sẽ là một kịch bản hài hước hơn. Hai bên đã có những điểm đổi chắc là cân bằng. Những chiến công đầu thuộc về bên phía Flapwolf, họ vẫn sẽ có lời hơn một chút. Đặc biệt nó thuộc về trong tay của Sinh. À không, chính xác Sinh thì là một người có lẽ nó thuộc về không bên cần. Phía của Darius sẽ là hợp lý hơn. Đúng vậy, Isera mà cầm được cái điểm hạ gục đầu tiên đó và về nhà vác ra một món đồ lớn ngay lập tức thì con cá sấu của DWJ gần như là không được chơi game luôn. Nhưng mà vừa rồi tôi cũng không hiểu lắm, DWJ quyết định anh ta ở lại khá là lâu, bởi vì anh ta hoàn toàn có thể biết được chuyện rằng đối phương hai người ở đường giữa dọn lính xong sẽ chạy lên khu vực đường trên mà. Nhưng mà anh ta vẫn đứng lại farm lính khá là lâu ở trong tình huống đó và cố gắng vùng vẫy hơn cái việc là anh ta nên đi về phía trụ của mình đợi đối phương đẩy lính ngược lại, và anh ta chỉ farm đứng trong trụ là anh ta không mất bất kỳ gì cả. Flapwolf cuộn đội hình là cực kỳ nhanh, mặc dù là hòa về điểm hạ gục nhưng 1000 tiền giãn cách rất nhanh chóng dành cho Flapwolf. Họ bằng một cách nào đó họ đã đi chung với nhau và có được một tình huống farm tiền thực sự là tốt hơn so với phía AQ, mặc dù điểm hạ gục là cân bằng. Và đây sẽ là một trong những thế trận là cực kỳ tốt dành cho đội hình đấu sĩ Scaleless đến từ bên phía của Flapwolf. Đó là những tình huống trao đổi trước ở đường dưới ngay từ ban đầu nó luôn luôn là có lợi thế hơn dành cho Flapwolf với đội hình có khả năng tự hồi phục của mình. Trong khi đó bên phía kia thì sẽ rất khó dành cho Lux cùng với Galio. Họ cần phải đứng sâu dưới trụ và tránh bị đối phương cứu rỉa máu. Chứ nó họ không farm được quá nhiều mà thôi. Ở đây một đường giữa đã farm rồi chói. Rất ăn ý, Helios không còn gì để chạy, vừa mới kịp hồi tốc biến. Không làm gì được cả, rất nhịp nhàng. Bạn đứng ở trên cái bãi lầy của Sinh thì bạn bị câm lặng. Chính xác. Và Helios không có cách để có thể giải quyết được vấn đề đó. Và mặc dù là một đội hình chúng ta đánh giá là họ cần phải làm tốt giai đoạn cuối và đầu cần an toàn, nhưng chính Flapwolf mới là người đẩy nhanh nhịp độ trận đấu đây. Đã lòng cướp không có kỳ dù một tí nào, chỉ rút được một người mà thôi. Sóng âm cũng là chính xác và bị găm kiệt sức. Đội hình Flapwolf được an toàn trong tình huống vừa rồi. Anh ta đã nhầm người rồi, người mà anh ta cần đá là Rusker. Nhưng ta đá một người Cookie ở trong tình huống đó. Còn bây giờ DWJ, một kèo mà đáng lẽ ra là anh ta có thể đánh nó tạm ổn một khoảng thời gian ban đầu, thì bây giờ anh ta đang hơi thua một chút xíu so với Direct bên phía bên kia. Tiêu đốt luôn. Tiêu đốt luôn. Giằng mặt à. Khá khó hiểu trong tình huống vừa rồi. Có lẽ là hai bên cũng đang có một phong cách thi đấu khá gọi là khô máu đến từ cả hai bên. Đang va chạm là khá nhiều. Ít nhất là với thế đánh như thế này thì bên phía Flapwolf cũng đã nhận ra cái vấn đề trong đội hình của mình. Họ không đánh một cách quá an toàn và bỏ qua những cái cơ hội có mạng hạ gục của mình nữa. Mở ra một cái lối đánh cởi mở hơn so với những gì Flapwolf từng làm. Và Flapwolf còn là một cái đội tuyển mà tôi nghĩ rằng là họ nắm rõ một cái điều là họ kiểm soát cua rất là triệt để nha. Chính xác. Luôn luôn là như vậy, họ sẽ luôn ăn được ba cái con cua đầu tiên. Nếu như mà đối phương không sự là có được một cái thế lính áp đảo so với họ thì họ luôn luôn ăn được những con cua rất là nhiều. Vừa rồi là một tình huống mà Helios anh ta thoát khỏi cái kinh lực đối phương khá là khéo léo. Bây giờ tình huống ăn rồng, con rồng gió ban đầu. Con rồng gió, nhưng cả hai bên sẽ quyết định đánh nhau ở đây. Có một thế đứng rất khó chịu đến từ Ezosen và dồn sát thương vào vị trí của Cookie. Cookie bị hất tung lên, bị khoa ánh sáng và bị cầu vòng tối thượng. Chiến công thuộc về bên phía của AQ. Nhưng đây sẽ là phản công dành cho BBF Flapwolf. Rằng một chính xác Ezosen tốc biến qua phía bên kia. Một tình huống hất tung được rất nhiều người và vừa rồi là thùng rượu đổ đẩy văng tất cả thành viên của AQ ra. Đã có sử dụng trạng thế được sử dụng. Và đó là điều một giây tấn công vào vị trí của Roof. Con rồng được giữ lại dành cho bên phía của AQ. Nhưng vẫn tiếp tục là một lồng cực rất hay đến từ bên phía của Chad.
Và Da là một thế phản công và gỡ được rất nhiều mạng hạ gục, gỡ lại điểm hạ gục đó là bên phía của Isera với cú bổ của mình. Nhưng họ mất hai người và mất con rồng trong tình huống vừa rồi. Đúng vậy, RQ đã giữ được rồng ở trong một tình huống rất hay ho đến từ Cha. Lee Sin của anh ta nó bắt đầu đậm màu hơn so với con Lee Sin trước đó rồi. Một con Lee Sin mà nó không cú nổ nóng cước, anh ta giữ lại nha. Ở trong cái tình huống mà bắt mục tiêu đầu tiên ở bên phía bên trên hang rồng, tôi nghĩ là anh ta sẽ đá đối phương về phía hang rồng. Nhưng không, anh ta đã giữ lại để cú nổ lông cước của mình về mid cái giao tranh. Ở giữa giao tranh ta mới tung ra một cú nổ cước ba người khá là đẹp. Khá đẹp trên trong tay của Cha đấy, nhìn lại pha thi đấu này. Vẫn tiếp tục là đánh nhau đây thì có tranh cướp của sứ giả. Và người có được trừng phạt chính xác đó là Cookie. Cookie giữ lại sứ giả cho những người đồng đội của mình. Sau đó là một tình huống hạ gục người chơi hỗ trợ của đối phương. Sau hai tình huống kiểm soát mục tiêu lớn thì mỗi bên sẽ có được một cái phần lợi thế. Và đây là lợi thế của Flapwolf. Một pha combat mà tôi nghĩ là vị trí giao tranh của bên phía AQ nó không tối ưu lắm để cái sát thương đầu ra của họ nó được maximum. Isera đang có được áp lực đến tận 3 người từ bên phía kia đứng xung quanh ta, thậm chí là 4 nha. Nếu ta tính của Luck của Maki cũng đang bắt đầu vòng vào sau lưng. Pha này Flapwolf cần phải đánh cẩn thận nếu như không muốn đối phương đai trụ thành công. Nhưng đây là một tên lính không có xe. Vì vậy quyết định là không đai trụ cũng như là quyết định không vòng ta tiến sau là một quyết định hợp lý đến từ bên phía của AQ. Họ sau tình huống kiểm soát thua con sứ giả vừa rồi thì họ cũng không có nhiều sự thua thiệt lắm so với bên phía Flapwolf. Chỉ có một điều đó, trong một cái thế farm cơ bản và những tình huống đổi chắc gọi là huề cho cả đôi, Flapwolf vẫn bằng cách nào đó vươn lên dẫn trước về mặt lượng tiền tính đến thời điểm hiện tại. Và khi con sứ giả được tận dụng thì chắc chắn lượng tiền nó sẽ tiếp tục được giãn ra dành cho bên phía của Flapwolf. AQ chỉ có hưởng lợi đến từ con rồng gió mà thôi. Mà con rồng gió ở thời điểm này thì chưa thực sự có thể phát huy tác dụng của nó. Chính xác, sẽ cần phải mất đi những cái trụ thì sau đó con rồng gió nó mới có thể giúp bạn di chuyển ở các lane nhanh hơn và liên tục tạo áp lực ở nhiều đường. Và một cái yếu tố nữa mà tôi nghĩ AQ vẫn chưa thể giao tranh trực diện so với Flapwolf là họ chưa hề có bất kỳ một cái đồ giảm hồi máu nào cả. Với những chất tướng đấu sĩ thì cái yếu tố tiên quyết để bạn có thể đánh nhau với đối phương là bạn phải có những cái đồ giảm hồi máu hoặc là trừ máu theo phần trăm. Chính xác, đây cũng là điều mà tôi đã nghĩ đến ở giai đoạn đầu trận đấu. Họ cũng không có bất kỳ một chất tướng nào theo dạng có thể lên được những món trang bị bảo tanh kiểu như Lucian hay là Ash giống như mà Team Flash hay làm. Đây là một tình huống setup 4-2. Mất khóa ánh sáng rồi, đó là khóa ánh sáng check tầm nhìn đến từ vị trí của Roof. Và khi lộ tầm nhìn thì họ cũng quyết định là rút lui một cách rất an toàn. Rồi, như vậy là con sứ giả sẽ được thả ở khu vực đường rồng này. Trong khi đó tôi đang nhẩm tính xem là với những cái món đồ này thì Helios ta đẩy trụ nhanh để gỡ lại được một hay không nhỉ? Tôi nghĩ là không đâu, anh ta sẽ không đủ nhanh để có thể gỡ lại một trụ và đang cố gắng đấm ra. Một tình huống phản công đến từ bên phía và anh ta bị bốc ngược trở về. Eosen đang hơi bị cô độc với những người đồng đội của mình, khoái tráng hụt. Và Eosen mất đi cái mạng của mình một cách khá lãng phí. Có lẽ đó là pha liệu chắc chắn là trụ sẽ vỡ rồi. Và có lẽ là anh ta muốn cầu kéo hơn thời gian để cho Helios lấy trụ đứng trên hay sao? Rồi như vậy là với cái việc mà Eosen đã anh dũng ở lại và câu kéo thời gian thì kịp, vẫn không kịp. Nhưng mà quay lính thì kịp rồi. Quay lính thì kịp rồi. Helios sẽ vẫn gỡ lên một trụ cho đội của mình thôi. Thì ok, đổi một mạng hỗ trợ lấy được một, gỡ lên một trụ. Và quan trọng là lượng tiền nó vẫn đang là nghiêng về bên phía Flapwolf. Đây là điều mà có lẽ bên phía AQ không mong muốn một chút nào. Vì chính xác là với đội hình này thì giai đoạn đầu trận đấu họ phải là người dẫn tiền so với bên phía đối phương. Vì đây sẽ là cái thế mà giúp cho Flapwolf càng về lết họ sẽ càng mạnh hơn đội hình bên phía của AQ. Khoảnh sáng lần này chúng hai người. Combo hơi hụt hẫng đến từ bên phía của Eosen. Nó không cùng nhìn với cú khoảnh sáng của đối phương. Chặt là vào 6 ngầm chính xác nhưng chắc chắn là cho tiền cũng không dám vào trong tình huống này. Khó, là vào chắc chắn. Lucky sẽ tặng anh ta một cái trói buộc và anh ta sẽ ứng yên ở đó khoảng chừng là 2 giây. Bây giờ 9 giây nữa thôi, con rồng tiếp theo sẽ xuất hiện, một con rồng đất. Mà tôi nghĩ rằng AQ rất không muốn Flapwolf chạm tay vào được con rồng này, ăn được con rồng đất này. Tôi nghĩ là trò chơi chấm dứt. 4 đấu sĩ và một con rồng đất là một cái kịch bản vô cùng tệ dành cho AQ. Nhưng việc đứng cấu rỉa và đánh ở tầm xa trước thêm con rồng, đây chính là điều mà tôi muốn nói tới. Là điều mà bên phía AQ có thể làm được. Họ có Lux trong đội hình, họ có Jayce trong đội hình. Những cú khóa ánh sáng, những cú cấu máu của họ vẫn là rất chất lượng. Một tình huống là lên Isera kéo hụt đội hình của đối phương. Flapwolf cũng không dám vào rồng trong tình huống này vì những khả năng cấu rỉa ở tầm xa đến từ AQ vẫn là rất khó chịu. AQ bị dính ràng buộc hai người và bắt đầu dồn sát thương dùng trợ nổ cũng là rất hay. Nhưng Maki có tốc biến toát gần trở ra khiêu khích 4 người đến từ bên phía của Eosen. Và combo combo được tạo ra đến từ bên phía của AQ. Siêu dáng thế được quay ngược trở lại. Koki là người thứ hai phải nằm trong tình huống này. Galio của Eosen đã có một pha gánh cả đội ở trong tình huống combat ép góc vừa rồi. Một pha chơi rất hay với con Galio của mình khi ta khiêu khích đến tận 4 người của Flapwolf. Trong khi đó bên phía bên kia DVJ anh ta đã có một tình huống zone hoàn toàn Isera ra. Anh ta biết rằng cái khả năng gây sát thương lớn nhất từ đội hình Flapwolf lúc này chắc chắn là đến từ Isera. Túc biến đuổi theo Isera, Isera chỉ có một phương án duy nhất là túc biến bỏ chạy mà thôi. Và anh ta tách biệt hoàn toàn ở phần còn lại của đội hình đến từ Flapwolf.
là lượng tiền về thế cân bằng. Quan trọng là Akiu có được hai con rồng, đặc biệt đó là con rồng đất. Đội hình Akiu mặc dù họ ít chống chịu hơn bên phía đối phương, nhưng lượng chống chịu của họ vẫn là đủ ổn. Ở trong một giao tranh họ có Rayton, họ có Galio và đặc biệt là lượng giáp được tạo ra đến từ lăng kính phòng hộ của Maki. Vì vậy con rồng đất vừa rồi cũng là rất chất lượng và đây sẽ là một tình huống đánh ngược trở ra, tốc độ ăn không phải là quá nhanh, có thể cướp được nhưng không. Lý Sĩ bây giờ tiếp cận, không cướp được rồi. Ràng buộc người đang đứng cao nhất trong đội hình đó là Esosen, anh ta khiêu khích được rất nhiều người, nhưng AQ quyết định là không đánh và truy đuổi theo nữa. Nhưng không, có lẽ họ đang chờ thời, lính sẽ được đẩy vào khu vực đứng giữa, chói tiếp tục là trượt, nhưng những cú cấu máu qua cầu sống và cầu gia tốc của Helios vẫn là rất chất lượng. Vẫn rất chất lượng, đây là lúc mid game thôi. Những khả năng chống chịu từ AQ nó chưa phải là quá tốt để họ có thể đứng vững trước hai tên combo của Helios hay là Maki, cho nên họ cũng phải rất cẩn thận để né những cái chiêu thức này. Sứ giả chắc chắn sẽ được thả ra khu vị trí đường giữa và đang kêu gọi người của mình quay trở lại đường giữa. Cùng lắm là con sứ giả sẽ lấy được 2/3 cái lớp máu từ trụ, tức không nghĩ là quay lính này bên phía của Flatwolf có thể lấy luôn cái trụ này. Và chia thế đứng cũng là rất hay đến từ bên phía của AQ. Họ để cho Lee Sin đánh cánh bên trái, để cho JC đánh cánh bên phải. Họ ép thế bọc sườn đối phương là rất nguy hiểm, khiến cho bên phía Pháp Quốc cũng chỉ dừng lại ở việc thả giữ giả mà không dám vướn lên và đánh một vài hit vào trụ. Và bên phía Akio phòng ngự thành công cái trụ vừa rồi, bây giờ họ sẽ chia người ra để tiếp tục gây sức ép ở cả đường giữa, có thể thế lính đẩy nhanh. Và đường dưới sẽ là cơ hội để bắt vào vị trí của Isera, nhưng phía sau Isera cũng có rất nhiều những người đồng đội. Rồi, đây là một thế về bắt khá hay dành cho Akio. Và Isera hình như đã ngửi được cái mùi này, đồng đội của ta cũng có rất đông xung quanh đây. Chính xác, cả 5 người đều đang đánh vòng vòng ở khu vực nửa dưới bản đồ mà thôi. À, bây giờ đội nào chỉ cần chỉnh mạng một chút, cái trụ đường giữa sẽ mất đi rất là nhanh, đặc biệt ở phía AQ máu trụ không còn quá nhiều ở đây nữa. Nhưng quan trọng là AQ vẫn đang có một con bài Lux ở khu vực đường giữa và tốc độ đẩy lính với sải tay dài của anh ta vẫn đang là cực kỳ tốt. Trong khi đó Flapwurp thì có quá nhiều chất tướng đấu sĩ, họ đẩy lính hoàn toàn là thua thiệt. Đây là điều mà chúng ta đã nói đến, tốc độ di chuyển cũng như khả năng di chuyển trước sẽ đang là lợi thế dành cho phía AQ để họ có thể setup đánh ra hai cánh. Ở thời điểm này thì lất với hai trang bị kiểu như vậy, đâu đó ta sẽ có khoảng thời gian từ hơn 40 giây một chút, nó sẽ không đến 50 giây, nó sẽ khoảng tầm 40 giây một chút. Và khi mà anh ta hoàn thành xong món trang bị thứ hai và có được khoảng level 11 thì thời gian hồi chiêu cuối của ta sẽ vào 36 giây, chính xác là như vậy luôn, bởi vì chơi lất này cực kỳ nhiều. Và tôi nghĩ rằng lúc đó là cái ngưỡng mà bên phía AQ sẽ đạt đỉnh sức mạnh của mình, khi mà lất liên tục spam những cái chiêu cuối của mình để cứu người máu bên phía bên kia. Đây, tiếp tục là thế để lính nhanh ở khu vực đường giữa trước và họ setup xuống cái trụ đầu tiên khu vực đường rồng. Cấu máu tốt, nhưng để la vào cặp đôi này cũng là hơi khó, nhưng bắt được một mục tiêu rất hay đó, Loki những sóng ầm hụt đến từ bên phía của Chad và sử dụng hắc ám soi dọi quay ngược trở ra, có cầu tối thượng từ đường mid kéo xuống nữa, đủ sát thương để hạ gục của Loki. Sau đó họ lùi ngược trở ra, Esosen còn đủ lượng máu để thoát về, quyết định lấy trụ. Esosen tung ra một tình huống lăn bụng để giữ chân đối phương. Bây giờ mới lăn tới hay tung rượu nổ vẫn còn, nhưng khóa ánh sáng chính xác có là cái phòng hộ tạo ra lượng giáp nữa, nhưng JC trong tay của Helios vẫn phải nằm. Maki đến hơi muộn trong tình huống này. Ui, đó là một pha thủ của Maki đã hơi trễ. Anh ta nghĩ rằng với cái cầu vòng tối thượng của mình là đủ để hỗ trợ đồng đội của mình rồi, nhưng cha đang có một tình huống xử lý rất lém lỉnh ở đây. Chính xác như tao đã không sao cả, đánh thương đủ sát thương. Eason không phải là đối thủ của cha tình huống này. Tiếp tục xâm âm chính xác, nhưng anh ta đang phải bỏ chạy bởi vì trước đó đối phương có một thiếu rút mọi người. Isera tới, Isera hỗ trợ đồng đội của mình. Cha vẫn đang rất lém lỉnh với con Lee Sin của mình. Cha đồ lập cư một người đi. Ê, cha đánh hay quá. Rất não. Não to bằng quả dưa hấu đến từ cha, thực sự là như vậy. Anh ta biết rằng đối phương có những gì và anh ta biết đồng đội của mình có những gì. Và câu kéo rất hay đến từ hai người chơi mà không còn quá nhiều sát thương để hạ gục anh ta. Một sự cơ động đến từ Lee Sin và anh ta mang về những điểm hạ gục, mặc dù đó là thế khó. Anh ta xích chút nó biến về nhưng quyết định ngắt biến về của mình để lại có thêm hai mạng hạ gục của đối phương. Quá hay thực sự, ở trong một cái trận đấu, một cái ván đấu quan trọng như thế này mà cha vẫn có đủ bản lĩnh, đủ tự tin và một cái óc sáng tạo để có được cái pha thi đấu như thế, thì tôi thực sự khâm phục anh chàng đi rừng của AQ. Anh ta thực sự là một người chơi đi rừng tay rất to, não cũng rất to. Chính cái pha xử lý đó đem đến con rồng thứ 3 chính xác cho đội tuyển của AQ đến từ Philippines. Vẫn rất tự tin. Chúng ta tưởng rằng như hai ván đấu đầu tiên bên phía Flapwurp đã có được một thế trận đứng giữa đang đánh nhau. Thùng rượu nổ hất văng được một người ra, đó là vị trí chỉ Eusen mà thôi. Cookie đã mất đồng hồ ngưng động trong tình huống vừa rồi. Eason vẫn đang muốn đánh nhưng lăn bụng và chiêu cuối cũng là không còn nữa. Những cú sóng âm cũng là hụt. Và hai bên đang đổi mục tiêu kiểm soát lên quanh khu vực hang Baron, mặc dù đây cũng là phút thứ 14 thì có thể tấn công Baron được rồi và sẽ là mục tiêu để hai bên ép giao tranh với nhau. Ui, đây rồi, Hải Phong ơi, bây giờ tôi nhìn lại cái đe của Lee Sin tôi mới thấy là trời, tôi vừa chết ta. Tôi chết cha trời, Lee Sin không hay. Nó đột biến lao lên với cú đấm công lý và khiêu khích được một người dồn sát thương rất nhiều hiệu ứng không chế. Ysela lại rồi. Số. Và Esosen vẫn đang là bất
tử trong đội hình đến từ bên phía Blackwood vì đang không có bất kỳ ai có thể bào được qua lượng máu của anh ta. Ngắt được chiều cuối đến rồi Sen cũng là rất hay và có chém gió nữa. Kiệt sức là hơi muộn màng ở trong tình huống này, đổi mục tiêu sang đánh đông vào Helios. Helios quay ngược trở lại dồn sát thương cầu vòng tối thượng chúng hai người, ánh sáng cũng là hay. Nhưng Helios bị hạ gục. Được trên đang là đẩy lẻ đến từ Rayton, vì vậy bên phía của AQ cũng không quá lỗ trong tình huống này. Chính xác, họ gỡ được một người, họ lấy được hơi một trụ, tôi nghĩ là tính về tiền chắc chắn họ là người lời. Pháp rồi, tôi đã cũng đặt ra một dấu hỏi tại sao cha có những pha sâm âm rất chính xác, liên tục nổ cước cũng rất đẹp. Ta không bay vào, bởi vì anh ta biết bay vào có khả năng mình nằm xuống. Thì lúc đó Jay, cái pha trao đổi đó sẽ là lỗ. Anh ta không cần bay vào, anh ta chỉ cần đứng đó nhấp nhả và ngăn đối phương càng lướt vào đội hình của mình là thôi. Đó là đủ rồi, và câu thời gian dành cho đồng đội của mình là lấy trụ 2. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống này. Esusen sau khi mất ưu tượng đánh giáp thì anh ta đã, và đặc biệt là cú ngắt chiêu cuối của đó là Cookie cũng là cực kỳ tốt. Và họ phản công có được hai mạng hạ gục. Nhưng đây là pha thi đấu mà AQ biết rằng mình đang có một thế đẩy lẻ ở khu vực đường trên là rất khó chịu. Vì vậy họ vẫn quyết định là ở lại đánh và câu kéo thêm thời gian. Búa tiến công đến từ Devil Jay. Cái mạng sức đau của cha đang là thứ mà tôi nghĩ Flapwood thèm muốn hơn bao giờ hết. Chính xác. Cái mạng này nó rất thơm luôn. Và nếu như là con Senna trong tay Locking liếm được cái mạng này thôi, tôi nghĩ là cái ngưỡng sức mạnh của anh ta sẽ gia tăng ở một cái tầm cao mới. Nhưng cái hành viên của AQ đang đánh vô cùng khó chịu nha, họ liên tục núp lùm và có những pha là bị bắt hoặc một là có những pha solo kill rất chính đệ như thế này. Túc biến để bỏ chạy, Devil Jay chắc chắn sẽ không chạy được. Đúng. Nhưng anh ta đã làm được tròn cái nhiệm vụ của mình là solo kill người đứng trước mặt anh ta, Isera. Và anh kêu cậu cáo kêu là hai thành viên bên phía đối phương để thế đẩy còn lại đến từ bên phía của AQ nó là khởi sắc hơn bao giờ hết. Thế lính đường giữa và đường trên đang là rất cao, một đối một mà thôi, không vấn đề gì hết trong tình huống vừa rồi đến từ bên phía của Devil Jay. Và chúng ta đang thấy một trận đấu Isera cầm tướng tủ của mình là Darius đánh một kèo mà đáng lý ra anh ta phải là người thắng, nhưng ta đang thua tiền rất nhiều so với Devil Jay. Trong khi đó ở khu vực rừng một cầu vòng tối thượng nó cướp bùa đỏ nhưng mà không thành công. Và quan trọng là bên phía AQ họ nhận định rất đúng về những mục tiêu lớn ở trong trận thi đấu này. Họ rất quan tâm đến những con rồng, setup rồng trước một bước cả so với bên phía Flapwood. Họ biết rằng cái đội hình bên phía Flapwood là một đội hình đánh rất lết, và những đội hình lết thì chắc chắn là cần những con rồng. Và khi những con rồng được đảm bảo bên phía AQ thì dường như là họ sẽ không lo lắng về vấn đề giai đoạn cuối trận đấu nữa. Những con rồng sẽ giúp cho họ cân bằng về mặt chất tướng so với bên phía đối phương. Và AQ đến thời điểm hiện tại với ba con rồng thì họ vẫn đang làm tốt với đội hình này của mình. Và quan trọng hơn nữa là họ đã bắt đầu có những cái đồ giảm hồi máu rồi, một cái yếu tố mà chúng ta đã nhắc đến từ trước đó. Ta thấy là hai cái gươm đồ tể được lên của cha cùng với Helio, cùng với đó là một cái ngọc quân lạng đến từ Maki và thêm cả nó giáp gai nữa. Bốn người đều có đồ cho mình đó là giảm hồi máu rồi, thì AQ sẽ không ngần ngại có những pha giao tranh trực diện với đối phương. Và cơ bản là AQ vẫn đang khiến cho bên phía Flapwood không thể đi chung với nhau. Đây sẽ là pha nếu như có đánh thì sẽ là 5-4 dành cho bên phía Blackwood. Hạ gục rất nhanh, Lắc đang mất đồng hồ gương động để câu kéo thêm thời gian, sau đó là nằm. Và Devil Jay vẫn đang đẩy một cách cực lực, nếu không ai về thì sẽ là bóng bùng một đường đến từ bên phía Blackwood, vẫn quyết định là ở lại đánh. Và Esosen câu kéo thêm thời gian, phía bên kia cũng là cả JC cũng là Lee Sin, một người về kịp. Sao tôi thấy nó vẫn lời đấy nhỉ? Vẫn là rất lời, Devil Jay bỏ chạy là rất an toàn. Tôi nghĩ là đổi Maki để có được một cái trụ ở trong tình huống vừa rồi nó cũng khá lợi, nhưng bây giờ cái đường về cái cơ xấu này, ăn Baron, đi ăn Baron kịp hay không đây? Tôi nghĩ là sau khi dứt điểm được Devil Jay, ăn Baron sẽ là một cái phương án rất hay ho dành cho Flapwood. Nhưng Devil Jay đang chạy chỉ ở đây, anh ta đang cố gắng bơi với con cá sấu của mình. Câu kéo không rồi, không câu được bao nhiêu thời gian nữa cả. Trụ đã có dành cho bên phía AQ, vì vậy những bước di chuyển của Devil Jay mặc dù nằm xuống vẫn là thành công. Bắt buộc phải ăn con rồng ngàn tuổi này, nếu không thì cái pha xử lý vừa rồi là rất lỗ dành cho Flapwood, kéo rồng ra một năm chút. 5 giây nữa Maki ra, và Maki có cầu vòng tối thượng, ba thành viên còn lại không lấy trụ, đó là Helios vẫn đang lấy trụ đứng giữa. Lấy trụ rất lém lỉnh Esosen rồi, không ngăn cản được ai hết. Flapwood đang thực sự ở cống, chạy về Flapwood đang chạy về rất lém lỉnh là cái hành vi của AQ. Khó chịu, đánh quá khó chịu. Flapwood đang lộ rõ sự lúng túng của mình trong những bước di chuyển. Bên phía AQ đánh theo kiểu kéo giãn đội hình đối phương một cách là cực kỳ hay. Và bây giờ là quyết định đánh ngược trở ra, mục tiêu được lựa chọn là Esosen. Esosen vẫn đang có quận của mình, vì vậy là cực kỳ cứng cáp. Và trong khi đó một giây của Helios, quá chính xác, nhưng nó chỉ trúng được một người. Lăn giây của Helios nổ vào vị trí của Lee Sin, không có quá nhiều vấn đề. Và con rồng được ăn một cách rất chậm rãi, đẩy đường giữa đến từ bên phía của Helios, quay ngược trở ra đến từ bên phía của Rayton. Esosen càn lướt được hai người và đây rồi, và xạ ở đây. Esosen quay ngược trở lại với chiều cuối, con rồng ở nằm trong tầm tranh cướp và nó quay chắc chắn chiến thắng dành cho bên phía AQ. Họ đang hủy diệt nốt các thành viên còn lại đến từ bên phía của Flapwood, và chiến thắng hai đều ở trong trận thi đấu này. Và con Rayton đến từ bên phía của đó là Devil Jay,
À không, chính xác là Helios đã bị hạ gục với con bài JC của mình. Xin phép đổi quốc tịch vào ngày hôm nay, tôi đã là fan của AQ. Thực sự là họ thi đấu quá hay. Cho dù bị dẫn trước hai ván. Lại nữa. Cái này chúng ta phải feedback đúng không? Ừ, chúng ta cảm thấy nó bị rất là tụt mút nha Hải Phòng. Rất là tụt mút là với pha cắt cảnh nó không thực sự hay hò như thế này. Quá đánh đoạn, khéo quá. Đánh quá khéo luôn, đánh quá khéo các hành vi của AQ. Rất hay hò luôn à. Từng thành viên của AQ gần như là không hề mất đi bất kỳ một sự tự tin hay bình tĩnh nào. Sau hai ván thua của họ, họ đang càng đánh càng hay ở trong cặp B7 này. Thực sự là đã đủ để nóng tay dành cho AQ. Họ đã có hai ván lấn lướt hoàn toàn với bên phía Flatbook nhờ vào khả năng di chuyển. Đây là một điều chúng ta thường không đánh giá cao. Đến từ bên phía AQ, chúng ta đánh giá cao về khả năng kỹ năng cá nhân, về khả năng giao tranh của họ nhiều hơn. Nhưng họ đang chiến thắng bằng cách khả năng di chuyển. Và di chuyển chiến thắng của mình. Và ván thi đấu vừa rồi thuộc về cho bên phía của AQ. Tỷ số ở thời điểm hiện tại đang là 2-2. Xin nhắc lại đây là kèo thi đấu BO7. Và cả hai bên sẽ cần thêm hai ván thắng nữa thì mới có thể tiến đến chiến thắng chung cuộc ở trong trận chung kết nhánh thua này. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ 5. Flashwap là đội tuyển bên xanh, còn RQ là đội tuyển bên đỏ. Và có vẻ như là xuyên suốt cả 5 ván vừa rồi thì bên phía cả hai đội họ đều không đổi bên. Lúc thì họ cứ ở bên phía đội xanh, trong khi đó RQ thì họ cứ ở bên phía của đội đỏ mà thôi. Và những lượt cấm đến từ cả hai đội ở trong cái pha đầu tiên thì nó cũng khá là tương đồng với ván thi đấu thứ 4 vừa rồi. Và thậm chí là ba lượt lựa chọn đến từ bên phía Flashwap cũng không khác gì cả. Bên phía RQ thì nó cũng tương tự là như vậy. Jay, Galileo đã được chọn và nếu như nó không sai sẽ là Lux. Rồi, Lux tiếp tục là đội hình không khác gì như là trong ván thi đấu thứ 4. Cái đội hình này của RQ, mặc dù khi mà nhìn vào ván thi đấu thứ 4 chúng ta đã tưởng chừng thì đội hình tương đối là khó vận hành. Khi mà trong đội hình của họ có Lee Sin, có Jay, có Redstone là ba quân bài khả năng lao lên, khả năng đánh tới. Trong khi đó thì Lux là quân bài lại có khả năng đánh lùi là tốt. Thì cái đội hình này của họ sẽ đâu đó sẽ có thể khó kết hợp với nhau. Nhưng RQ họ đã đánh một ván thi đấu cực kỳ thông minh, ván thi đấu thứ 4. Và đó là ván thi đấu thắng của họ. Với vậy không có lý do gì mà họ không lựa chọn lại cái đội hình đó một lần nữa trong ván thi đấu thứ 5 này. Và Frey 2 cắm chọn nó cũng đã được hình thành. Cắm đi Koki quá là dễ hiểu với cái đội hình mà khi mà bạn có Senna ở trong đội của mình. Và nếu như khả năng cao là bên phía của RQ họ cũng sẽ cắm tiếp cho mình, đó là con bài Lucian, và ép cho bên phía của Flashbop họ sẽ một lần nữa sử dụng một vị tướng, đó chính là Kong Xing. Và nhìn vào đội hình của Flashbop ở ván thi đấu vừa rồi, đó là một cái đội hình mà cần phải đi chung với nhau. Cho nên thì bên phía của RQ họ rất là dễ dàng trong việc mà triển khai thế trận mà một bom một của mình mà thôi. Điểm mạnh của RQ là đi chung 5 người, thì RQ họ chỉ cần xé lẻ đội hình của họ là xong, với việc mà một con Renekton trong tay của Devil Jay có búa tiến công đẩy rất là mạnh ở hai bên cánh. Và thậm chí là cả Helios với con Jay cũng tương tự như vậy. Wow, đã có sự thay đổi. Flashwap đã phải cấm đi con Lee Sin này trong tay của Chaz. Ba quân bài đi rừng của Chaz đã bị Flashwap cấm đi. Khi đó thì RQ cấm thêm Jax cùng với Olaf nữa. Bể tướng đi rừng ở thời điểm này đang là tương đối hạn hẹp dành cho Chaz. Trong khi đó thì Flashwap đã lộ ra quân bài đi rừng của mình là quân bài Revenge rồi. Chaz anh ta sẽ sử dụng quân bài gì để đi rừng đây? Đó sẽ là Fiora. Như vậy thì trong đội hình của RQ thì có lẽ là con Jay này, con Jay sẽ là con Jay được giữa trong tay của Helios. Thì chỉ có đi vô Jay là ta chưa lộ ra vị trí đường trên của mình mà thôi. Và đối với Flashwap cũng là câu chuyện tương tự. Thời điểm hiện tại thì Isera vẫn đang suy nghĩ về sự lựa chọn đường trên của mình. Vẫn còn Sen nha. Sen vẫn còn đang được hở ra đến từ cả hai đội. Và nếu như bên phía có kêu họ lựa chọn cho mình là con Sen thì đây sẽ là một cái thế trận mà ra anh ta sẽ rất là dễ chơi, với việc mà con Fiora luôn luôn được có cái lăng kính phòng hộ đến từ Lust, đến từ cái siêu biến thế của cả đó là con Galio và thậm chí nhất thống của Sen nữa. Và bên phía Flashbop, hai lượt lựa chọn cuối cùng của họ cũng đã được hình thành. Nó không khác gì là mấy so với ván thi đấu thứ tư cả. Như vậy thì Flashbop họ một lần nữa họ tin vào cái chiến thuật và đi chung với nhau 5 người của mình. 4 đấu sĩ sẽ đứng xung quanh con Senna của Lucky. Đội hình này của Flashbop nhìn vào thì nó vẫn là một đội hình mạnh. Đội hình nhìn vào rất nhiều sự khó chịu. Nó giống như một cỗ xe tăng vậy, 5 người này cứ đi chụm lại với nhau ở một chỗ. Rất khó để cho bên phía của RQ có thể tấn công ở bất kỳ vị trí nào của phía Flashwap. Và trong ván thi đấu này với việc cấm đi Lee Sin thì dù sao họ cũng đã hạn chế phần nào cái khả năng khống chế đến từ đội hình của RQ, đến từ con Lee Sin. Lee Sin có nổ lồng cước, có thể đá bay được bất cứ người nào. Và nếu như là một cú nổ lồng cước đẹp như là cái pha mà Lee Sin ta cướp được lồng lửa ngàn tuổi thì đó sẽ là rất nhiều khó chịu cho Flashwap. Nhưng trong ván thi đấu này thì RQ họ có một con phi... À không, chính xác đó là Chase đi rừng. Đúng rồi. Và Fiora sẽ nằm trong tay của Helios. Chúng ta sẽ một lần nữa được xem lại con Fiora ngày hôm qua.
được xem lại. Phải là biết như là nếu như mà để con Vieira mà đi ở khu vực đường giữa đối đầu với con Singh thậm chí nó còn dễ chơi hơn nhiều so với con Zay cơ. Chúng ta hãy nhớ về ván thi đấu vừa rồi là con Zay của Helix anh ta bị bóc lại và bị giữ chân, và một pha găng ba người đến từ bên phía của Flapop nó vô cùng là dễ dàng. Trong khi đó nếu như mà bạn đổi con Vieira khu vực đường giữa thì ít nhất bạn vẫn sẽ có cái phản đòn và phản chặn đi cái đòn hất tung ngược lại đến từ con Singh. Như vậy thì nếu như mà xét về kèo thi đấu đường giữa, tôi nghĩ là việc mà đổi tướng đến từ bên phía của Kiều là rất hợp lý. Tuy nhiên chúng ta đã nói đến cái khả năng khống chế thì so với con Lee Sin với một cú nổ lòng cước có thể trúng nhiều người, hất tung nhiều người, thì rõ ràng là con Vieira cái lượng khống chế nó không được cao bằng. Tuy nhiên thì con Vieira ở trong ván thi đấu này là cũng là cực kỳ hợp lý. Với sự xuất hiện của Zay, sự xuất hiện của Lux cùng với Galio nữa thì cái đội hình của bên phía Kiều hoàn toàn có thể chơi cấu rỉa. Và khi mà họ làm mềm đủ đối phương thì đó sẽ là cơ hội để cho Helios có thể lao vào và lấy đi những màn hạ gục. Helios đã đứng ở trong cái bụi này, nhưng Isera cũng đã có mặt ở đây. Hai người này vẫn chưa nhìn thấy nhau, nhưng ở khu vực đường rộng đang có va chạm. Có lẽ đó là một cú khóa ánh sáng trói chúng đến từ vị trí của Maki, và cặp đôi đang lại máu hơn là cặp đôi của IQ. Và Flopop thì họ vẫn đang duy trì cái thế trận tương tự với ván thi đấu thứ tư vừa rồi, là cũng sẽ để Isera cùng với Blood cùng nhau hưởng kinh nghiệm ở khu vực đường giữa. Và nhớ lại ván đấu vừa rồi thì Devil Say thì anh ta là người phải đầu tiên phải nằm xuống trong một tình huống mà anh ta mất tập trung khi mà anh ta nhìn thấy được Isera cùng với Blood lên khu ra khu vực đường giữa, tiến lên khu vực đường trên. Khi mà cả hai người này đều có cấp độ 2 thì với những hiệu khống chế đến từ Darius và cả con Sinh thì khá là dễ dàng để khiến cho Devil Say anh ta phải nằm xuống đứng đây bọc đầu, đó là Helix. Nhưng đây là một con Vieira mới cấp độ 2 cũng không có quá nhiều áp lực vào người của Blood cả. Đúng là như thế, Vieira không có khả năng khống chế quá mạnh ở cấp độ 2. Trong khi đó thì ở khu vực đường rồng, với cái động thái ở Maki anh ta lên trước cho mình cái khóa ánh sáng chứ không phải là quả cầu ánh sáng như là chúng ta thường thấy những con Lux sẽ lên để có thể dọn lính trước, thì ta có thể thấy là ý định của bên phía RQ cặp đôi đường rồng của họ là muốn đánh nhau sớm, rõ ràng là như vậy. Trong khi đó thì Helios đang có một mình khu vực đường giữa, còn trong khi đó thì Cookie đã dọn dẹp xong mé rừng của mình, anh ta đi di chuyển chung cùng với người đi đường giữa của mình tiến vào đây, phá cái hoa soi sáng này sẵn sàng cho một tình huống băng trụ. Những cặp đôi điền rồng của IQ gửi mùa cũng là rất nhanh, họ đã lùi về rất sâu ở trong phần trụ hai của mình. Họ có thông tin bởi vì Cookie vừa rồi thì anh ta cũng tiến ra khu vực đường giữa, đẩy nhân lực đến và đi cùng với búa xuống khu vực đường giữa. Trong khi đó thì cha anh ta quyết định là sẽ ăn nốt cho mình đó là cả ba bãi khu vực đường trên, và sau đó đang muốn tình huống cướp bùn cướp cốc đến từ bên phía của đó Flop của một tình huống giao tranh được đổ ra người bị kiệt sức, đó chính là ra tới từ phía sau, đó là Helios. Chiến công đầu đã có dành cho bên phía của OOQ, thậm chí là cả hai mạng nữa. Blood có mặt ngay tại đây có vẻ như là đã quá trễ rồi. Khống chế, khả năng khống chế quá tuyệt vời đến từ đội hình của OOQ. Và đó là còn Galio với cú khiêu khích hai người đến từ vị trí của Exogen. Rõ ràng đây vẫn là một quân bài cực kỳ đáng tranh chấp đến từ hai đội tuyển này. Và pha giao tranh thắng lợi trong cú hẹp vừa rồi giúp cho OOQ vượt lên trên với hai màn hạ gục và giãn cách về lượng tiền ở thời điểm này đang là 1.000 tiền dành cho đại diện số 1 Philippines. Tình huống đó thì bên phía của Block có vẻ như họ hơi tự tin, cũng như là việc họ không có bất cứ một cái thông tin là cha anh ta đang ở đâu, bởi vì khu vực nửa trên thì họ không có mắt. Và có vẻ như là tình huống đó của kia anh ta vẫn nghĩ rằng là con dây của cha sẽ ăn cho mình là con cuộc kỳ cục ở khu vực nửa trên, và họ sai. Ra anh ta biến về và anh ta tiến xuống khu vực nửa dưới và kết hợp với Maki cùng với Tosen mang lại những cái lợi thế vô cùng là nhiều ở giai đoạn đầu của ván thi đấu. Blood anh ta đang bị bắt lại bởi đó một tình huống lá chắn đu ra, nhưng Blood là một con Sinh còn chiêu cuối, bật luôn chiêu cuối, tốc độ hồi phục, tốc độ chạy đến từ con Blood con Sinh này là vô cùng nhiều. Tuy nhiên từ này đến giờ chúng ta thấy Tosen anh ta rất chủ động để có thể di chuyển. Sau khi anh ta biến về thì anh ta di chuyển ra khu vực đường giữa để có một pha gây áp lực vào vị trí của Bruce. Thay vì trở lại khu vực đường rồng như là thông thường, Exogen đang có sự tự tin nhất định trong những pha di chuyển của mình. Bây giờ thì Flashwap đang có hai người ở khu vực đường giữa, chỉ có một mình Exogen ở đây để có thể phòng thủ đợt đẩy đến từ vị trí của Maki ở khu vực đường dưới mà thôi. Khi đó ở đường trên thì Divoce cùng với Isera từ nãy đến giờ không ai động đến hai người này cả. Hai người đi rừng của chúng ta, Cookie và Chas, thì từ đầu bản thi đấu đến giờ thi đấu cũng cái thế chủ động nó đang thuộc về cho Cookie. Nhưng người có được mạng hạ gục đó lại là Chas. Và thậm chí là anh ta còn có luôn cho mình đó là một mạng hỗ trợ nữa. Và sau pha biến về này anh ta sẽ lên đi cho mình trước đây. Anh ta đã lên được cho mình đó là cái rìu đen rồi, trong một cái bối cảnh mà đội hình đến từ bên phía của Flapop đều là những vị tướng đấu sĩ có nhiều máu, nhiều giáp, như là Darius Singh và cả con Rarat trong tay của Darius nữa. Cho nên điều đen là một cái món trang bị vô cùng là hợp lý trong tay của Zach ở trong giai đoạn đầu của thi đấu này, vừa giúp cho anh ta có thêm một lượng máu bổ sung cũng như là khả năng bào giáp và cấu rỉa đến từ cái điều đen này là vẫn có.
rồng lửa là rồng đầu. Và RQ họ đang rất tự tin về sức mạnh đầu trận của họ. Họ đang khởi động con rồng này. Bruce đang đứng ở góc bên này. Ngay lập tức Helios lao vào chém anh ta. Rồng chỉ còn nửa máu mà thôi. Ezen cùng với hai người khác đang lẫn vào trong màn sương. Bruce đang bị tấn công, anh ta mất đi tốc biến. Thùng đụng đổ được quăng đến. Một người của RQ gặp nguy hiểm, đó là vị trí của Exogen. Bên phía bên này thì một người bị ràng buộc, đó là vị trí của Maki. Maki cũng đã phải nằm. Locking đang yếu máu, nhưng hai người đồng đội của anh ta ở phía trước thì đang tấn công ở vị trí của DivoJ. DivoJ có thần ca sấu nhưng ta cũng không sống được. Ba người của Flashbox đang bảo bọc cho nhau. Cú tàn sát này của Sierra không chính xác, nhưng tốc biến lên và tiếp tục có được một màn hạ gục nữa. Đó là màn hạ gục của Helios. Mà gục dành cho Flashbox vẫn còn chance ở trên bản đồ, nhưng chance yếu máu. Cầu sống của cậu gia tốc quá đầu, cầu máu vị trí của Ezen. Fail tranh khép lại với việc bên phía của Flashbox họ có được 4 mạng của RQ. Trong khi đó thì RQ họ chỉ có được một mạng đến từ bên phía của đó là Locking mà thôi. Chúng ta được xem là fail tranh mà nó được chia ở cả hai hướng. Ở phần dưới đó là Cookie cùng với đó là Helios và Cha. Trong khi đó ở phía bên kia đó là Ezen, Isira cùng với đó là cả Locking nữa. Và fail tranh này thì có vẻ như bên phía của Flashbox họ vẫn sẽ không lỗ với việc mà họ là người có được nhiều mạng hơn, cũng như là con rồng lửa đó vẫn chưa được kiểm soát đến từ bên phía của RQ. Hoàn toàn là không lỗ. RQ mới là người lỗ khi mà họ mất tương đối là nhiều điểm hạ gục và họ không ăn được rồng. Rồng bây giờ thuộc quyền kiểm soát của bên phía Flashbox. RQ với cái động thái chat anh ta di chuyển lên nửa trên bản đồ như thế này, có lẽ là anh ta bỏ rồng và anh ta sẽ đổi lại bằng con sứ giả khe nước. Và sau khi ăn được con sứ giả khe nước thì RQ sẽ có 4 người ở nửa trên của bản đồ. Isera đang gặp nguy hiểm và lúc kia người ta cũng biến về rất là nhanh. Anh ta không ở lại một phút giây nào nữa hang động và tiến lên khu vực trên để có thể hỗ trợ cho Isera. Isin cũng đã có mặt ngay tại đây, nhưng mà với cái động thái thả luôn con sứ giả khe nước này thì bên phía cùng lúc họ cũng không cần phải phòng thủ cái chỗ để làm gì cả. Nếu như phòng thủ thì chắc chắn sẽ đóng một chôn cho cả hai người Isera và con Locking. Họ chỉ cần đép với con sứ giả này là xong. Trong khi đó thì trước đó thì bên phía lúc họ vẫn đã kịp thời kiểm soát được cho mình, đó là con rồng lửa. Con rồng lửa là một trong những con rồng mà giúp cho cái đội hình đánh về lay của họ sẽ được bổ sung thêm những cái nguồn sát thương. Tức là đấu sĩ của họ đã trâu rồi thì thêm một nữa thì độ sát thương sẽ còn được tăng thêm. Hoàn toàn đồng ý. Và RQ, chúng ta có thể thấy là họ hiểu điều đó. Họ hiểu là đội hình của Flashbox ở giai đoạn late game với những chất tướng trâu bò, khả năng co quay trong giao tranh mạnh thì sẽ đánh tốt đến mức nào so với cái đội hình của họ. Họ đang rất vội thả sứ giả khe nước ngay lập tức ở khu vực đường trên, mặc dù là lực lượng phòng thủ của Flashbox khu vực đường trên cũng không phải là quá nhiều. Chúng ta thấy là cái quyết tâm đánh snowball trận thi đấu này của RQ nó lớn đến mức nào. Bây giờ thì Helios đang có mặt ở khu vực đường dưới và đối đầu với anh ta lại tiếp tục đó là Bruce. Tuy nhiên ở thời điểm này thì RQ họ nên tiếp tục đẩy cao tiến độ trận thi đấu sau khi họ đã có được lợi thế là cái trụ một muốn bắt vào Helios. Nhưng mà có vẻ như Helios anh ta cũng có phát hiện tới ta, hình như đã biết rồi, biết trong bụi có người rồi. Và đó cũng chính là lý do vì sao anh ta đứng khá là sâu vào vùng trụ của mình. Ezen cũng đang di chuyển xuống, họ muốn băng trụ 4 người hay chăng đây. Không, khi đó thì Ezen vẫn còn chiêu cuối siêu hùng giáng thế. Helios bị ràng buộc, có siêu hùng giáng thế đến, nhưng Helios bị hất văng về bởi thùng đụ nổ. Và anh ta không thể sống sót được trong pha này. Khiêu khích trúng vào hai người đến từ vị trí của Exogen. Để pha đánh trả qua RQ đến với tầng ga xấu, đó là DivoJ. Nhưng DivoJ qua đường đồng trong pha thi đấu này, không ai dùng sát thương theo anh ta cả. DivoJ bật chiêu cuối tóc biến lên, nhưng ăn ngay một cái kiệt sức đến từ đó là Locking, khiến cho tầng ga xấu này nó yếu, quá là yếu đuối. Và anh ta không thể nào mà chống chọi để lượng sát thương đến từ cả năm thành viên của Flashbox cả. Flashbox họ đã thành công với cái ý định băng trụ 4 người, vào đó là Helios. RQ họ cũng muốn phản công nhưng lại không thành công. Đúng là như thế. DivoJ cái nhịp vào của ta có vẻ là hơi sớm so với Chaz. Chaz đã đến sau, và khi mà Helios đã mất đi quá sớm như thế này, DivoJ thì anh ta lại bị kiệt sức và anh ta bị yếu, thì Chaz quyết định là không dùng sát thương theo DivoJ nữa và khiến cho cái pha muốn phản công này của bên phía RQ nó trở nên thất bại. Ở Flashbox sau những gì mà họ đánh mất ở giai đoạn đầu trận hai màn hạ gục đầu tiên thì bây giờ họ đang trở lại với ván thi đấu này. Lượng tiền thời điểm này đang là cân bằng, nhưng trong cái thế trận mà lượng tiền đang cân bằng như thế này thì Flashbox sẽ là đội tuyển có lợi hơn, bởi vì họ đang sở hữu bùa lệ rồng lửa. Chính xác, và thậm chí là đội hình của họ nếu như mà đánh về giai đoạn cuối của ván thi đấu tôi nghĩ rằng là vẫn nhỉnh hơn hẳn một tí so với RQ ở phía bên kia, bởi vì những chiếc tướng đấu sĩ họ có sẽ là những chiếc tướng đấu sĩ vô cùng là trâu bò, sẽ đứng xung quanh Locking một con Senna. Nếu như con Senna này càng về cuối giai đoạn đấu, số lượng linh hồn mà con nàng này lượm được sẽ là một cái nguồn sức mạnh vô cùng là dồi dào. Bị trói lại ở đây đó là Ezen, nhưng anh ta vẫn kịp thời tỉnh lại và lăn bụng phía bên kia. Ezen vẫn đang đánh rất tỉnh táo với con Ragaz này của mình. Đấy, giờ chúng ta thấy những pha thùng đủ nổ của Ezen vẫn là tương đối chất lượng.
Trong khi đó thì Divocay đang phải phòng thủ một mình ở nửa dưới của bản đồ. Anh ta đang sắp phải lầm vào thế bánh mì kẹp thịt khi mà Cookie đã có mặt ở đây, muốn lấy trụ đến từ Flash Club. Và Divocay chắc chắn sẽ phải bỏ cái trụ này. Trụ đường rồng đã mất đi. Thì bây giờ cái thế kiểm soát con rồng tiếp theo trong bài thi đấu này, con rồng gió, nó sẽ trở nên khó khăn thêm một bậc nữa dành cho RQ. Như vậy thì với việc có trụ một đường rồng đã bị mất đi, thì bên phía của RQ họ có muốn giao tranh ở khu vực này hay không, hay họ lại một lần nữa là sẽ đổi mục tiêu với Flashbop ở phía bên kia. Và có vẻ như RQ họ nói không, họ vẫn rất là muốn con rồng gió này và họ đang đứng rình ở đây. Một tình huống cầu cổng nó không câu máu được mọi người của Dorking. Toppy kéo được 3 người đến từ đó là xảy ra. Lăn bụng Toppy qua tốt đến từ đó là Eason. Bucky lên bảng đếm số ngay lập tức. Và bên phía Flashbop họ đang là đội tuyển có lợi thế hơn về người, và họ sẽ ăn cho mình con rồng gió này bởi một mình Rocky. Trong khi đó 4 người còn lại sẽ cản bước chân của RQ để tiến vào cuộc sư giải khi đất thứ hai. Bắt giữ quá tuyệt vời của Isera, không còn lời gì để nói nữa. Và nó khiến cho Flashbox hoàn toàn chiếm được ưu thế ở trong pha giao tranh này. Exocen bây giờ yếu mẫu, Chat cũng đang yếu mẫu. Thì bây giờ làm sao lại để cả Flashbox ở lòng đây và tiếp tục là bắt giữ chính xác. Và thêm một bài hạ gục nữa vào vị trí của Exocen dành cho Flashbox. Họ đã có được rồng gió, bây giờ sẽ di chuyển lên trên và kiểm soát nốt con sứ giả cái nước này. Và đồng thời pha di chuyển lên trên này của Flashbox cũng sẽ tạo đủ áp lực để khiến cho Helios phải lui về. Helios, anh ta chưa kịp động vào cái trụ hai khu vực đường trên của Flashbox thì đã buộc phải biến về. Anh ta mới chỉ đánh được đâu đó khoảng 1 đến 2 hit vào trụ mà thôi. Và con sứ giả khe nước thứ hai này vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của Flashbox khi mà họ vẫn còn đầy đủ lượng mắt ở đây. Có 3 con mắt đã được cắm ở khu vực này, một con mắt cua, 2 con mắt đã được cắm dọc bờ sông, khu vực đường giữa, và một cái lượng tầm nhìn quá đầy đủ để cho bên phía đại diện của Đại Bắc Trung Hoa họ ăn luôn con sứ giả khe nước thứ hai này. Và thậm chí Flashbox họ đã tiến hành quét mắt ở đây. Quét xong con mắt này thì coi như là lượng tầm nhìn của RQ trong hàng sứ giả khe nước là không còn quá nhiều nữa, thậm chí là không còn luôn. Và bây giờ chắc chắn là họ sẽ phải bỏ con sứ giả khe nước này dành cho đối thủ. Flashbox đang quay trở lại rất mạnh mẽ trong bài thi đấu này, và thậm chí bây giờ họ đang vượt lên trên về mặt lượng tiền. RQ họ sẽ đáp trả như thế nào đây? Họ đang muốn hướng đến cái trụ 1 ở khu vực đường rồng, nhưng lực lượng phòng thủ của Flashbox ở khu vực đường rồng này đang có Eason, và đặc biệt là có sự có mặt của Isera và Locking hỗ trợ từ phía sau nữa, sẽ rất khó để có thể công vào cái trụ này. Trong khi đó khu vực đường giữa thì Maki cùng Isusen cũng không thể nào mà đẩy được đến vào trụ 1 của Flashbox cả, khi mà Koki anh ta cũng đang là người chứng giữ ở đây. Và con sứ giả vẫn chưa được thả, sứ giả này sẽ có thể để giữ lại và thả ở khu vực đường giữa. Và chỉ một tình huống mà bên phía của Flashbox họ tập hợp cả 5 người đấy thôi, thì chắc chắn trụ một đường giữa của RQ sẽ không thể nào mà trụ vững được lâu. RQ đang bắt đầu lúng túng, họ đang muốn tìm đường vào những cái trụ bên phía đối phương nhưng chưa tìm được. Bây giờ thì sứ giả khe nước đổi ngược lại được Flashbox thả ở khu vực đường giữa. Có sứ giả khe nước này sẽ hút được vào trụ nhưng sẽ cần thêm những phát đánh nữa để lấy đi cái trụ này. RQ bắt đầu tiến ra đây để có thể phòng thủ, họ giải quyết được con sứ giả khe nước này, nhưng cái trụ này chỉ còn lại 76 máu mà thôi. 76 máu là một con số nó không quá là nhiều để cho bên phía của Flashbox họ khó khăn, gặp khó khăn để lấy đi cái trụ này. Và bên phía của RQ, với việc cái trụ của họ thấp máu như thế này thì họ buộc phải tập trung rất là nhiều người ở đây. Có 3 người, Divocay, Maki cùng với đó là cả Isocen. Và cái trụ này tôi nghĩ rằng là họ chỉ có thể phòng thủ được đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 phút nữa thôi. Sau 1 đến 2 phút đó thì với sẻ tay dài của Locking thì cái trụ đó sẽ bị bay màu. Và khi mà IQ họ phải tập trung người để có thể phòng thủ cái trụ này thì Flashbox là đội tuyển chủ động, như Isera anh ta đi lạc ở đây rồi. Anh ta bị dùng sát thương, anh ta suýt chết. Có hắc ám soi rọi đến Isera, có một lượng giáp. Divocay bắt đầu bơi vào với thần ca sấu, ràng buộc được bắn ra vào trong góc hẹp rất đẹp. Và đội hình của Flashbox quay trở lại giao tranh, chỉ có một mình Isera là giao tranh mà thôi. Eason cùng với Bruce đã truy đuổi vào vị trí của Chas. Chas đã bị hạ gục và tiếp tục là Cookie ta lao vào ngay lập tức là chính khoa ánh sáng, quay trở ngược lại một pha ràng buộc. Helios tung ra phản đòn của mình, outplay được cú ràng buộc đó. Cứ ngỡ như rằng Isera là người đi lỗi trong tình huống vừa rồi, nhưng anh ta là một con đa rất quá trâu, có dây chuyền chuộc tội, có hắc ám soi rọi, và có luôn đó là cả những tình huống hồi máu đến từ Locking nữa. Và Isera anh ta vẫn sống sót ở trong tình huống vừa rồi, và vừa rồi thì đó là một tình huống mà rất là nỗ lực đến từ cha rồi. Anh ta tốc biến để tìm một cái góc đẹp nhất và sử dụng cái combo cầu cổng của mình, nhưng đáng tiếc Isera anh ta đã kịp thời ăn cái hạt mầm ở ngay cái phần trụ một bên trên. Đó, chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này. Vẫn là dịch vụ tốc biến là rất quyết đoán từ vị trí của Divocay. Chúng ta có thể thấy nỗ lực của anh ta đứng ở những nơi cực kỳ nguy hiểm để có thể chịu sát thương cho đội hình của RQ có thể đánh được. Nhưng Flashbox như đã nói, cái đội hình của họ nếu như họ cứ túm tụm lại với nhau như thế này để có thể giao tranh thì đội hình của họ chắc chắn là giao tranh sẽ là tối ưu hơn rất nhiều so với RQ. Và đó là một pha giao tranh minh chứng cho chúng ta thấy điều đó. Mặc dù là Isera anh ta ao giao tranh từ rất sớm,
Tuy nhiên bốn người còn lại của Blackwood họ bảo kê nhau và họ đánh giao tranh cực kỳ tốt. Còn IQ thì cái đội hình giao tranh của họ đã vụn vỡ từ cái nhịp thứ hai rồi. Khi mà DiVoce anh ta yếu máu, khi mà Chas yếu máu hay bỏ chạy thì đó là lúc mà Blackwood họ có thể tràn lên được. Thế chủ động ở thời điểm này đang thuộc về cho bên phía Blackwood. Họ dẫn trước về bùa lợi rồng, dẫn trước về lượng trụ và lượng tiền giãn cách ở thời điểm này đang là 4.000 tiền dành cho bầy sói chớp. Và thậm chí là họ Blackwood họ còn đang trên đà có được chứng minh đó là cả ba bùa lợi rồng cầu vòng tối thượng với ý đồ là cướp, nhưng Cookie quá tỉnh táo với cái cú trừng phạt vừa rồi của mình và rồng đứt đà cỏ. Bên phía của OQ họ không có bất cứ một con rồng nào ở trong ván thi đấu này cả, và với một cái đội hình mà cũng khá là tương tự với ván thi đấu thứ tư vừa rồi thì bên phía của OQ điều mà họ làm được là họ xé lẻ được đội hình của Blackwood, nhưng ở ván thi đấu này thì họ lại không làm được điều đó. Đúng là như thế, không thể xé lẻ được đội hình Blackwood đó là IQ ở trong ván thi đấu này. Và Blackwood đang là người có quyền chủ động hơn. Cookie thời điểm này anh ta đã có 6 mạng hạ gục, chỉ phải nằm xuống 1 mạng hạ gục mà thôi. Một con revive rất xanh xao và anh ta thậm chí là có giáp hồi sinh ở trên người của mình. Và anh ta đang cực kỳ tự tin. Đợt lính ở khu vực đường trên đã được đẩy cao dành cho Blackwood. Và có lẽ bây giờ những đợt lính sẽ liên tiếp được đẩy cao đối với RQ, khi mà khả năng phòng thủ của họ là tương đối hạn chế. Khả năng phòng thủ từ xa đối với RQ thì có lẽ đến từ Chas, đến từ Maki. Còn Exocen chắc chắn sẽ phải là người đi chiếm lại tầm nhìn dành cho RQ ở trong chính phần rừng của họ. Chính xác là như vậy. Và việc mà chỗ đường chủ của họ không còn quá là nhiều, và với việc mà họ chỉ có 3 con mắt mà thôi, và điều đó sẽ khiến cho đường tầm nhìn của họ thời điểm hiện tại là không quá là đủ đầy. Và với vừa cắm một con mắt xuống đã bị phá đi đến từ bên phía của Isira một lần nữa, thì ở khu vực hang Baron này thì lượng tầm nhìn đến từ RQ là mù tịt. Mù tịt. Và Blackwood thời điểm này đang là đội tuyển kiểm soát tầm nhìn được tốt hơn so với thủ, có thêm cả một con mắt xanh được cắm lại khu vực đường giữa này nữa, giúp cho Blackwood có thể nắm được nhất cử nhất động của các thành viên bên phía của RQ. Đây là một bước rình rập trong cái bụi này đến từ hai người RQ, nhưng không có ai cũng là không tiến ra khu vực đường này cả. Đúng rồi, rất mất thời gian luôn. Và đây là Isera, anh ta có mặt ở dưới của bản đồ. Helios ngay lập tức thấy Isera thì anh ta lui lại một nhịp. Ở thời điểm này thì Isera gần lên level 14 rồi. Bây giờ anh ta đã có level 14, anh ta đang hơn một cấp độ so với Helios. Và nếu như mà nhìn vào điểm sáng của OQ ở ván thi đấu này thì có lẽ chỉ đến từ người chơi đường giữa Helios với một con Viera, gọi là có 3 món trang bị rồi. Nhưng 3 món trang bị thì nó cũng chưa đủ. Và cái điều đủ để anh ta có thể giúp cho những người đồng đội của mình có một cái thế trận nó là dễ chơi hơn là khi mà anh ta có thể hạ gục được người đi cùng đường của mình là Isera. Nhưng mà theo việc vừa nói, Isera là có cấp độ 14, Helios mới cấp độ 13, thì thực sự là quá khó để cho Helios anh ta để có thể giải phóng cái thế trận đang bị đàn áp đến từ bên phía của Flapbook như thế này. Rồi, bây giờ Helios chỉ đơn giản là anh ta ôm trụ và anh ta thủ lính mà thôi. Không thể tấn công vào bất kỳ ai ở bên phía Blackwood cả, khi mà đội hình của Blackwood họ đang giữ vị trí với nhau là cực kỳ tốt. Từ đến giờ chúng ta không thấy Blackwood họ chia người ra 3 đường nha. Họ chỉ đơn giản là tập trung ở 2 khu vực đường thôi. Nó khiến cho cái đội hình của họ có thể đến cover nhau bất cứ lúc nào. Và đó là cái điểm hay của Blackwood. Mặc dù là họ tập trung 2 khu vực đường, nhưng những đợt lính chúng ta nhìn vào hai cánh, những đợt lính vẫn đang được kiểm soát rất tốt với Blackwood. Isera cùng với Bruce đang là người được cử ra hai cánh. Và sau khi họ đẩy thành công đợt lính ở hai cánh này, chiếm được lợi thế một đợt lính so với đối phương, thì chắc chắn họ sẽ quay trở lại khu vực đường giữa tập trung với những người đồng đội của mình. Cái cự ly đội hình là điểm mạnh nhất của Blackwood, chúng ta đã nhắc rất nhiều rồi, và họ đang thể hiện điều đó ở trong ván thi đấu này. Cookie đã có 4 món. Anh ta đã có gìu đen, búa rìu sát thần, giáp thiên thần và cả vũ điều tử thần nữa. Với những món trang bị này sẽ giúp cho anh ta vừa trông vừa khỏe, và khả năng hồi phục ở trong những pha giao tranh là vẫn có đến từ cái món trang bị thứ tư mà ta lên rồi. Helios anh ta có vẻ như là hơi khó chạy rồi. Tóc biến hất ngược trở về, tóc biến để có thể outplay siêu hồn những thế có thể đáp xuống, nhưng đây là 4-2. Helios đã phải nằm ở trong ba này. Khóa ánh sáng được tung ra khá đẹp cho hai người, nhưng Exocen không có đam, anh ta đang phải bỏ chạy. Anh ta có thú tượng đánh giáp nhưng cũng không giúp cho anh ta có thể sống được. Điểm hạ gục Godlike dành cho Cookie. Và bây giờ thì Blackwood còn 5 người, trong khi đó thì RQ chỉ còn 3 mà thôi. DiVoce có thần cá sấu, anh ta đang bị tấn công, anh ta bị bắt giữ. Bây giờ có lẽ sẽ phải chuẩn bị sử dụng đến cái thần cá sấu của anh ta. Anh ta quyết định là không sử dụng, và anh ta bị ràng buộc đến chết. Và đây là thế ăn Baron rất rõ ràng dành cho Blackwood. Blackwood họ chấp thời cơ rất nhanh khi mà họ thấy Helios đẩy lên, đứng lên rất là cao. Và với một đội hình có khả năng di chuyển đến từ con Senna,
đến từ con rồng gió họ đã kiểm sở hữu trước đó thì rất là nhanh để có thể Facebook họ tập hợp cả 4 người ở khu vực trên, mặc dù Ethelsen cũng đã sử dụng cái siêu hùng dẫn thế của mình để có thể cover cho người chơi đường giữ nhưng là không đủ, ba mạng nằm xuống thì con Baron vừa rồi đã được kiểm soát đến từ bên phía Facebook và họ vẫn đang trên con đường kiểm soát nốt con rồng thứ tư của ván thi đấu này. Cha đang đứng một cái góc rất là chí, chưa có ai phát hiện được cha ở đây cả, nhưng mà khi bước tiến vào khu vực này thì chắc chắn cha đã bị phát hiện rồi. Cha anh ta đã nỗ lực tiếp cận nhưng không thể tiếp cận được và con rồng ngàn tuổi nước này được giữ lại thành công dành cho Flash Wolf. Flash Wolf có 3 rồng, Flash Wolf có 4 rồng và đó là lợi thế không thể tuyệt vời hơn để cho bầy sói chấp có thể kết thúc được ván thi đấu này. Hoàng Kiều đang nỗ lực phòng thủ ở cái trụ khu vực đường giữa này. Devotee bây giờ đã sử dụng thần cá sấu của mình. Anh ta đang cố gắng bơi, anh ta bị làm choạng và anh ta không thể thoát về được. Devotee đã bay nằm. Lực lượng phòng thủ của Hoàng Kiều càng mỏng hơn. Maki đang cố gắng tung ra quả cầu vòng thuật của mình để có thể dọn lính nhưng không dọn được. Vẫn còn cầu vòng tối thượng. Maki chưa sử dụng. Đây là Helios đang cố gắng chống chọi trong chính cái nhà chính của mình. Exocen, anh ta bị hất văng về bởi thùng đụng độ. Có thủ tượng thạch giáp bật lên. Exocen cũng đã bay nằm. Và tiếp tục anh ta một kiếm kết hợp với tốc biến đến từ vị trí Ukuki và chém gió này bị outplay đồng hồ cát. Nhưng cái nhà chính của RQ thì đã mất đi. Chiến thắng thuộc về cho Flashbox ở trong ván thi đấu bản lề. Ván thi đấu thứ 5 này nâng tỷ số lên 3-2. Chính xác là như vậy, Flashbox họ một lần nữa họ sử dụng lại đúng cái đội hình mà họ đã thi đấu ở ván thi đấu thứ 4. Và có vẻ họ vẫn nghĩ rằng là ván thi đấu thứ 4 vừa rồi đó là do mình đánh lỗi mà thôi. Cho nên ở ván thi đấu thứ 5 này họ một lần nữa mang đội hình đó ra và họ chỉ cần xử lý cái đội hình này nó đúng theo cái chiến thuật mà họ đề ra thì chắc chắn là không có cửa bực nào đến từ bên phía đội hình của RQ cả. Và như chúng ta đã thấy, một đội hình họ sử dụng hai lần, một thắng và một thua. Thua là đến từ việc mà họ sử dụng xử lý không đúng, không tốt mà thôi. Và ván thi đấu vừa rồi là cái minh chứng rõ ràng nhất cho việc mà họ đã có thể tin tưởng. Và RQ rõ ràng là họ sẽ phải lưu ý đến người chơi hỗ trợ này của bên phía Flashwap, đừng nên cho anh ta cầm những chất tướng quá thuận tay nữa. Chúng ta đến với cấm và chọn ngay lập tức ở trong ván thi đấu thứ 6 này. Đây rất có thể là ván thi đấu quyết định ở trong kèo BO7 này khi mà Flashwap chỉ còn cách chiến thắng một ván thi đấu thắng duy nhất nữa mà thôi. Lần này thì Flashwap sẽ bên phía bên đỏ, RQ đã quyết định chọn bên xanh. Như vậy thì đây là cái vấn đề mà tôi với anh Chiến Hoài đã thảo luận ở trong giờ nghỉ. Đó là RQ cái ván thắng của họ trong ván thi đấu thứ thứ mấy tôi không nhớ nữa. Nhưng mà đó là ván thắng mà RQ họ chủ động họ chơi theo cái đội hình chiến thuật và cái lối chơi của họ. Họ không chạy theo Flashwap nữa. Còn cái ván thi đấu, hai ván thi đấu trước đó, hai ván thi đấu đầu ngày hôm nay, hai ván thi đấu mà RQ họ thua là hai ván thi đấu mà họ chạy theo Flashcode rất là nhiều. Ván thi đấu này RQ họ chuyển sang bên xanh. Chúng ta có thể thấy là RQ bây giờ họ muốn chơi một cái đội hình theo cái cách mà họ thuận tay nhất, cái cách mà họ muốn chơi nhất. Bây giờ họ sẽ quyết định lấy power pick của mình là con Khazix. Họ không muốn cho bể tướng đi rừng của Chad bị hạn hẹp quá nhiều với việc là họ bên đỏ nữa. Đồng ý chia sẻ như vậy. Khazix là vị tướng mà đã bị cấm xuyên suốt đâu đó 5 ván thi đấu liên tục ở trong kèo thi đấu BO7 lần này và ở ván thi đấu thứ 6. Bên phía của RQ, bên phía đội xanh cũng như là việc mà bên phía đội họ không cấm một vị tướng này nữa thì họ đã có thể để cho ra có được vị tướng mình tay chơi thuận tay nhất. Trong khi đó bên phía Flopwop thì họ cũng có hai power pick của mình. Đầu tiên đó là con Camille nằm trong tay của Isira. Camille của Isira chúng ta không cần phải bàn quá là nhiều vào cái độ khó chịu. Khi mà anh ta đẩy lẻ, anh ta có thể cầm con Camille chấp 1, chấp 2 và có thể lấy được màn hạ gục của đối phương nữa. Rarat trong tay của Isin không cần phải bàn quá nhiều. Liên tục đó là những tình huống lăn bụng tóc biến kết hợp với đó thùng đụng độ hất văng được những người chơi chủ lực của đối phương về cho những đồng đội của mình. Rồi, hai bao pick rất mạnh đến từ đội hình của Flash Club. Chúng ta có thể thấy là hai bên đang chọn ra những quân bài mà họ muốn chơi nhất và có khả năng kết hợp tốt với nhau nhất. Họ không quan tâm đến đội hình bên phía đối thủ. RQ, sự lựa chọn thứ hai và thứ ba của họ đó là con Zik. Con Zik kết hợp rất tốt với lại Khazix. Con Zik có thể cấu rỉa trước, quăng siêu bao địa ngục trước, sau đó Khazix nhảy vào vét đi những màn hạ gục. Còn con Seth là con có thể bảo kê rất tốt cho Zik cũng như là bảo kê cho Chaz trong tình huống mà anh ta cần thiết phải ôm mục tiêu. Trong khi đó Flashwap ở trong hai sự lựa chọn đầu tiên của mình, họ cũng không cần thiết phải tranh chấp con Zik này về cho blocking làm gì cả. Họ lấy trước là con Camille, con bài mà Isera đã thể hiện cực kỳ thành công. Và thêm cả con Ragaz nữa, quân bài tủ của Essen. Và Frey cắm thứ hai cũng đã được hình thành bên phía của Flapwop. Thì họ đang khá là e ngại vào những chiếc tướng sát thủ mà bên phía của Kiều họ có thể mang ra. Khi mà bên phía của Kiều họ cũng đã có một chiếc tướng sát thủ từ trước đó, chính là con Kha'Zix rồi. Họ cắm đi Akali của DBZ là rất dễ hiểu. Trong khi trước đó ở trong cái Frey cắm đầu tiên thì họ cũng đã cắm đi con Zed rồi. Và những vị tướng có thể gây áp lực vào cái tuyến sau của Flapwop ở thời điểm hiện tại thì nó cũng không còn quá là nhiều nữa. Được chấm cuối cùng của Flapwop thì họ đã nhắm vào con bài Koki. Koki rất là dễ hiểu khi mà bộ đội hình mà chúng ta có thể thấy khá là nhiều với việc mà Koki đi cùng với đó là Zik tạo thành một cái bộ đồ cấu rỉa nó vô cùng là mạnh mẽ, mà không những thế còn có thêm Kha'Zix nữa.
Đúng là như vậy. Kiểu bây giờ họ đang tiến đến sự lựa chọn cấm cuối cùng của họ. Bây giờ đang tương đối là khó cấm dành cho bên phía của RQ. Họ chọn quyết định là cấm đi con Sinh để hạn chế lại sự khó chịu của con bài này nằm trong tay của Bruce ở đường giữa. Và bây giờ thì Flash Web họ đang có ba sự lựa chọn đầu tiên rất là mạnh nha. Camille của Isera cũng chính là con bài Isera đã có một tình huống cân hai ở trong chính trận đấu với RQ. Và sự lựa chọn thứ tư của Flash Web, sự lựa chọn rất bất ngờ, đó là con Yumi. Như vậy thì đây là Yumi đường trên à? Có thể là Yumi đường trên không? Khi mà Ragaz đã xuất hiện ở trong đội hình của Flash Web. Tức là ở ngoài hậu rồi, còn ở ngoài á, tôi có check một tí về đó là những cái lực chọn đến từ bên phía Flash Web, thì tôi có thấy là bên phía Flash Web họ có chơi một cái đội hình là Yumi đường trên cơ. Yumi đường trên thì bên phía của WCK họ cũng đã từng sử dụng rồi đúng không? Nhưng mà đó đã out meta quá là lâu rồi. Và với việc mà Yumi đã được lựa chọn thì nó có đúng với cái việc mà tôi nói hay không, là liệu rằng Isera sẽ chơi con Yumi khu vực đường trên, và khả năng cao là con Camille này sẽ nằm trong tay của Brute ở khu vực đường giữa. Tức là cái sự lựa chọn của Yumi này, sự lựa chọn thứ tư, nó khiến cho cái đội hình của Flash Web nó tự nhiên nó trở nên khó đoán rất nhiều. Và RQ, thực sự thì RQ ở trong phái thi đấu này có lẽ là họ cũng không nhìn vào cái được lựa chọn Yumi này của Flash Web mà phân vân quá nhiều đâu. Hai sự lựa chọn của họ được chọn rất nhanh, đó là Darius cùng với Lucian. Như vậy thì tức là cái việc mà chúng ta đã nói đến việc là RQ ở trong phái thi đấu gần như là quyết định này, họ muốn chơi một cái đội hình tấp tay, một cái đội hình nào mà họ cảm thấy là kết hợp với nhau tốt nhất, họ không quan tâm đến đội hình của phía đối thủ á, thì nó đã được xảy ra. RQ đang có một đội hình đánh rất là tốt, sát thương đầu trận của họ tốt, sát thương cuối trận của họ cũng là rất ổn với lại con Six. Khả năng khống chế trong đội hình của họ cực kỳ tốt với Darius, với Seth. Đây là một cái đội hình mà gần như là RQ có khả năng kết hợp một cách hoàn hảo với nhau rồi. Còn bên phía của Flash Web, cái đội hình của họ đây là con Yumi, Yumi và Kakma và Gragas cùng xuất hiện ở trong một đội hình. Yumi đang nằm trong tay của Locking. Vậy nếu mà như thế thì ai farm? Vì là ai farm ta? Chẳng lẽ Ethan anh ta farm và Locking ta sẽ chơi con Yumi để hỗ trợ cho con Gragas của Ethan hay sao? Có thể là như vậy. Hoặc cũng có thể rất là khó chịu nha. Rất khó chịu tại vì con Yumi này cái đặc tính của nó là, tức là bạn không cần quá nhiều đồ, bạn không cần quá nhiều đồ mà vẫn có thể gây được một lượng sát thương ổn được. Chúng ta đã từng thấy rất là nhiều đội tuyển rồi, họ để cho chỉ một mình Yumi đảm nhiệm cái vị trí sát thương phép ở trong đội hình của mình thôi. Và Yumi là Yumi hỗ trợ nha. Đúng rồi. Và tức là một con Yumi hỗ trợ là con Yumi không farm, thì đồng nghĩa về cái lượng tiền nhận được rất là ít, và chỉ với một lượng đồ ít ỏi thôi. Nhưng sau khi mà những ván thi đấu có Yumi hỗ trợ và là nguồn sát thương phép chính của đội tuyển đó kết thúc á, ta thấy là cái lượng sát thương phép của Yumi gây ra nó không hề nhỏ một xíu nào. Nó thường xuyên là hơn 20.000 đam. Đó là cái việc mà Yumi sẽ lên cho mình, đó là cái món trang bị đầu tiên, chính là cái vòng ông Ludin. Và cái vòng ông Ludin đã lên, nó kết hợp với cái mũi tên thơ thẩn đã được nâng mắt cấp độ đến từ con Yumi này, nó sẽ khiến cho những tình huống cái spam chiêu thức đó đến từ vị tướng này sẽ vô cùng là khó chịu, cũng như lượng sát thương đến từ cái chiêu thức đó nó vô cùng là ảo. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Và khi mà Ragaz sẽ cổng con Yumi, và tôi khả năng cao là Ethan sẽ là người farm ở trong ván thi đấu này, và đây sẽ là một ván thi đấu mà bên phía của Flash Web họ sẽ có đến 3 sát thương phép. Đồng ý, đội hình của Flash Web ở trong ván thi đấu đội hình rất dư thừa về mặt sát thương phép thuật. Đây là điểm có thể sẽ trở thành hạn chế của họ, bởi vì RQ họ chỉ cần lên những cái giáp tâm linh hoặc là đơn giản là những cái giáp thiên nhiên thì sẽ có thể counter được phần lớn sát thương đến từ con Yumi, Kakma cùng với Gragas này. Và họ chỉ cần phải chú ý đến Cookie cùng với Isera ở trong những pha giao tranh thôi, khi mà đây là hai nguồn sát thương gần như là DPS chính ở trong đội hình của Flash Web. Nhưng mà nếu mà nhìn về việc mà có cả Kama cùng với Nami, Yumi như thế này, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là đây sẽ là hai vị tướng chủ yếu là hỗ trợ cho con Riven trong tay của Koki cũng như là con Camille trong tay của Isera. Isera sẽ hơi tương đối hơi khó một tí, bởi vì Isera trong ván thi đấu này sẽ đảm nhiệm là người chơi đẩy lẻ chính trong đội hình của Flash Web. Một cú lăn bụng đến từ vị trí của Ethan ngay lập tức bị chặn lại bởi song thủ trưởng với Seosen. Outplay lẫn nhau rất hay đến từ vị trí của hai người này. Ở thời điểm hiện tại thì cặp đôi đường rồng của RQ đang là bên chiếm được lợi thế, khi mà họ có đến hai người để có thể cùng nhau gây áp lực lên bên phía đối phương. Còn đối với Flash Web thì với việc là Ethan liên tiếp phải cổng Locking ở trên người thì hơi khó. Và bây giờ anh ta đang ôm trụ, bây giờ anh ta đang tiến vào để có thể kiểm tra con bùa xanh. Bật lên máy quét và Chaz vẫn đang giấu được sai của mình. Ethan bây giờ thấy Chaz rồi, tung ra một cú lăn thùng rượu. Thời điểm này thì Chaz đang có sự hỗ trợ của Exo Xe để có thể cướp đi con bùa xanh này. Nhưng đội hình của Flash Web tập trung người với nhau cũng là rất nhanh. Chaz ngửi thấy mùi không thơm khi mà Bruce cũng gần đến đây.
và anh ta lùi lại một nhịp. Anh ta đã rút được rất là nhiều kinh nghiệm trong những tình huống cúp rừng không thành công của mình. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nói lại là việc mà Eason cùng với Locking phải tiến vào khu vực bụi xanh để cover cái bụi đó đã khiến cho một đợt lính khá là to đến từ bên phía của Orkill được đẩy vào, thì Eason cùng với Locking không hít được kinh nghiệm cũng như là lượng tiền. Chúng ta hãy nhìn vào lượng tiền đến từ bất kỳ đi. Anh ta đã có 2.000 tiền rồi. Trong khi đó thì Eason anh ta mới chỉ có 1.500 tiền mà thôi. Rồi, Isera ở đường trên vừa bị Debuche bắt giữ ở khu vực đường giữa, thì Bruce sử dụng cho mình cái linh giáp và bỏ chạy rất nhanh. Helios ở thời điểm này cũng không còn quá nhiều máu, thế tấn công của khu vực đường giữa vẫn chưa có dành cho bên phía của RQ. Và chắc chắn là Bruce ta vẫn sẽ an toàn để ở lại khu vực đường của mình thêm một thời gian nữa. Jazz không phải là một vị tướng có khả năng khống chế quá mạnh, anh ta chỉ có khả năng làm chậm là khả năng khống chế của anh ta mà thôi. Dẫn đến cái việc là phải cần một người chơi khác giữ lại đối thủ thì anh ta mới có khả năng dùng sát thương cùng với Helios được. Đường dưới, song thú trưởng giữ chân lại được đó là Eason, cùng với đó là cả cuồng thú quyền cũng đã được sử dụng, kiệt sức cũng đã được sử dụng. Nó hơi thừa thì phải, không cần phải sử dụng kiệt sức trong tình huống đó làm gì cả. Đúng là như thế. Lúc đó thì Eason cũng đã lùi về gần trụ rồi. Và Maki thì anh ta cũng không phải là một chất tướng mà có thể gây sát thương một cách liên tục để khiến cho Exocen có thể có một pha băng trụ ở trong tình huống thi đấu đó. Phí một cái kiệt sức. Nhưng ở thời điểm này thì dù sao cặp đôi Dura của phía RQ cũng đang bào mẫu đối thủ là rất tốt. Chiêu cuối, chương cuối được sử dụng đến từ vị trí của Yumi trong tay Locking, không gây được quá nhiều tác dụng. Như vậy thì cái chương cuối này sẽ mất đi và chỉ còn 20 giây nữa thì hai mục tiêu đầu tiên sẽ xuất hiện ở trên bản đồ. Như vậy thì mất đi một chiêu cuối khá là quan trọng đến từ đội hình của đó là Flapwood, cũng là một trong những chiêu cuối có cái khả năng giúp cho đội hình Flapwood có thêm những cái hiệu ứng khống chế, chính là chương cuối của Yumi. Và cha anh ta đang có mặt ngay tại đây. Vừa rồi Eason mất đi lăn bụng nha, và Eason nên lui về trong tình huống này nếu như không muốn anh ta sẽ là nạn nhân của con Kha'Zix. Và Cookie cũng đã có mặt ngay tại đây, một con mắt kiểm soát cu đã được kiểm soát từ trước đó của RQ. Cookie sẽ đợi, Cookie sẽ đợi thời cơ. Bây giờ thì anh ta lộ sai rồi. Eason đang có mặt ở đây, anh ta không còn quá nhiều lượng mana nữa. Anh ta vẫn có trong mình thùng đồ nổ. Và đây là Exocen, song thủ trưởng là không chính xác. Cookie tốc biến vào, ngay lập tức bị bế ra bởi vì dưới đấu trường. Nhưng anh ta vẫn có thể thành công trừng phạt được con rồng lửa này. Cúp rồng rất hay đến từ vị trí của Cookie. Anh ta vẫn có đủ tầm để có thể trừng phạt được. Cái cú hủy diệt đấu trường đó thực sự là cú hủy diệt đấu trường nó không mắc bình. Đúng. Nếu như là cú hủy diệt đấu trường bế Cookie ra xa khỏi tầm rồng thì đây là tốt hơn dành cho Chas. Đây là cái cú hủy đấu trường mà bế Cookie đến từng đến gần con rồng hơn bao giờ hết, và khá là dễ dàng để cho Cookie kết hợp với cú chém gió một lượng sát thương vô cùng là nhiều và cả trừng phạt nữa, đã giúp cho bên phía của Flapwood họ cướp được con rồng lửa trong tình huống đó. Cứ ngỡ như rằng việc mà Locking mất đi chương cuối thì sẽ là một kẻ thế giao tranh thua thiệt dành cho Flapwood ở trong chính hàng rồng. Tức là sự khác biệt ở trong tình huống vừa rồi nó đến từ hai người chơi hỗ trợ. Đối với Exocen, anh ta làm không tốt cái vị trí đấu trường của mình. Trong khi đó thì cái thùng đủ nổ của Eason nó lại một lần nữa nó làm rất tốt. Anh ta hất tung được Chat ra khỏi tầm con rồng đó. Còn Cookie thì anh ta nhờ cái hủy diệt đấu trường của Exocen tiếp cận được rồng và trừng phạt là thắng dành cho bên phía của Cookie. Được hai rồi. Người chơi hỗ trợ đang là hai nhân tố có thể gây được rất nhiều sự đột biến ở trong bản thi đấu này. Đường dưới vừa rồi đó là băng trụ ba người đến từ bên phía của Flapwood, và tận dụng khoảng trống đó thì bên phía Orkill họ thả sứ giả khe nứt ở khu vực đường giữa. Có sứ giả khe nứt đã hút được một cái, có Zig trong đội hình thì cái trụ của một đường giữa đó sẽ không thể nào mà được phòng thủ một cách đơn giản được. Đến từ đó là Eason, nhưng không sao cả, bên phía Flapwood thì họ cũng đã kịp thời có lại được trụ một khu vực đường rồng. Có trụ một khu vực đường rồng. Tuy nhiên thì cái trụ ở đường giữa vừa rồi nó lại được nhường cho Maki. Maki bây giờ ta sẽ có được một lượng tiền nhiều. Chúng ta cùng xem lại pha thi đấu mà đó là Devojay, anh ta bị hạ gục ở nửa dưới của bản đồ. Hơi rất khó dành cho Devojay trong pha này khi mà ta bị nhốt lại trong tối hậu thư. Và đây là pha di chuyển lên để kiểm soát khu trên đến từ Chas cùng với Helios. Nên nhớ là khu vực trên này Flashwalk có 3 người, nếu muốn tấn công thì sẽ là tương đối khó dành cho kiểu họ sẽ cần nhiều người hơn để có thể thủ cái trụ này. Thanh trừng được xảy ra từ xa để có thể giải quyết lính, vẫn còn một con xe. Và đây là Exocen đến, anh ta đang tìm một ai đó để có thể bắt lại với song thủ trưởng. Chưa tìm được ai cả. Yumi của Locking liên tục đu vào, hết vào vị trí Bruce thì vào vị trí Cookie. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì tôi nghĩ là chủ yếu Locking anh ta sẽ đi kẹp với lại Cookie để cho con revenge của Cookie có thể cổng vào Yumi này để có thể có những tình huống giao tranh là tối ưu nhất. Và với việc mà Flood họ đẩy cả 5 người lên khu vực đường trên thì Devil's Eye anh ta khá thoải mái ở khu vực đường dưới để có về cho mình đó là cái trụ đầu tiên ở khu vực này.
và đó cũng là cái chỗ mà giúp cho anh ta có một cái lượng tiền hơn hẳn so với Isira phía bên kia, mặc dù anh ta đã phải nằm xuống một lần rồi. Thế nhưng lượng cấp độ đến từ bên phía bây giờ thì nó đã bằng rồi. Trước đó thì tôi thấy Isira anh ta mới chỉ cấp độ 8 mà thôi. Và lượng tiền từ bên phía của DJ đã hơn so với Isira phía bên kia. Thì như vậy, trong cái kèo thi đấu 1-1 ở khu vực dưới thì người chơi đường trên của Kiều cũng sẽ không phải là người gặp quá nhiều bất lợi, mặc dù phải nằm xuống một lần. Đúng thế. Tuy nhiên, lắng ngang tiền với Isera ở trong ván thi đấu này tôi nghĩ là chưa đủ. Isera ở thời điểm hiện tại anh ta chưa lên búa tiến công nha. Nếu như Isera món trang bị tiếp theo mà anh ta hướng lên cái búa tiến công á, thì lúc đó cái khả năng mà Isera gây được nguy hiểm nó sẽ càng trở nên tăng tiến bội phần. Và Demon Slayer anh ta là một con Darius, chắc chắn là về di chuyển thì chắc chắn anh ta không thể nào theo kịp được Isera nếu như Isera lên búa tiến công được. Vì vậy cho nên ở thời điểm này thì ngang tiền là chưa đủ. RQ cần thiết phải tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào vị trí của Isera. Nếu phế luôn hoàn toàn con Camille này của Isera thì là càng tốt. Thế nhưng vừa rồi chúng ta đã thấy là Ja cùng với Dazu Sen cùng tiến xuống khu vực dưới muốn găng vào người của Isera. Nhưng Isera tình huống nó rất nhạy, anh ta lui về hẳn ngay lập tức. Và với một cái kế hoạch mà muốn shut down được Isera ở trong ván thi đấu này có vẻ như là hơi khó. Sẽ không thể nào mà làm được khi mà người chơi đường trên của Flapwap vẫn đang thi đấu vô cùng là tập trung. Và với việc mà một con Camille được thỏa farm như thế này, không gặp bất cứ áp lực về mạng hạ gục cũng như là về thành viên của đối phương, thì cái ngưỡng sức mạnh búa tiến công đến từ con Camille để lẻ sẽ đến sớm thôi. Exocen bị lăn bùng mà ta bắt buộc phải bật lên thú từng thạch giáp của mình. Isera tiếp cận từ xa, chương cuối được sử dụng trói lại Exocen. Exocen sử dụng chiêu cuối của mình như là nỗ lực cuối cùng. Sau đó thì anh ta lên bài đêm số Blast Warp hơn người ở trong vài thi đấu này. RQ đã mất đi hỗ trợ, Chaz tiếp cận vào rồng. Tiếp cận vào rồng lúc này là hơi sớm, có DivoJ hỗ trợ, DivoJ bị kiệt sức. Anh ta bắt buộc phải sử dụng đồng hồ ca. Cookie vẫn có locking ở trong người của mình. Bây giờ anh ta đang phải chạy. Chaz đang ôm rồng và anh ta giữ lại được con rồng dành cho RQ. Asian không hạ gục được Chaz. Chaz bây giờ có thể nhảy đi nhưng cũng đã phải lên bài điểm số rồi. Ở phía bên này thì tiếp tục là những mà hạ gục dành cho Flashwap. Flashwap mất đi con rồng nhưng họ có được 4 điểm hạ gục ở trong pha thi đấu này. Vừa rồi là một pha mà tóc biến sử dụng nội tại kết hợp với đó là cái nội hỏa đã hạ gục được Helix, mặc dù Helix anh ta cũng đã cố gắng lết về đời cái trụ hai của mình. Như vậy thì với 4 màn hạ gục bên phía của Flamboc họ có được, cộng luôn cả màn hạ gục của Exocen ở khu vực ở tình huống trước đó nữa, thì đó là một pha quét sạch không chính thức dành cho Flapwap. Và lượng tiền ở thời điểm hiện tại bên phía của Flapwap đã nhỉnh hơn là 2.000 tiền rồi, nhưng OQ họ vẫn có lại được cái mục tiêu của mình, chính là con rồng nước đã được ăn thành công đến từ người chơi đi gần ra. Nhưng đội rồng lấy 5 mà hạ gục thì chắc chắn là cái đội rất lời dành cho Flapwap. Mũi tên thơ thận cấu máu không chính xác từ vị trí của Lốc Kiên. Con sứ giả cây nước này tiếp tục đang được kiểm soát bởi Flashwap. Exocen bị cấu máu rất đau, anh ta chỉ còn nửa máu mà thôi. Exocen không còn quỹ gì đấu trường. Và đây là Exocen đã bắt đầu là vào vòng vây đổ kiếp lực tung ra và tiếp tục là giao tranh nổ ra hỗn loạn. Tối hậu thư đã được sử dụng. Exocen bây giờ mới bị hạ gục, đội hình của Flashwap đang yếu máu. Isera cũng chỉ còn nửa máu của mình thôi. Exocen đang bảo kê những người đồng đội của mình để có thể đánh lùi được. Bruce từ phía sau vẫn đang tung ra những cú nội hỏa của mình. Bruce bây giờ có locking ở trên người, anh ta tiếp tục tung ra một cú nội hỏa của King Mantra. Maki ngay lập tức đã phải nhảy đi với cái gói chất nổ của mình. Và đây là Chaz, anh ta đã bị hạ gục. Sứ giả cái nước có vẻ như là được giữ lại dành cho RQ. Đúng chính xác là như vậy. RQ anh ta, bên Chaz anh ta đã một lần nữa giữ lại được mục tiêu lớn cho những đội của mình ở trong 2 phút thi đấu vừa qua. Trước đó là con rồng nước và ở thi đấu vừa này thì đó là con rồng con sứ giả cái nước thứ hai. Isera anh ta muốn tấn công vào người của Helix nhưng Isera không còn chiêu cuối tối hậu thư nữa cũng như là chương cuối của Locking. Và Helix anh ta sẽ có thể dễ dàng lui về mà thôi, nhưng cái trụ này thì sẽ không dễ dàng đến như vậy. Từ nãy đến giờ thì bên phía của RQ liên tiếp là đội tuyển có được mục tiêu, nhưng họ đổi cái mục tiêu đó bằng rất nhiều những mạng bị hạ gục của họ. Vừa rồi là 3 mạng bị hạ gục ở trong đội hình của RQ. Và điều này nó khiến cho Flashback thời điểm này đang là đội tuyển vượt trội hơn về mặt lượng tiền. Nếu như tiếp tục RQ họ cứ bị hạ gục quá nhiều người như thế này chỉ để đổi lấy một mục tiêu thì chắc chắn là cái thế trận càng ngày nó sẽ càng lỗ dành cho bên phía của RQ. Isera ở thời điểm này thì anh ta đang có KDA là 2-0 rồi và chính thức anh ta vượt lên trên về lượng tiền so với DivoJ. Chính xác là như vậy. Có vẻ như cái thế trận mà một con Camille đẩy lẻ với búa tiến công là món trang bị thứ ba nó sắp sửa đã tới rồi. Vậy đó sẽ rất khó dành cho DivoJ với một con Direct nằm xuống đến tận đó là 3 lần. Nếu như xét về kèo thi đấu giữa Camille cùng với Direct thì vẫn đang nghiêng về cho bên phía của Camille nhiều hơn, khi mà Camille có những chiêu thức có thể outplay được những chiêu thức đến từ đó là con Direct này, chẳng hạn như đó là cái máy xém Nasus được outplay đi bởi cả cái tối hậu thư.
Và bên phía của Flashbox ở thời điểm hiện tại thì họ đang muốn tập trung nhiều người nhất có thể ở khu vực này để lấy đi cái trụ một đường giữa con đường máu của RQ. Vấn đề của RQ ở thời điểm này là cái khả năng chống chịu sát thương đến từ Exocet nó không phải là quá tốt. Đội hình của bên phía Flashbox là đội hình có đến 3 chất tướng mang sát thương pháp thuật. Và Exocet đây rồi, anh ta đang trên đường lên cho mình, anh ta lên được một cái mảnh nhỏ của một trong những giáp phép áo choàng ám ảnh. Ừ, áo choàng ám ảnh. Thì anh ta sẽ có một lượng chống chọi về sát thương phép thuật. Tuy nhiên thì tôi nghĩ chừng đây là chưa đủ. Và đây là Cookie, anh ta đang bắt đầu lao vào chém gió đã được sử dụng, chém gió sớm thế. Nhưng bây giờ thì đội hình của Flash Wolf đến chương cuối được sử dụng. Hủy diệt đấu trường cũng đã được Exocet tung ra. Tổ ô thư được Isera tung ra để bắt vào vị trí Maki. Maki vẫn đang sống. Maki bật lên đồng hồ cát. Như đội hình của Flash Wolf đang rất lực ở trong vài thi đấu này. Đầu tiên là mà hạ gục Maki, sau đó là Chas mất đi tóc biến, mất luôn cả cái mạng của mình. Tàn vỡ là thế đấy, đến từ bên phía của OOQ. Một pha thi đấu mà mở đầu trước đến từ bên phía của Cocky. Nhưng mà bên phía của OOQ họ cũng đã phản công được trong tình huống đó. Nhưng thời điểm đó là một cái thời điểm mà bên phía của Flashbox họ hơn về tiền, họ hơn về những cái lượng trang bị. Thế nên là một pha giao tranh mà bên phía của Flashbox họ không mất ai cả. Và họ có được 4 màn hạ gục của OOQ. Họ có được tiếp cho mình đó là con rồng đức vừa kịp thời xuất hiện. Có luôn trụ một đường giữa. Một pha giao tranh, một tình huống quá là lời dành cho đại diện đến từ bên phía của Đại Bắc Trung Hoa. Tức là giao tranh ở nhịp 1 của OOQ chắc chắn là sẽ không thể nào tốt bằng Flashbox ở thời điểm này được. Thứ nhất là cái khả năng chống chịu sát thương của Exocet là chưa đạt được. Thứ hai là Maki sẽ cần thời gian để có thể cấu rỉa đối phương với những cú bom nảy của mình. Và cũng sẽ cần thời gian để có thể tung ra những cú đánh tay của mình. Nếu như giao tranh diễn ra dai dẳng thì nó sẽ là tối ưu hơn dành cho RQ. Nhưng đội hình cũng là số một đội hình đánh nhịp một cực kỳ mạnh. Chúng ta có thể thấy là mặc dù là Cookie ở trong pha này anh ta vào có thể là từ đội sớm đi, nhưng sau đó những người khác của Flashbox đến thì họ đánh giao tranh rất mạnh mẽ, chỉ một nhịp dùng sát thương mà thôi thì đội hình của RQ gần như là tan vỡ. Còn sứ giả khi nước thứ hai được kiểm soát trong những cái nỗ lực cuối cùng của cha ở trong tình huống trước đó, nó không có tác dụng nào cả khi mà con sứ giả khi nước này được thả một cách rất là xa và không kịp tiến vào cái trụ một đường trên của Flashbox để kịp hút. Như vậy thì con sứ giả khi nước đó nó không mang lại tác dụng gì cả trên phía của RQ, hay thậm chí là một vài cái lớp giáp trụ về lượng tiền mà bên phía của OQ họ có thể kiểm soát được. Thời điểm hiện tại 5.000 tiền là những gì bên phía của Flashbox họ có. Họ có hai rồng, rồng đức, rồng lửa, trong khi đó OQ thì họ chỉ có một con rồng nước mà thôi. Và Isera, món trang bị thứ ba của anh ta khác với dự đoán của chúng ta đúng không? Không phải là cái búa tiến công, mà thay vào đó thì anh ta đang hướng lên cho mình là cái giáp thiên thực. Bởi vì giao tranh của Flashbox bây giờ đang mạnh thì Isera anh ta sẽ đi chung với Flashbox, anh ta đánh giao tranh và nghiền nát RQ. Mà tất cả những gì họ có, Isera chưa có quá nhiều lý do để chuyển sang cái chiến thuật đẩy lẻ thời điểm này. Cái giáp hồi sinh là minh chứng cho điều đó. Anh ta sẽ hướng đến giao tranh rất nhiều dành cho Flashbox. Flashbox thời điểm này đang hơn 5.000 tiền so với RQ, tỷ số MA cũng đang là 14-1. Flashbox đang có rất nhiều lợi thế trong vài thi đấu này. Và đây là Aizen đang đứng rất sâu trong phần rừng của đối thủ. Và đó là Dylan Exec và lăn bụng. Anh ta giữ lại được một người, đó là Helios. Helios mất đi tốc biến và cả chiêu 3 của mình nữa. Một người khác đang bị giữ lại bởi tô từ, đó là Aizen. Aizen dù có trâu đến đâu thì 5 người của bên phía Flashbox dùng sát thương anh ta cũng phải chết mà thôi. Bây giờ sẽ là cái lúc mà bên phía của Flashbox họ sẽ kiểm soát hết lượng mắt ở đây của OQ và đứng ở đây để rình bất cứ một thành viên nào đến từ bên phía của OQ họ tiến ra thôi. Thì chắc chắn sẽ là một cái mồi chôn, và người đầu tiên mà tôi nhắc tới đó sẽ là cha người thứ hai, sẽ là Devil Zayn. Nhưng mà anh ta vẫn còn cho mình đỏ đồng hồ đựng độc tóc biến ở phía bên kia. Có vẻ như là sống được nhưng không sống được, kiệt sức đã được sử dụng, chuyên tâm cũng đã được sử dụng. Ba mạng đã có cho bên phía của Flashbox và người chơi đi rừng của OQ cũng đã nằm xuống. Một con balon miễn phí đang được mở ra hoàn toàn cho Flashbox. OQ tan vỡ rồi. Flashbox họ đánh rất quái trong tình huống thi đấu này. Họ cứ rình ở trong cái bụi đó, đợi từng người của OQ tiến ra đây để kiểm soát lại tầm nhìn ở xung quanh hang Baron thì họ sẽ hạ gục người đó. Bây giờ Chas không còn, Baron dành cho Flashbox. Và Isera tiện đường công tác thì anh ta còn lấy luôn cả con bùa xanh của bên phía đối phương. Quá khó cho đó là đại diện của Philippines ở trong ván thi đấu thứ 6 này rồi. Và có vẻ như chiếc vé cuối cùng còn lại để có thể đối đầu với Team Flutter trong trận chung kết tổng ngày mai nó cũng đang dừng có chủ rồi. Nói thì có vẻ như là hơi sớm, nhưng với những cái lợi thế, những cái lợi thế như thế này bên phía của đại diện Bắc Trung Hoa họ sở hữu 8.000 tiền trên lệch, hai lòng cỏ, Baron cũng mới vừa được kiểm soát và đang là cái thế lính ba đường được triển khai một lần nữa tương tự với ván thi đấu đầu tiên. Và đen cho RQ một điều nữa, khoan đã, đây là vòng vây đổ kiếp được tung ra cũng là khá tốt.
và tiếp tục là giao tranh được nổ ra. Exocen có những nỗ lực cuối cùng, không có ai phía sau Ata cả, xong thủ trưởng sau đó cùng thủ quyền, sau đó là xám màn hình đến từ vị trí của Exocen. Kiều mất đi hai người và họ đã mất đi một đường siêu cấp, nỗ lực đẩy lẻ của Isera ở cánh trên, còn ở cánh dưới thì bốn người còn lại của Last Hope cũng đang đẩy. Hai đường siêu cấp đã có, bây giờ thì họ đang muốn đánh vào nhà chính của đối phương hay chăng? Ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn Helios và Maki ở trên bản đồ để giúp cho IQ có thể phòng thủ. Nhưng thế tiến công của Last Hope đang là rất lớn. Họ đã bắt lại được Chaz, họ đang đánh nhà. Vòng vây đồ kiếp được tung ra lần cuối cùng, và đó là lúc mà Last Hope hủy diệt đi nhà chính của IQ. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 4-2. Như vậy thì Flash World sẽ là đội tuyển góp mặt vào trong trận chung kết tổng với Team Flash sẽ được diễn ra vào ngày mai. Chính xác là như vậy, Flash World họ sẽ lại một lần nữa có cơ hội gặp lại được Team Flash ở trận chung kết tổng, và cũng là cơ hội cuối cùng để Flash World họ có thể phục thù và lại vào Team Flash ở trận chung kết nhánh thắng được diễn ra vào ngày hôm trước. Và chúng ta được một lần nữa nhìn về đó là những cái tên có mặt ở trong trận chung kết tổng ngày mai, đó là Flash World với 7 chàng trai. 7 chàng trai đến từ đội hình của Flash World. 7 sói chớp đang thể hiện một phong độ quá tuyệt vời ở trong WCS Final. Họ chỉ để thúc thủ trước một mình Team Flash mà thôi, còn lại tất cả những đối thủ khác thì họ đang hoàn toàn là đè bẹp. Và RQ, đây đã là lần thứ 2 họ thất bại trước Flash World.